chủ yếu là phải phòng ngừa Nga Ni Trần đứng ở giữa gây khó dễ. Hiện tại thì Trần Đại Đầu đã bị bắt, Nga Ni Trần chắc chắn đang phát điên lên, nếu chẳng may y lại tiếp tục lén lút hạ độc thủ, tuy rằng đám người Tôn Hiện Vĩ cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng rồng có mạnh đến mấy thì cũng khó đè được rắn địa phương, đi vào thành phố Lang thì tốt nhất là nên lấy thái độ khiêm tốn thỏa đáng để làm việc. Miệng của Hạ Tưởng khá kín, trên cơ bản thì chẳng để lộ ra nguồn tin tức có ích nào. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng rời đi, tâm tư Cổ Hướng Quốc một mảng hỗn độn, cực kỳ đau đầu, đúng thật là y không biết các công tác kế tiếp nên khai triển như thế nào nữa. Trầm tư một hồi rồi y bấm số điện thoại gọi điện về Bắc Kinh. Phó thị trưởng Ma, tôi muốn báo cáo với ngài về một số tiến triển mới nhất. Sau khi Cổ Hướng Quốc thuật lại toàn bộ sự việc thì giọng nói Ma Dương Thiên lập tức tăng cao âm lượng. Nhìn thấy chưa, trước kia nghe tôi thì đã không có chuyện như vậy xảy ra. Hạ Tưởng chính là một cái đinh nhọn, không thể lưu lại được. Được rồi, những chuyện kết nối với bên trên thì tôi sẽ đi làm, tôi sẽ tiếp tục cử người đi tới thành phố Lang để hành động, ông chỉ cần để ý đến việc giải quyết các hậu quả là được rồi. Hướng Quốc, gần đây ông rất bị động, điều này khiến tôi rất thất vọng, hơn nữa, so với tôi thì còn có người thất vọng hơn nữa. Cổ Hướng Quốc buông điện thoại xuống, ngơ ngác đứng một hồi lâu, vẻ mặt xám trắng, một câu cũng không nói nên lời. Ngày hôm sau, Thành ủy thành phố Lang báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh về tiến triển của vụ án Long Khổng, đồng thời đề danh Lịch Phi trở thành ứng cử viên vị trí Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố. Ngay buổi chiều cùng ngày liền có được trả lời của Sở Công an tỉnh tỏ vẻ đồng ý với việc đề danh của Thành ủy thành phố Lang. Bởi vậy, việc Lịch Phi đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố trở thành một kết cục đã định. Cùng lúc đó, cũng truyền ra tin đồn về một số tin tức có liên quan đến Lộ Hồng Chiêm. Ví dụ như Lộ Hồng Chiêm bị giám đốc Sở Mã mắng cho trào cả máu, bị ban tuyên giáo tỉnh ủy điểm danh phê bình, cũng bị trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi gọi đến nói chuyện khiển trách một hồi. Tóm lại, Lộ Hồng Chiêm ở tại thành phố Yến mặt xám mày cho, đến nơi nào cũng bị phê bình đả kích, trên lưng gánh một tiếng xấu thật trầm trọng, hơn nữa, xem ra là tạm thời vẫn còn chưa tiêu trừ được các ảnh hưởng. Cuối cùng Lộ Hồng Chiêm sẽ nhận xử phạt gì thì hiện tại Thành ủy thành phố Lang và tất cả mọi người cũng không có lòng để ý đến, bởi vì vào đêm hôm đó thì thành phố Lang lại xảy ra một sự kiện cực kỳ kinh người. Sau khi Trần Đại Đầu bị bắt, bởi vì y đang bị hôn mê nên được đưa thẳng về bệnh viện, cũng vừa khéo bởi vì y lại được đưa về bệnh viện Cục Công an thành phố, mà phòng ngay sát vách với y lại là Tứ Tiểu Long. Sau khi Tứ Tiểu Long bị nhóm người Tiêu Ngũ đánh cho bị thương nặng thì vẫn luôn phải trị liệu tại bệnh viện này, cho đến bây giờ vẫn còn chưa xuất viện. Trong khi nằm viện thì Tứ Tiểu Long vẫn luôn được cảnh sát canh giữ. Sau khi tin tức việc Mặt Sẹo gặp chuyện không may truyền đến bệnh viện này thì đã khiến cả bệnh viện lâm vào cảnh bối rối. Khi Trần Đại Đầu được đưa vào bệnh viện, cảnh sát trông coi nhất thời sơ sẩy, không ngờ để Tứ Tiểu Long hai người trong đó thừa dịp rối loạn bắt cóc một cảnh sát. Men theo màn đêm, chút nữa thì đã trốn thoát thành công. Tuy rằng việc này cũng không bài trừ khả năng có bàn tay Nga Ni Trần thừa cơ loạn lạc âm thầm gây rối, làm cho cả hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, thiếu chút nữa lại tái diễn cảnh tai nạn chết người, sự việc ầm ĩ mất mấy giờ mới bình ổn lại được. Tuy rằng vào lúc cuối cũng đã khống chế thành công được hai gã này, tuy nhiên kết quả là một cảnh sát bị thương nặng và hai người khác bị thương nhẹ. Vốn lúc này là đã tan tầm. Sau khi nhận được điện thoại thì Ngả Thành Văn rất tức giận, lập tức cùng Hạ Tưởng đi thẳng tới bệnh viện để giải quyết hiện trường, đưa ra các chỉ thị trọng yếu. Hạ Tưởng cũng cực kỳ khiếp sợ, sự thất vọng đối với công an thành phố Lang thì đúng là cùng cực. Sau khi cùng thảo luận với Ngả Thành Văn, cả hai người quyết định biểu lý tạm thời nắm giữ vị trí quyền cục trưởng, một lần nữa khai triển một cách nghiêm túc công tác chỉnh đốn tác phong hoạt động của cục công an trong toàn thành phố, tăng mạnh kỷ luật, tăng mạnh công tác huấn luyện trong cảnh sát. Sa thải một số cảnh sát không hợp cách. Bởi vì đội ngũ cảnh sát thành phố Lang so với tình thế trị an xã hội thì còn ác liệt hơn, vì thế phải khai triển mạnh mẽ công tác chỉnh đốn ngay từ bên trong. Ngả Thành Văn đưa ra quyết định, Hạ Tưởng tỏ thái độ ủng hộ, mượn cơ hội này tạo nên đợt sóng lớn mới trong việc chỉnh đốn đội ngũ cảnh sát thành phố Lang, sắp xếp và đào thải bớt những lực lượng trung tâm của Lộ Hồng Chiêm. Ngày hôm sau, việc này đã được đệ trình lên hội nghị thường vụ để thảo luận. Tuy rằng Cổ Hướng Quốc gióng trống khua chiêng phản đối việc chỉnh đốn lại đội ngũ cảnh sát, bảo là việc này sẽ tạo ra bất lợi đối với sự ổn định xã hội của thành phố Lang. Nhưng sự thật thắng mọi sự hùng biện, quả thật trong thời gian gần đây Cục Công an thành phố đã tồn tại rất nhiều vấn đề, từ
từ cấp trên đến nhân viên cấp dưới, một loạt vấn đề phát sinh rõ ràng trước mắt làm cho ai nấy không thể không hoài nghi rằng có phải hệ thống công an thành phố Lang đã mục nát đến tận rễ. Cuối cùng, bất kể việc Cổ Hướng Quốc bảo lưu ý kiến nhưng hội nghị thường vụ vẫn cưỡng ép để thông qua quyết định. Dù sao có nhân vật số một ủng hộ mạnh mẽ, lại có Hạ Tưởng ra sức ủng hộ nên Cổ Hướng Quốc như một cây không thể chống vững được cả tòa nhà. Buổi chiều, cùng đi với Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy, Trần Chí Thiệp chính thức nhậm chức, đảm nhiệm vị trí Ủy viên Thường vụ Thành ủy thành phố Lang, Phó Thị trưởng. Theo lệ, sau khi làm các nghi thức tiếp đón thì sẽ mở đại hội mời toàn thể cán bộ dự họp, trịnh trọng tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy. Sau khi hoàn thành trình tự này, theo thường lệ sẽ tổ chức một cuộc liên hoan. Thường thì cuộc liên hoan này được cử hành long trọng tại khách sạn Caesar. Tướng mạo của Trần Chí Thiệp trông cũng bình thường, ngoại hình hơi cứng nhắc, nói năng hơi thận trọng, trong buổi chào đón của thành ủy thì y lên tiếng cũng rất khiêm tốn, cơ bản là phù hợp với sự trầm ổn và tính cách hàm súc của y. Ở bữa tiệc chiêu đãi, y ngồi ở phía dưới Hạ Tưởng, nhưng thật ra cũng không ít lần cúi đầu chạm trán nói chuyện với Hạ Tưởng. Chương 838, tiệc tùng, nhanh trí ứng đối. Vốn giống như suy nghĩ của Hạ Tưởng, trước khi Trần Chí Thiệp này tới thành phố Lang nhậm chức thì đã được Tống Chiêu Độ ân cần chỉ bảo, yêu cầu y và Hạ Tưởng phải duy trì sự nhất trí, trong hoàn cảnh phức tạp và hay thay đổi như thành phố Lang thì phải khiêm tốn, làm việc cụ thể và phải nhìn đúng phương hướng thì may ra mới có một vị trí nhỏ nhoi. Trần Chí Thiệp cũng tự đặt ra cho mình mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ theo sát bước của Hạ Tưởng, không chủ động, không tích cực, hết thảy lấy phương hướng của Hạ Tưởng làm trọng. Sau khi tháo gỡ cục diện tại thành phố Lang rồi sẽ cùng chung sức hợp tác với Hạ Tưởng xây dựng chế độ, từng bước thực hiện lý tưởng chính trị của lòng mình. Trần Chí Thiệp và Hạ Tưởng khe khẽ nói nhỏ với nhau, một cảnh tượng này dừng ở trong mắt mọi người. Lúc này, tâm tư mọi người đều di động, đều có suy nghĩ riêng. Ngả Thành Văn không biết là mừng hay là lo, vừa nhìn thấy Cổ Hướng Quốc hao binh tổn tướng nhưng lại không thể không thừa nhận sự nhanh chóng quật khởi của Hạ Tưởng. Trong lòng Cổ Hướng Quốc lại có đủ loại cảm giác lẫn lộn, lực lượng của Hạ Tưởng lớn mạnh hoàn toàn là bởi vì lực lượng của y bị cắt giảm, trong khoảng thời gian nữa thì thế cân bằng trong thành phố Lang sẽ bị đánh vỡ, một lần nữa các thế lực lại phải xóa ván cờ để chơi lại với nhau, duy chỉ có y là bị hao tổn thế lực nghiêm trọng nhất. Bởi vậy, đối với Hạ Tưởng thì sự hận thù của y càng thêm sâu sắc. Tuy rằng Lưu Nhất Lâm cũng vui khi thấy thực lực của Hạ Tưởng lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Bởi vì theo sự phát triển an toàn của Hạ Tưởng thì sẽ cải biến thế cân bằng vốn có của thành phố Lang, như vậy tất sẽ đến lúc Ngả Thành Văn sẽ cảnh giác và tấn công ngược lại. Cũng không biết lúc đó thì thế cục thành phố Lang sẽ phát triển theo phương hướng nào. Những người khác cũng nửa nọ nửa kia, nửa mừng nửa lo, tâm trạng biến đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, thật hoàn hảo là hôm nay tới tham dự buổi tiệc đón mừng người mới thì các ủy viên thường vụ, ngoại trừ Lộ Hồng Chiêm ra, thì đều đến đông đủ. So với buổi nhậm chức của Hạ Tưởng thì dường như buổi tiệc ngày hôm nay có quy cách cao hơn một chút, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết, hôm nay sở dĩ mọi người tề tựu là không phải mặt mũi của Trần Chí Thiệp lớn, mà là bởi vì Hạ Tưởng. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem thử Hạ Tưởng đang ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước tiến vào đại sảnh của khách sạn Caesar thì Nga Ni Trần có thể làm ra thêm những hành động gì khác thường không? Dù sao anh trai của y đã bị Hạ Tưởng bắt ngay tại chỗ. Nghe nói bây giờ đang còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, như vậy nếu Nga Ni Trần không giận chó đánh mèo với Hạ Tưởng thì mới là chuyện lạ. Mấu chốt nữa là một loạt các động tác gần đây của Hạ Tưởng, ở mặt ngoài thì làm suy yếu thế lực của Cổ Hướng Quốc nhưng trên thực tế thì đả kích đến chính lợi ích của Nga Ni Trần. Buổi tiệc cử hành đã trôi qua được hơn nửa thời gian, quả nhiên xuất hiện cảnh tượng làm mọi người chờ mong nhưng lại nằm ngoài dự đoán, Nga Ni Trần mang theo hai cô con gái xinh đẹp chính thức xuất hiện. Vẻ mặt Nga Ni Trần tươi cười, hoa nhài vàng và bạc đứng ở bên trái và bên phải của y, hôm nay trang phục và cách ăn mặc của hai cô chói lọi, hào quang gần như đã làm lu mờ cả ánh sáng của các ngọn đèn pha lê treo trong sảnh khách sạn. Gần như tất cả các ủy viên thường vụ là đàn ông ở đây đều ánh mắt sáng ngời, mặc dù bọn họ gặp hoa nhài vàng, bạc không chỉ một hay hai lần, nhưng mỗi lần hai mỹ nhân này xuất hiện thì đều làm cho tâm tư của người khác lay động và có cảm giác khó quên. Gần như trong lòng mỗi một người đàn ông thì đều có giấc mộng trái ôm phải ấp, bất kể có thừa nhận hay không thì ít nhiều cũng phải có, cái chính là mức độ khác nhau mà thôi. Cũng như thế, giấc mộng càng lớn chính là đều muốn đem cất cả đại kiều và tiểu kiều ở trong nhà son, nhà vàng cất giấu người đẹp. Trong lịch sử,
rốt cuộc có bao nhiêu đại kiều và tiểu kiều thì không ai biết, nhưng với vẻ đẹp của hoa nhài vàng và bạc đang ở trước mắt thì quả thật rất rung động, làm cho tim người khác phải đập nhanh hơn, máu dường như chảy nhanh hơn. Đàn ông, vĩnh viễn là động vật thiên về thị giác nhất, chính vì thế cho nên các mỹ nữ trên thế giới mới có thể nổi tiếng. Ngay cả Trần Chí Thiệp cũng hơi có chút há to miệng ra, hiển nhiên là kinh ngạc với việc có thể nhìn thấy mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy ở thành phố Lang, hơn nữa còn là một cặp chị em song sinh. Nga Ni Trần thấy mỗi lần hai cô con gái của y xuất hiện đều làm mọi người xung quanh trở nên ngây ngất thì trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù một loạt sự tình diễn ra gần đây nhất, khiến y phải phá lệ phát hỏa, hơn nữa còn dẫn phát ra bệnh cũ đau răng, nhưng y cũng không nhận thua, cũng không cho rằng Hạ Tưởng đã đạt được những thắng lợi mang tính căn bản, nhiều nhất chỉ có thể nói là thắng lợi trong từng giai đoạn. Tranh đấu với nhau, vốn là so chiêu giữa hai người, việc thắng bại trong lúc nhất thời là chuyện rất bình thường. Nga Ni Trần còn có đòn sát thủ chưa sử dụng, cơ nghiệp khổng lồ của y không có thương tổn nào về căn bản, ở thành ủy thì y còn không ít đồng bọn, ở trong các ban, ngành trọng yếu của toàn thành phố thì y cũng có những bằng hữu. Cho dù Hạ Tưởng có lấy được quyền phát ngôn nhất định ở thành ủy, nhưng muốn khống chế toàn bộ thành phố Lang thì đúng thực là chuyện hơi sớm. Huống chi, Hạ Tưởng chỉ là một phó thị trưởng thường trực, theo chính trị mà phân tích ra thì Hạ Tưởng còn chưa có khả năng khống chế toàn bộ thế cục của thành phố Lang, ngoại trừ khi Hạ Tưởng trở thành cấp trưởng. Bởi vậy, Nga Ni Trần vẫn như cũ mà tin tưởng 10 phần vào việc chờ thời cơ, sau khi thời cơ thành thục tới, khi những cơn mưa bão thất thường tới thì lúc đó sẽ đánh đòn cảnh cáo đáp trả lại Hạ Tưởng. Tuy nhiên, không ngờ Trần Đại Đầu lại bị bắt, điều này quả thật khiến y phải nhảy dựng lên, mắng to rằng Trần Đại Đầu ham rượu làm hỏng việc, đã ngu ngốc lại càng thêm ngu ngốc. Còn thêm điều khốn khiếp nữa chính là tại sao không uống với ai lại uống cùng với mặt sẹo. Điều này xứng đáng phải chặt cả hai chân của y đi. Mắng thì mắng, nhưng dù sao đây cũng là anh trai của y nên Nga Ni Trần vô cùng đau lòng, an ủi Dương Bối một hồi và cam đoan rằng nhất định lúc nào thuận lợi sẽ cứu Trần Đại Đầu ra, không để cho gã bị một chút tra khảo nào trong tay cảnh sát. Quan hệ giữa Dương Bối và Hạ Tưởng thế nào thì Nga Ni Trần cũng không rõ ràng lắm. Đối với Dương Bối thì ân oán giữa cô và Hạ Tưởng đã được chôn giấu rất sâu, ngoại trừ Ngụy Hồng Thanh ra thì tất cả những người quen biết với cô ở thành phố Lang này không ai biết được. Đối với việc Hạ Tưởng đi tới thành phố Lang đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, và việc trong thời gian ngắn hắn đã quấy đảo cả bãi nước đục thành phố Lang lên và dẫn phát ra không ít ngọn gió lốc thì Dương Bối trốn ở một nơi bí mật gần đó vẫn luôn vô cùng chú ý, thậm chí ngay cả dấu chân của Hạ Tưởng trong khoảng thời gian từ huyện Bá tới huyện An, rồi tới thành phố Yến thì cô đều thông qua đủ mọi con đường để hiểu biết một cách cặn kẽ. Hạ Tưởng, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của cô, cũng là sự kiêu ngạo vĩnh viễn của cô, bất kể cô biết cô đã đi nhầm một bước. Trách ai, trách cuộc sống, trách ánh mắt thiển cận của người mẹ mình, hay là tự trách ý chí của mình không đủ kiên định, trái tim không đủ quyết tâm yêu Hạ Tưởng, không đủ dũng khí trong tình yêu. Có lẽ cũng không phải, tính cách quyết định vận mệnh. Có sai thì chỉ có thể đổ cho việc cô không quả quyết, rất nhiều thời điểm không đủ quyết tâm nên mới đưa đến kết cục ngày hôm nay. Sự nghiệp không làm được, hôn nhân thì bất hạnh, mẹ thì bệnh nặng, dường như tất cả nỗi thống khổ trên thế giới đều đọng lại trên người của cô vậy. Thống khổ cũng tốt, bất hạnh cũng được, tất cả đều phải chịu đựng đau đớn, Dương Bối biết rõ điều này. Chỉ có điều từ miệng của Ngụy Hồng Thanh mà cô biết được Hạ Tưởng rất niệm tình nghĩa bạn học khi xưa. Nhiều lần giải quyết các khó khăn giúp Ngụy Hồng Thanh thì cô không tránh khỏi việc thương tâm mà rơi lệ, nghĩ đến mình mà xót cho thân. Hạ Tưởng đối với Ngụy Hồng Thanh còn như thế, vậy mà đối với cô thì được những gì? Ngẫm lại thì cô cũng biết rằng hiện nay thì Hạ Tưởng và cô là người của hai thế giới khác biệt nhau, sự khác biệt này quá lớn. Huống chi, cô còn gả cho một ông già, còn là anh của người mà Hạ Tưởng đối đầu. Vì thế cho nên khi Ngụy Hồng Thanh đề nghị cô gặp lại Hạ Tưởng thì cô không chút do dự mà cự tuyệt, gặp lại không bằng hoài niệm, mà kết quả tốt nhất chính là cũng không gặp mà cũng không hoài niệm. Tất nhiên Nga Ni Trần không biết tâm tư đau khổ của Dương Bối, còn tâm tư của y thì vừa không đau khổ lại vừa không phẫn nộ, ngược lại càng thêm lý trí. Hạ Tưởng là đối thủ hùng mạnh hiếm thấy mà cuộc đời y từng gặp, nhưng chỉ có điều là Hạ Tưởng còn không phải là cấp trưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng không ở cấp trưởng thì ở thành phố Lang này Hạ Tưởng chỉ có thể đạt được thắng lợi trong một phạm vi nhỏ, vĩnh viễn không thể lấy được thắng lợi mang tính quyết định. Các sự tình trong chính trị thì không cho phép một người trợ thủ có chiến tích và thành công vượt qua các nhân vật số 1, số 2, đối với khí hậu chính trị trong nước thì y biết rất rõ.
Hơn nữa, sau khi liên lạc bằng điện thoại với Bắc Kinh thì niềm tin có thể chiến thắng Hạ Tưởng của y lại càng thêm kiên định. Hôm nay mang theo hai cô con gái tới đây, đầu tiên là chiếu theo lệ thường, khi một ủy viên thường vụ mới đến thành phố Lang đảm nhiệm chức vụ thì đều được cử hành tại khách sạn Caesar và y đều lộ mặt ra, biểu hiện một chiêu bài hành động của thế lực ngầm lớn nhất thành phố Lang, đồng thời cũng là để trông thấy mặt vị ủy viên thường vụ mới và có những bước giao tiếp đầu tiên. Đương nhiên, việc xuất hiện hôm nay lại càng có thêm một tầng hàm nghĩa, cùng Hạ Tưởng công khai gặp mặt nhau, tự ôn chuyện và so chiêu với nhau. Nga Ni Trần nhiệt tình bắt tay chào hỏi với mọi người, thái độ rất lên mặt, giống như là một lãnh đạo đang thị sát vậy. Nếu người không biết thì còn tưởng rằng y là lãnh đạo lớn nhất của thành phố Lang. Trên mặt của Ngả Thành Văn lộ vẻ cười nhạt, cũng không thèm để ý đến thái độ của Nga Ni Trần, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trên người của hoa nhài vàng, bạc. Thật đáng khen cho lực hấp dẫn của mỹ nữ đúng thật là rất lớn, khiến cho người rất so đo lễ tiết trong quan trường như bí thư thành ủy cũng phải lấy việc chiêm ngưỡng người đẹp làm việc chính. Biểu hiện của Cổ Hướng Quốc thì xem ra cũng bình thường, cùng Nga Ni Trần bắt tay, gật đầu, cũng không nói thêm với nhau cái gì. Trương Anh Tịch cũng chỉ nhẹ nhàng nắm tay Nga Ni Trần, gật gật đầu, ánh mắt cũng không nhịn nổi mà phải quét mấy lần trên gương mặt của hoa nhài vàng, bạc. Có thể nói, các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây đều không kìm nổi ánh mắt nhiệt tình như điện, nếu quả thật có thể phóng điện thì chắc chắn hoa nhài vàng, bạc sẽ bị điện giật cháy đến bốc khói. Nga Ni Trần đi tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên dừng lại với bộ dạng vững chãi như núi Thái Sơn, quan sát Hạ Tưởng vài lần rồi mới xúc động nói. Phó thị trưởng Hạ, lúc trước ngài đến thành phố Lang tôi đã đưa phòng VIP nhất cho ngài, lúc ấy tôi còn tự hỏi không biết hành động của mình có thỏa đáng hay không. Hiện tại tôi mới biết rằng quyết định lúc ấy của mình quả thật vô cùng anh minh và sáng suốt. Phó thị trưởng Hạ mới đến thành phố Lang không đến 2 tháng, chẳng những đã đứng được vững vàng bước chân mà còn mở ra được thế cục, làm ra được không ít sự kiện lớn long trời lở đất. Tôi ở thành phố Lang này đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một phó thị trưởng nhanh nhẹn, dứt khoát, thủ đoạn mạnh mẽ, quyết đoán, là nhân vật cứng rắn đến như vậy. Tôi dám nói. Không bao lâu nữa nhất định Phó Thị trưởng Hạ có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Lang này. Ở mặt ngoài thì có vẻ như Nga Ni Trần đang nịnh hót Hạ Tưởng một trận, nhưng trên thực tế thì trước mặt công chúng đang châm ngòi ly gián, trực tiếp tuyên cáo tới các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây rằng phải cẩn thận, sau khi Hạ Tưởng phát triển an toàn rồi thì dục vọng quyền lực của Hạ Tưởng sẽ bành trướng, sẽ đến lúc Hạ Tưởng muốn ở thành phố Lang này nói một thì không ai dám nói hai. Bên trong mấy ủy viên thường vụ ở đây thì có mấy người thay đổi sắc mặt, cũng không biết là bị khiếp sợ bởi hậu quả giống như lời Nga Ni Trần nói hay là đang cố ý phối hợp diễn trò cùng với Nga Ni Trần. Vẻ mặt của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc thì giống nhau, ngoảnh mặt làm ngơ, về cơ bản là thờ ơ. Đều là các nhân vật kỳ cựu trong quan trường, hai người lại có thể bởi một câu của Nga Ni Trần mà tức giận. Đương nhiên, Cổ Hướng Quốc thì còn có tâm tư khác, còn Ngả Thành Văn thì hiểu rõ ở trong lòng. Đúng là nói đùa, mọi người ở đây thì ai chẳng biết lòng dạ của nhau, luận về Hạ Tưởng mà người oán giận chất chứa sâu nhất thì Nga Ni Trần xếp ở vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào trên người Hạ Tưởng, đều muốn nhìn xem thử Hạ Tưởng ứng đối và phản kích thế nào. Hạ Tưởng giơ tay cùng bắt với Nga Ni Trần, vẻ mặt như cười như không. Chủ tịch Trần, đã lâu không gặp, tinh thần ngài không tệ lắm, thật đáng mừng. Hạ Tưởng cơ bản là không tiếp lời nói của Nga Ni Trần mà rời đi sang chủ đề khác. Hoa nhài vàng, bạc gần đây hơi gầy yếu một chút, có phải là ăn uống không tốt không? Là phụ nữ thì không cần nghĩ tới việc để giữ dáng người thon thả mà ăn uống kiêng khem quá, dục tốc bất đạt. Mỗi lần nhìn thấy hoa nhài vàng, bạc thì tôi đều vô cùng buồn bực, về sau chủ tịch Trần ít mang các cô ấy đi ra được không? Điều này khiến tôi hối hận vì kết hôn quá sớm. Tôi năm nay 30 tuổi. So với các cô ấy thì cũng không lớn hơn bao nhiêu, có đúng không ạ? Ha ha! Ha ha! Lời nói của Hạ Tưởng khiến một trận cười vang nổ ra, có ý tốt cũng có ác ý, cũng có người hiểu ý ngầm. Sắc mặt của Nga Ni Trần có điểm nhục nhã. Phó thị trưởng Hạ, nói thật là tôi cũng muốn có một con rể ưu tú giống như ngài vậy. Đáng tiếc là cho dù phó thị trưởng không kết hôn sớm như vậy thì cũng chưa chắc đã săn được trái tim của con gái tôi. Ngụ ý là hoa nhài vàng, bạc chưa chắc để ý đến Hạ Tưởng. Tất cả mọi người đều biết hôm nay Nga Ni Trần lộ diện, chắc chắn là người tốt thì không phải rồi,
không ngờ y xuất kích chủ động như vậy mà lại bị Hạ Tưởng đẩy nhẹ một cái rơi xuống trên người hai cô con gái bảo bối của mình, điều này khiến y không kìm nổi lửa giận. Hoa nhài vàng, bạc là hai hòn ngọc quý trên tay y, không để cho bất cứ kẻ nào có ý định không tốt với hai cô con gái của y được. Hạ Tưởng cười ha hả. Vừa rồi Chủ tịch Trần khen tôi lên tận trời, nếu tốt như vậy thì các cô con gái của ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng từ ngài, ánh mắt đối với tôi sẽ khác, nói không chừng là sẽ thực sự coi trọng tôi. Nga Ni Trần thiếu chút nữa bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn không nói ra lời, y vừa mới vẽ mặt cho Hạ Tưởng, thế mà qua lời Hạ Tưởng lại thành lời khen tặng để đáp lại trên người của hai cô con gái y. Điều này khiến một người cơ trí như y cũng phải bất đắc dĩ. Ha ha, cũng tốt, không lấy được con gái của tôi thì thôi vậy. Hôm nay là buổi tiệc đón chào Phó Thị trưởng Trần, tôi là chủ nhà cũng phải tới chúc Phó Thị trưởng Trần một ly đã. Nga Ni Trần và Trần Chí Thiệp chạm cốc với nhau, y nói. Phó Thị trưởng Trần, 500 năm trước thì chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì không nói hai lời, nếu ngài uống hết ly rượu này thì bữa tiệc hôm nay, toàn bộ miễn phí. Hành động này của Nga Ni Trần là một công hai việc, một là nâng cao Trần Chí Thiệp lên, hai là biểu hiện sự hào sảng và bày ra thiện ý của y. Bất kể Trần Chí Thiệp là người của ai thì y đều phải thể hiện thiện ý trước, có thể dụ dỗ thì tuyệt đối y không chèn ép. Trần Chí Thiệp cũng nể tình, không nói hai lời, uống một hơi cạn chén. Nếu Chủ tịch Trần đã lên tiếng thì cho dù ra sao cũng phải uống, có phải không ạ? Nga Ni Trần thấy thế trong lòng vui mừng. Phó Thị trưởng Trần về sau sẽ ở thành phố Lang một thời gian dài, lúc đó sẽ biết con người của Trần A tôi là người nhiệt tình vì lợi ích chung, vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, là một người bạn đáng giá tin cậy. Trần Chí Thiệp cũng cười mà trả lời. Vâng, vâng, tôi đã sớm nghe Phó Thị trưởng Hạ nói qua các sự thích của Chủ tịch Trần, càng biết Chủ tịch Trần có hai cô gái bảo bối, cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp. Vốn tôi còn không quá tin tưởng, nhưng hôm nay vừa thấy đúng thật là sắc nước hương trời. Nói cho đúng ra, trong phạm vi tầm mắt của tôi thì cũng chỉ có nhân tài ưu tú như Phó Thị trưởng Hạ thì mới xứng đôi với hai hạt minh châu này. Một câu nói ra làm Nga Ni Trần biến sắc, Trần Chí Thiệp nể tình là do mặt mũi của y, nhưng cũng ngay lập tức đã đem cầu đá trở về, ý tứ là lập trường của ông ta và Hạ Tưởng hoàn toàn nhất trí với nhau. Hoa nhài bạc hừ lạnh một tiếng. Đàn ông ưu tú trong thiên hạ hình như rất hiếm thì phải. Hoa nhài vàng lại cười hì hì rồi nói. Phó Thị trưởng Hạ quả thật ưu tú, tuy nhiên anh ta đã kết hôn. Nếu anh ta chưa kết hôn thì đúng thật tôi cũng nguyện ý cho anh ta một cơ hội. Hạ Tưởng xem ra rất phối hợp mà xoay người lại. Cảm ơn cô đã coi trọng, rất vinh hạnh cho tôi. Hoa nhài vàng lại càng vui vẻ. Tuy nhiên, nói thật ra, Phó Thị trưởng Hạ, tôi nghe nói vợ của ngài cũng là một mỹ nữ. Ở trong mắt của ngài thì tôi và cô ấy so sánh với nhau thì ai hấp dẫn hơn? Vấn đề này rất sắc bén, hoa nhài vàng nhìn như khờ dại nhưng kỳ thật lời nói cũng cất giấu những điều sâu sắc. Hạ Tưởng gần như không chần chừ liền đưa ra đáp án. Cô hấp dẫn hơn nhiều. Hoa nhài vàng mừng rỡ. Có thật tâm không vậy? Có lừa người khác không đấy? Hạ Tưởng cười ha hả. Đương nhiên không lừa gạt cô, không tin cô hỏi mọi người xem thử cô so với bà xã của mọi người thì ai xinh đẹp hơn. Bởi vì trong mắt của đàn ông thì không có người phụ nữ nào là người vĩnh viễn xinh đẹp nhất cả. Chương 839, chuẩn bị xuất kích. Ha ha! Không ít người có tâm địa đều mỉm cười, trong tiếng cười có không ít tiếng đồng minh cùng Hạ Tưởng. Hoa nhài vàng có chút mặt đỏ, tức giận đến mức quay người đi chỗ khác. Thân là phó thị trưởng còn giễu cợt người khác, có còn giữ thân phận không vậy? Phó thị trưởng cũng là người, cũng là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh. Hạ Tưởng cười ha hả, ai bảo Nga Ni Trần bày ra thái độ khoe khoang hai cô ra. Con gái xinh đẹp xuất hiện đã khó tránh khỏi nghị luận của đàn ông, huống chi hôm nay cái chính là Nga Ni Trần tự vẽ mặt mình đến đây. Một hồi bóng đào ánh kiếm lúc khởi đầu yến hội cuối cùng cũng lấy việc vui cười, tức giận mắng cho xong việc mà qua. Cũng không ít người bất ngờ, đối với sự cơ trí, ứng đối của Hạ Tưởng mà trong lòng rất thán phục. Trước mắt tình thế đang rất tốt, Lộ Hồng Chiêm còn phải lưu lại thành phố Yến chưa quay về được, bố cục bước thứ hai của Hạ Tưởng tại thành phố Lang đã hoàn thành, nhưng hắn không biết rằng một hồi nguy hiểm đang lén lút tới gần. Theo việc nhậm chức của Trần Chí Thiệp thì vận mệnh chính trị của thành phố Lang lại có những biến hóa rất tinh tế. 3 ngày sau,
lúc Lộ Hồng Chiêm vắng mặt, tại Cục Công an thành phố, thông qua sự đề cử của Sở Công an tỉnh thì tỉnh đã phê chuẩn, hội nghị thường vụ thành phố đang tiến hành thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm Lịch Phi, đến lúc này thì gần phân nửa lực lượng của Cục Công an thành phố đã nằm trong tay của Hạ Tường. Càng lúc càng gần đến Tết âm lịch, năm nay tháng 12 âm lịch chỉ có 29 ngày, so với năm trước thì sớm hơn một chút. Vốn Hạ Tường tưởng rằng sang năm sau thì vệ tân mới đến thành phố Lang để tiến hành triển khai các công việc đầu tư, không nghĩ rằng chỉ khoảng một tuần sau khi quay về thành phố Yến mà cô đã liền lập tức tới ngay thành phố Lang. Sau khi vệ tân đi tới thành phố Lang thì việc đầu tiên là đi tới Hoa Viên Lệ Cảnh để thuê một căn nhà ở, sau đó đến tòa nhà Đông Phương thuê một văn phòng, hiển nhiên là chuẩn bị cho công việc và cuộc sống trong quãng thời gian tới. Vệ tân vừa chân ướt chân ráo tới thì ngay sau đó đám người Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ và Lý Hồng Giang cũng đều chạy tới, mục đích là để cùng thảo luận với Hạ Tưởng về việc đầu tư dự án khu đại học. Hạ Tưởng yêu cầu Tiêu Ngũ sắp xếp chỗ ở thật tốt cho đám người Tôn Hiện Vĩ, sau đó tổ chức cuộc gặp mặt với mọi người tại khách sạn Lệ Châu. Công việc của Hạ Tưởng rất bận rộn, thật vất vả lắm mới xử lý xong mọi việc, rồi một mình lái xe đi tới khách sạn. Lúc này Hạ Tưởng cũng không đi xe công vụ mà đi xe Volvo của chính mình, chủ yếu là tránh cặp mắt dò ngó của người khác. Chỉ có điều là Hạ Tưởng đã quá xem nhẹ năng lực của Nga Ni Trần, hắn vừa mới ra khỏi cửa không lâu thì lập tức phía sau có một chiếc ô tô lặng lẽ bám theo đuôi. Sau khi đi qua được hai dãy phố thì lúc này Hạ Tưởng mới phát hiện được phía sau xe mình có một cái đuôi, tiếp đó hắn lợi dụng dòng xe cộ, đột nhiên thay đổi phương hướng cắt được đuôi ở phía sau. Nhưng Hạ Tưởng cũng không biết rằng đối phương đã nhớ kỹ đặc điểm và biển số của xe hắn. Nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Hạ Tưởng không để ý tới sự kiện bị theo dõi lúc vừa rồi, hắn còn tưởng đây là hành động do Nga Ni Trần làm ra để hiểu rõ hành tung của hắn. Lúc Hạ Tưởng đi tới khách sạn Lệ Châu thì mọi người đã sớm có mặt đông đủ, Hạ Tưởng đến nơi lập tức khiến cả căn phòng ồn ào tiếng vui mừng. Sau khi Hạ Tưởng đi vào thì mới biết được rằng chẳng những Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ và Lý Hồng Giang tới đây, mà ngay cả Tề Á Nam và Lý Thấm không mời cũng tới, mà đúng rồi, còn có cả Phượng Mỹ Mỹ. Dáng vóc của Lý Thấm không thay đổi nhiều, vẫn cách ăn mặc sáng màu thuần khiết, trên người mặc bộ quần áo công sở, dáng người nhanh nhẹn, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt, tỏ vẻ rất kích động. Vốn trong lần Hạ Tưởng lên Bắc Kinh thì Lý Thấm đã nói là muốn tới thành phố Lang, nhưng sau khi cô quay trở lại thành phố Yến thì Tề Á Nam có một số công việc cần cô xử lý, vì vậy nên cô bị chậm trễ một khoảng thời gian. Nghe nói Tôn Hiện Vĩ được Hạ Tưởng triệu tập tới thành phố Lang nên cô liền khẩn cấp đi theo. Cô muốn cùng với Hạ Tưởng tiếp tục tái diễn lại cảnh huy hoàng của ngày xưa. Tề Á Nam cũng đến là bởi vì muốn cùng gặp mặt với Hạ Tưởng để nói chuyện về một số phát triển gần nhất, cũng là muốn nhìn một chút xem thành phố Lang có điểm gì hấp dẫn để kinh doanh không. Việc để Lý Thấm một thân một mình phát triển công việc tại thành phố Lang này thì y cũng rất lo lắng, đương nhiên không phải là lo lắng về Hạ Tưởng, mà là lo lắng môi trường hiểm ác của thành phố Lang, hơn nữa y cũng có ý muốn trợ giúp Lý Thấm một tay. So với trước kia thì Phượng Mỹ Mỹ có chút đẫy đà hơn một ít, có lẽ là do nguyên nhân đã kết hôn nên làn da trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, cả người tỏa ra vẻ rạng ngời, thành thục của người phụ nữ. Vốn dĩ trước đây phong thái của cô đã quyến rũ hơn người, kết hợp với sự thành thục lúc này thì hiện tại Phượng Mỹ Mỹ tuyệt đối làm cho người khác phải chết mê chết mệt, là người mà có thể xin tính mạng của bất cứ một gã đàn ông nào. Tiêu Ngũ đối với việc Phượng Mỹ Mỹ không mời mà tới thì cũng hơi bất mãn. Nhưng y lại không dám nói ra ngay trước mặt Hạ Tưởng thế này. Thế cục của thành phố Lang hiểm trở, y theo Hạ Tưởng vào sinh ra tử thì không tính là gì, nhưng đàn bà con gái thì tạm thời nên rời xa trốn thị phi như thế này mới là tốt nhất. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống rồi thì mọi người mới ngồi theo, tiếng nói cười cực kỳ náo nhiệt. Thời gian gần đây thì Chu Hổ và Lý Hồng Giang không gặp Hạ Tưởng, hôm nay vừa thấy được hắn thì cả hai người cực kỳ mừng rỡ. Lý Hồng Giang thì còn duy trì được sự trấn tĩnh, còn Chu Hổ thì chạy lại kiểm tra người ngợm Hạ Tưởng một hồi rồi không ngừng cười ha hả. Lãnh đạo, tôi muốn đến thành phố Lang để lăn lộn cùng với ngài. Nhất định là ngài không thể đuổi tôi đi, nếu không thì vợ tôi ở nhà sẽ nói rằng một người chồng như tôi không có tiền đồ gì cả, bị lãnh đạo đá một cái văng mất tích. Hạ Tưởng cười ha hả, bị lối biểu đạt giản dị của Chu Hổ chọc cười, liền giơ chân đá y một cái. Nếu vậy thì nên đi đi, không có tiền đồ cũng được. Thành phố Lang tình thế rất phức tạp, cậu đã đến một nơi rất nguy hiểm. Động tác Hạ Tưởng giơ chân đá người khiến tất cả mọi người ở đây đều thấy an lòng,
biết tâm ý của lãnh đạo và bọn họ vẫn gần nhau, sự thân mật khăng khít vẫn như trước kia, không có chút nào thay đổi. Chu Hổ bị Hạ Tưởng tự dưng đá cho một cái thì cực kỳ mừng rỡ, không tự kìm nén được y liền vò đầu bứt tai nói. Không sợ, không sợ. Lão Chu tôi xuất thân là chân đất mắt toét, biết sợ ai. Đầu chọc thì không sợ bị nắm tóc, làm vua cũng phải thua thằng liều, ai dám động một ngón tay của lãnh đạo thì tôi sẽ cùng liều mạng với người đó. Thời gian trước, tôi cũng không chút nào nhàn rỗi, đi theo người anh em Tiêu Ngũ học được mấy chiêu, hiện tại thì một mình tôi đánh hai, ba người không còn là vấn đề. Chu Hổ thì trời sinh có sức lực rất mạnh, trong việc đánh nhau thì không học tự thông, cũng là một hảo hán. Cùng với mọi người vui đùa ầm ĩ một hồi, đột nhiên tâm tình của Hạ Tưởng cảm thấy thư thái đi không ít. Ở tại thành phố Lang này, từ khi bước chân vào thì hắn đã bị kiềm chế. Cho đến tận bây giờ, hắn mới bắt đầu mở ra cục diện, có được một vị trí thật nhỏ nhoi. Thật ra mà nói thì tâm tình của hắn vẫn chưa ưng ý lắm. Người ở trong chốn quan trường thì lúc nào cũng đều chịu áp lực lớn, cảm xúc tiêu cực nhiều, may mắn là hắn có thủ đoạn cao siêu, thận trọng nên trên đường đi tất cả đều thuận lợi, thắng nhiều thua ít, hơn nữa đều là do năng lực tự cường của hắn, vì vậy mới không nảy sinh ra tật xấu gì. Tuy nhiên, gặp lại mấy người bạn thân thiết, cũng là đám thủ hạ trung thành nhất và là những thành viên đáng tin cậy nhất trong tổ chức của hắn, trong lúc nhất thời Hạ Tưởng tự cho phép mình thả lỏng để cùng vui vẻ với mọi người. Lúc ngồi xuống, vốn Lý Thấm đang muốn ngồi sát bên cạnh Hạ Tưởng thì lại bị Tôn Hiện Vĩ không chút lưu tình nào đẩy sang một bên, y và Lý Hồng Giang một trái một phải, bảo vệ xung quanh Hạ Tưởng. Lý Thấm, cô phải chú ý thân phận của mình, cô là phụ nữ đã có chồng, cần phải duy trì khoảng cách nhất định với lãnh đạo. Nhất là lúc này, khi Á Nam còn đang ở bên cạnh, như vậy cô cần phải tỏ ra rụt rè một chút. Trong lòng có ý là được rồi, đừng nên thể hiện quá rõ ràng như vậy. Điều này sẽ không tốt lắm, phải chú ý ảnh hưởng. Tôn Hiện Vĩ nhướng mày nháy mắt nói. Mặt Lý Thấm đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ một cái rồi nói. Anh cho là ai cũng đều giống như anh, cả ngày không nghĩ được việc gì đứng đắn, chỉ suy nghĩ bậy bạ đến các mối quan hệ trong sáng của người khác sao. Rồi sẽ có ngày anh sẽ bị ác giả ác báo. Quan hệ trong sáng, cô Lý à, nếu suy nghĩ trong sáng thì cô đỏ mặt làm gì? Chẳng những cô đỏ mặt mà lỗ tai cũng đỏ, đừng nói cho tôi biết rằng nội tiết trong người cô quá vượng. Á Nam, cậu cũng đừng trách tôi nói với cậu, khẩn trương kết hôn đi, đưa Lý Thấm về nhà mình, đỡ phải để cô ta phát xuân ra như vậy. Tôn Hiện Vĩ mồm năm miệng 10, không chút dự ý nào hết, cố tình không buông tha cho người khác. Lý Thấm nổi giận cầm một chén rượu lên. Nếu anh còn dám ăn nói lung tung thì tôi tạt luôn cả chén rượu này đó. Tạt thì tạt. Dù sao trong chốc lát nữa tôi cũng sẽ uống rượu, trước sau gì cả người tôi rồi cũng toàn rượu, có đến sớm hơn một chút thì tôi cũng không sợ. Tôn Hiện Vĩ thể hiện một sắc mặt cực kỳ vô lại, làm cho Lý Thấm đang tức giận cũng không làm gì được. Hạ Tưởng mỉm cười. Thôi, được rồi, náo loạn thế đủ rồi, không được đùa nữa, chúng ta nói vào việc chính. Một câu của Hạ Tưởng làm Tôn Hiện Vĩ lập tức ngậm miệng lại, y còn giả bộ khuôn phép khom lưng chắp tay kính một cái. Tuân mệnh, thưa lãnh đạo. Bộ dáng cúi đầu khom lưng của y vô cùng buồn cười, điều này chọc cho Lý Thấm cũng phải bật cười. Nụ cười của Lý Thấm như hoa mai vàng nở ra nghênh đón tuyết, tỏa sáng một góc trời. Tiếp theo là Tiêu Ngũ thuật lại thế cục của thành phố Lang. Theo như lời của Tiêu Ngũ thì thế cục của thành phố Lang cực kỳ hiểm ác, từng bước phải đi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng những người đang ngồi đây đều là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Hơn nữa cực kỳ tin tưởng ở Hạ Tưởng bởi vậy nên không có người nào có ý định lùi bước. Đúng vậy, tuy rằng Lý Hồng Giang so với mọi người trải qua sóng gió là ít nhất, cũng suôn sẻ nhất, nhưng dù sao y cũng là người đã tham gia nhiều trận gây rối và ẩu đả với công nhân ở công trường. Thời tuổi trẻ, y đã từng đảm nhiệm vị trí kỹ thuật tại công trường, cũng là một người có sức khỏe, nếu xét về đánh nhau thì cũng không phục kẻ nào. Lại càng không cần phải nói về Chu Hổ, y vốn xuất thân từ nông dân. Hơn nữa sức khỏe cực mạnh, thời điểm còn làm nông dân thì cũng bởi vì đất đai mà tranh cãi và đánh nhau với người khác, một mình y đấu với 5 người khác mà không bị thiệt chút nào. Chưa kể y lại cực kỳ lớn gan lớn mật, đối với thế lực đen của Nga Ni Trần thì tuyệt đối không có chút sợ hãi nào. Còn Tôn Hiện Vĩ thì tuy rằng bên ngoài miệng không có chút gì đứng đắn, nhưng ngược lại khi gặp chuyện lớn thì y lại là người tỉnh táo nhất, thường đưa ra các chủ kiến cho mọi người. Y dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
hiện tại đã đánh bại rất nhiều người nên thủ đoạn của y cũng không phải là tay mơ, cũng có lúc đánh người không cần nháy mắt. Phượng Mỹ Mỹ thì không có ý kiến gì, cô đến đây chỉ để gặp Tiêu Ngũ, đồng thời cũng muốn thăm hỏi Hạ Tường. Đối với Hạ Tường thì cô có một loại thiện cảm không hiểu nổi, không chỉ bởi vì là Tiêu Ngũ một mực khăng khăng với Hạ Tường, mà bởi vì trên người Hạ Tường quả thật có một luồng ma lực, chẳng những có thể tập trung được nhóm người ở bất cứ địa vị xã hội nào, mà hắn còn luôn có thủ đoạn cao minh và sức hấp dẫn hơn người. Lý Thấm thì điểm chú ý của cô lại ở trên người của Vương Sắc Phi, phụ nữ thì trời sinh đã không có hứng thú đối với việc chém giết. Tuy vậy, cô cũng biết rằng khi đối mặt với sự chém giết thì chỉ có thể lấy bạo lực để áp chế bạo lực mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên cô cũng không thích bạo lực, chỉ thích lấy trí tuệ để chiến thắng đối thủ. Bởi vậy, đối với Vương Sắc Phi thì cô cảm thấy rất hứng thú, rất muốn biết Vương Sắc Phi làm sao luôn vui vẻ ở thành phố lang này được, thần thái thì cứ như cá gặp nước vậy. Đương nhiên, Lý Thấm cũng rõ ràng rằng một người phụ nữ muốn thành công ở trong thế giới đàn ông này thì nhất định phải có sự trả giá, kể cả sự trả giá bằng chính thân thể của mình. Cô cũng không cho rằng việc trao đổi thân thể là thành công, nhưng đối với Vương Sắc Phi thì đúng thực cô có sự hiếu kỳ rất lớn. Khi nói chuyện, trọng điểm của đề tài dừng lại ở dự án khu đại học. Thật ra thì kinh tế thành phố Lang tuy rằng cũng không phải là quá phát đạt, nhưng cũng là nơi có rất nhiều triển vọng. Cục diện khu đại học ở trong mắt Cổ Hướng Quốc là rối rắm, nhưng ở trong mắt Hạ Tưởng thì cũng là một cơ hội để các thành viên tổ chức của hắn có thể tiến quân một cách toàn diện vào thành phố Lang, thiết lập một điểm khởi đầu. Nếu như vận dụng hợp lý thì có thể mượn ngọn gió đông của vòng xoay kinh tế để kiếm được một khoản lời lớn. Bởi vì, Hạ Tưởng rất rõ, trong tương lai không xa, do duyên cớ là phần đất thuộc thị xã Ngũ Đường của thành phố Lang quá gần với Bắc Kinh nên giá nhà đất tăng cao, từ mấy ngàn tệ một mét vuông tăng một mạch đến 20 ngàn tệ, làm cho người dân của thị xã này cảm thấy khổ sở không thể nói nổi. Không ít khách đầu cơ bất động sản từ Bắc Kinh đều đến đầu cơ nhà đất tại thị xã Ngũ Đường, làm cho giá nhà không ngừng tăng. Dân chúng cay đắng nhưng lại đưa đến sự giàu có cho chính quyền địa phương và nhà đầu tư đến đây khai phá. Nếu giá nhà đất sau này sẽ tăng đến mức không thể khống chế, vậy để cho bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn của Tôn Hiện Vĩ tiến đến đây kiếm một khoản tiền lớn thì cớ sao lại không làm. Đương nhiên, bởi vì có nguyên nhân là Nga Ni Trần nên chỉ có thể từ từ tiến hành, bởi vì Nga Ni Trần cũng đã đặt chân vào trong lĩnh vực bất động sản. Dục tốc bất đạt, cho nên trong vấn đề dự án khu đại học thì Hạ Tưởng mới biểu hiện ra một thái độ ôn hòa, thật ra đây chỉ là một đòn gió. Mục đích là khiến Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần không phát hiện ra dụng ý đích thực của hắn. Những địa phương trong thành phố Lang mà có triển vọng thì còn rất nhiều, là nơi nằm ở phía đông nam của Bắc Kinh, về sau khi làm đường sắt từ Bắc Kinh đi đến Đài Bắc thì cũng phải đi ngang qua thành phố Lang, chắc chắn điều này lại càng đưa thêm nhiều cơ hội thương mại cho thành phố này. Nhưng để đảm bảo được triển vọng lâu dài thì giai đoạn hiện tại lấy dự án khu đại học làm ván để bắc cầu. Đầu tiên thuận lợi tiến cử thành công bất động sản Giang Sơn và Thiên An vào thành phố Lang, sau khi đã đứng vững vàng được bước chân thì lúc đó mới từ từ như tầm ăn dỗi, mở ra cục diện tại thị trường bất động sản của thành phố này. Kiếp trước, công ty xây dựng Phương Nam dưới sự ủng hộ của Cao Thành Tùng, đầu tiên tiếp nhận một vài công trình không lớn lắm của thành phố Yến, sau khi đội ngũ nhân viên đã đầy đủ thì mới lần lượt nhận một vài công trình lớn, sau đó thế lực càng ngày càng khổng lồ. Không chỉ tại thành phố Yến mà thậm chí là cả tỉnh Yến đều chậm rãi phát triển an toàn, cuối cùng là trở thành một doanh nghiệp độc quyền rất mạnh, điều này cũng là một mồi lửa làm cho nhiều người rất bất mãn với Cao Thành Tùng. Tiền sự bất phong, hậu sự chi sư lấy việc trước làm gương cho việc sau tất nhiên Hạ Tưởng sẽ không đi theo lối xưa của Cao Thành Tùng, dẫm lại vết xe đổ nữa. Hạ Tưởng chỉ muốn những người thân tín của mình trong phạm vi hợp pháp kiếm được nguồn lợi nhuận chính đáng mà thôi. Hạ Tưởng liền nói ra ý định việc mượn dự án khu đại học làm ván bắc cầu, sau đó sẽ khai triển các bố cục tại thành phố Lang cho mọi người nghe. Tôn Hiện Vĩ nghe xong thì gật đầu liên tục. Ánh mắt của lãnh đạo xa rộng, tôi không thể so bì được, Lý Thấm cũng không so được. Chúng tôi nghe lời chỉ bảo của lãnh đạo. Tôi không so được thì trong lòng tôi cũng tự biết, có cần anh phải nói ra không vậy? Ý tứ của anh là gì đây? Đối với việc Tôn Hiện Vĩ luôn nêu tên cô ra thì Lý Thấm cực kỳ bất mãn. Lý Hồng Giang cũng rất xem trọng triển vọng phát triển của thị xã Ngũ Đường, tuy nhiên y hơi khó hiểu. Lãnh đạo, lần trước ở quận Hạ Mã ngài đánh úp Nguyên Minh Lược, lúc này thì nghe ý tứ của ngài lại là muốn mượn cơ hội giá nhà tăng vọt của thị xã Ngũ Đường để kiếm một khoản lời lớn.
Lần trước là đánh úp, lần này là đầu cơ, dường như không hợp tình hợp lý chút nào. Hạ Tưởng cười ha hả. Ánh mắt của Hồng Giang không tồi, nhìn ra sự bất đồng trong việc này. Giá nhà quận Hạ Mã tăng lên thì người chịu thiệt chính là dân chúng, mà giá nhà ở thị xã Ngũ Đường tăng lên thì người chịu thiệt chính là các khách đầu cơ bất động sản của Bắc Kinh. Bởi vì thị xã Ngũ Đường là thị xã nên lượng nhân khẩu không nhiều lắm, phần lớn người dân địa phương đều có nhà để ở. Giá nhà ở đây có tăng gấp đôi hoặc tăng gấp 10 lần, nếu người dân không có tiền thì cũng không cần thiết phải mua. Mà kẻ có tiền nhàn rỗi ở Bắc Kinh thì nhiều lắm, bọn họ đến Ngũ Đường để đầu cơ làm giá nhà, muốn từ giữa để kiếm một khoản lớn. Hơn nữa, việc này cũng không phải là lấy tiền của người dân thị xã Ngũ Đường, mà là tầng lớp bậc trung ở Bắc Kinh không mua nổi nhà ở đành phải tới thị xã Ngũ Đường mua nhà. Bởi vậy chúng ta đầu cơ bất động sản để kiếm ít tiền thì cũng không tính là việc làm đối lý. Tất cả mọi người đều hiểu ra, nâng chén chúc mừng. Dự án khu đại học bước đầu dự tính đầu tư 800 triệu tệ, cuối cùng quyết định là bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An mỗi bên bỏ ra 400 triệu tệ, lấy dự án khu đại học là điểm thiết nhập, chính thức mở màn việc tiến quân vào thành phố Lang. Sau khi buổi tụ hội chấm dứt, Tôn Hiện Vĩ muốn nhận thức một chút cuộc sống về đêm của thành phố Lang, vì vậy cả mấy người đều đi ra ngoài. Không hiểu may mắn thế nào mà Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc lại đi ngay phía đối diện, đối mặt cùng với đám người Hạ Tưởng. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tôn Hiện Vĩ như dại ra, miệng há hốc, nước miếng chảy ra ròng ròng. Y vội vàng huých nhẹ vào cánh tay Hạ Tưởng. Lãnh đạo, hai người kia đẹp quá. Không nghĩ rằng thành phố Lang như thế này còn có người đẹp tuyệt sắc đến như vậy. Ngài không nói sớm, nếu nói từ trước thì tôi đã sớm tới đây rồi. Hạ Tưởng mặc kệ y, bởi vì lúc này Hoa Nhài Vàng, Bạc đã đi đến trước mặt hắn. Hoa Nhài Vàng khẽ chua môi rồi duyên dáng cười. Phó thị trưởng Hạ, ba tôi muốn mời ngài tới gặp mặt để bàn công việc. Không biết ngài có thời gian rảnh không ạ? Nga Ni Trần tìm hắn có chuyện gì? Liên tưởng đến việc có người theo dõi lúc vừa rồi khi trên đường đi tới khách sạn Lệ Châu thì trong lòng hắn trở nên căng thẳng, chẳng lẽ là Nga Ni Trần nói về các điều kiện trao đổi? Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, thấy thời gian cũng đang còn sớm nên nói. Cũng được, nếu Chủ tịch Trần đã thịnh tình như vậy thì tôi cũng không tiện chối từ. Tôn Hiện Vĩ thấy rằng Hạ Tưởng quen biết với hai người đẹp, y cấp bách quá không nhịn nổi liền kéo Hạ Tưởng qua một bên rồi nói. Lãnh đạo, các cô này tên gọi là gì? Ngài mau giới thiệu cho tôi biết một chút, có chị em xinh đẹp như hoa thế này thì ít nhất cũng phải có giá hơn 100 triệu. Bộ dáng lén la lén lút của Tôn Hiện Vĩ bị Hoa Nhài Bạc nhìn thấy, cô ta vô cùng chán ghét, quay mặt sang chỗ khác rồi nói một câu. Con quỷ háo sắc. Hoa Nhài Vàng lại không cho là đúng. Ngược lại mỉm cười và nói với Tôn Hiện Vĩ. Định làm quen với chị em chúng tôi. Thật có lỗi, anh đã chậm một bước. Trong lòng chị em chúng tôi sớm đã có người. Người này so với anh thì cao lớn hơn, anh tuấn hơn và cũng đàn ông hơn. Ai, là ai? Tôn Hiện Vĩ men say trào lên, nhìn chung quanh và cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ở đâu vậy, lại còn có người đàn ông cao lớn hơn, anh tuấn và đàn ông hơn tôi. Không thể có khả năng này được. Nếu anh ta cao lớn hơn tôi thì chắc chắn không thể anh tuấn bằng tôi, cho dù có cao lớn, anh tuấn hơn tôi thì chắc chắn cũng không có nhiều tiền bằng tôi. Cho dù anh ta có nhiều tiền hơn tôi thì nhất định cũng không có vẻ hấp dẫn đàn ông hơn tôi. Chắc chắn không, anh thực sự tự tin như vậy ư? Ánh mắt của Hoa Nhài Vàng nhấp nháy, dưới ánh sáng của ngọn đèn khách sạn chiếu rọi làm người cô đẹp như một ngôi sao sáng, làm cho tim người khác phải đập thình thịch. Người đó tên là Hạ Tưởng. Anh nói xem, anh có điểm nào hơn anh ta? Ngay lập tức Tôn Hiện Vĩ lặng yên xuống, liên tục xua tay. Tôi không thể so sánh với lãnh đạo tôi được, nếu so với lãnh đạo tôi thì sẽ làm vầng hào quang của lãnh đạo tôi càng thêm cao lớn, tôi chỉ là như một ngọn cây ngọn cỏ mà thôi. Một câu nói đùa làm hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc đều mỉm cười, khi cả hai cùng nở nụ cười cảm giác xung quanh tràn đầy mùi hương. Hoa Nhài Vàng như bông hoa nhài nở, tỏa hương thơm ra bốn phía. Hoa Nhài Bạc như nụ hoa đang e ấp, mùi hương nhẹ hơn nhưng lại bay xa hơn. Chẳng những Tôn Hiện Vĩ ngơ ngẩn mà ánh mắt của Lý Hồng Giang, Tiêu Ngũ và Tề Á Nam đều nhìn chằm chằm vào. Phụ nữ đẹp thì bọn họ gặp qua không ít, nhưng mỹ nữ đẹp mà lại giống nhau thì quả thật là hiếm thấy, hơn nữa vẻ diễm lệ dạng người. Tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của hai chị em nhà này mỗi người mỗi vẻ, quả thật ít thấy trong cuộc đời.
Phượng Mỹ Mỹ cắn chặt răng, nhéo Tiêu Ngũ mấy cái. Lý Thấm cũng ngấm ngầm dẫm cho Tề Á Nam một cái. Rõ ràng mọi người đều bị thất thố trước vẻ xinh đẹp của hai chị em, Hoa Nhài Vàng cười thầm, Hoa Nhài Bạc cười lạnh, hai người không để ý đến mọi người, chỉ nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chần chừ một chút rồi nói. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc là con gái của Chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần hẹn tôi có việc, tôi đi trước, mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Ẩn ý trong câu nói của Hạ Tưởng cũng đã giải thích mối quan hệ của mình với hai cô gái này. Hạ Tưởng hộ tống hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc rời khỏi. Hai chị em mỗi người một bên, Hạ Tưởng đi ở giữa, điều này làm Tôn Hiện Vĩ hâm mộ quá trời, ánh mắt si ngốc cả nửa ngày rồi mới lắc đầu nói. Cuộc sống con người không có gái đẹp thật vô ích, tôi quyết định ở thành phố lang này đại náo một thời gian, thế nào cũng làm ra được một ít trò hay. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc không có phần của tôi, không tin thành phố lang to như vậy mà chỉ có một cặp chị em xinh đẹp như Hoa thế này. Đi, Hồng Giang, chúng ta đi chợ trước đã. Hả? Lý Hồng Giang chấn động. Đang buổi tối thế này đi chợ làm gì? Anh có phải nổi điên không đấy? Đương nhiên là không rồi, đây là tôi muốn đi chợ để mua hết tất cả các trứng có hai lòng đỏ, nghe nói cái này mang đến vận may, có thể gặp gỡ được cặp chị em xinh tươi như hoa như ngọc. Mọi người đều rộ lên tiếng cười to. Hạ Tưởng ngồi theo xe của Hoa Nhài Vàng, Bạc, ngồi ở ghế sau. Hai chị em xinh đẹp này một trái một phải ngồi bên cạnh, cũng không biết là cố ý hấp dẫn hay là cố ý khiêu khích Hạ Tưởng. Hoa Nhài Bạc thì còn đỡ một chút, miễn cưỡng khoác tay phải Hạ Tưởng, thái độ có vẻ hơi đông cứng, vẻ mặt cứng ngắc. Nhưng Hoa Nhài Vàng thì thuần thục hơn, tay phải nắm lấy tay trái Hạ Tưởng, thân mình nhích lại gần ép sát vào Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận đầy đủ được sự mềm mại, ôn nhu, thơm ngát của thân hình như hoa như ngọc này. Trái ôm phải ấp. Nói thật đây là giấc mộng của không ít đàn ông, thực ra mà nói thì Hạ Tưởng cũng muốn, tuy nhiên hắn cũng biết trong những người phụ nữ của hắn, có thể để hắn trái ôm phải ấp như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện được, trường hợp có hai người thì chỉ có thể là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hàm, còn những phụ nữ khác thì có lẽ cả đời không gặp nhau là tốt nhất. Bởi vậy, đối với thái độ hành động quá mức nhiệt tình của hai chị em mỹ nhân này thì hắn vừa không cự tuyệt nhưng cũng không phản kháng. Đương nhiên, hắn lại càng không đón ý để nói hùa. Bởi vì ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ rộng thùng thình ở giữa xe, trên một chỗ khó nhìn thấy có một cái camera, điều này khó thoát được cặp mắt của hắn. Ngay sau lúc Hạ Tưởng gặp mặt với các thành viên trong tổ chức của mình thì lập tức được Nga Ni Trần hẹn gặp mặt, lại bày ra cảnh muốn hy sinh cả con gái của chính mình, đúng thật là rất rộng lượng. Trên thực tế, Hoa Nhài Vàng, Bạc tất nhiên là ngồi có gần sát với hắn một chút, động tác có thân mật một chút, nhưng hai người đều mặc những trang phục rất dày. Cho dù Hạ Tưởng tay chân có muốn tái máy thì cũng không chiếm được tiện nghi nào, bị quần áo mùa đông dày cộm làm cản trở các cảm xúc. Nếu Nga Ni Trần thực sự có lòng thành, vào thời điểm mùa hè, để hai cô con gái song sinh của mình mặc các bộ váy ngắn tới tiếp diễn cảnh tượng này thì mới chứng minh được quả thật là y thành tâm, thật ý. Tình huống hiện tại thì sao? Đúng thật là rất buồn cười, mà Hạ Tưởng cũng không muốn để trò hề chiêu dụ bằng con gái của Nga Ni Trần thành công. Sau này sẽ trở thành bằng chứng để ép buộc hắn. Bởi vậy, xe đã đi được một khoảng thời gian mà ngay cả bộ ngực cao ngất của Hoa Nhài Vàng mà Hạ Tưởng cũng chẳng cảm thụ được cái gì, chỉ biết rằng đối phương ngay cả một chút thành ý cũng không có, cho dù Hạ Tưởng có công phu cách sơn đả nghiêu, không cần giáp mặt cũng hạ được đối thủ thì cũng đành chịu. Vì thế, Hạ Tưởng liền cười ha hả. Tiểu Mạt, Tiểu Lị, ghế ngồi này khá rộng, hai cô có thể ngồi giãn ra được không, chen chúc thế này làm tôi nóng quá. Hơn nữa, hai cô tỷ ép thế này làm tôi mệt chết đi được, tôi cũng không muốn mình thành nhân kẹp trong bánh đâu. Một câu nói khiến mặt Hoa Nhài Bạc đỏ lên, giơ tay đẩy cánh tay của Hạ Tưởng ra, hừ một tiếng rồi xoay đầu nhìn sang một bên, cũng không thèm liếc mắt đến Hạ Tưởng một cái. Còn Hoa Nhài Vàng thì tuy rằng đỡ hơn một chút, mặc dù mặt đỏ nhưng cánh tay vẫn không buông ra mà lại lén lút cúi xuống nói nhỏ ở bên tai Hạ Tưởng. Em rất thích anh có muốn tối nay em ở cùng anh không? Mặt Hạ Tưởng tuyệt nhiên không có chút đỏ, hơn nữa lắc đầu rất dứt khoát. Tôi không muốn. Hoa Nhài Vàng sửng sốt, không ngờ sức hấp dẫn của cô mà còn có người cự tuyệt được. Vì sao, em không đủ xinh đẹp, dáng người em không tốt sao? Cũng không phải, mà là bởi vì một câu nói của người xưa, phụ nữ thì như hổ báo. Hạ Tưởng vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, vẻ tươi cười trên mặt rất chân thành,
làm cho người khác tuyệt nhiên không thể hoài nghi rằng lời nói của hắn là lời nói thật. Hoa Nhài Vàng giận dỗi, cũng đẩy cánh tay của Hạ Tưởng ra. Không có chút tình cảm nào cho nhau cả. Hạ Tưởng cười thầm, ăn mặc kín đáo như vậy mà lại đòi câu dẫn hắn, một chút tiền vốn cũng không muốn bỏ ra lại còn đòi hắn phải có tư tưởng. Để người ta có suy nghĩ thì trước hết mình phải xuất ra một chút thành ý thì mới được. Hắn cũng không phải là chàng trai mới lớn chưa lần nào gặp qua phụ nữ, chỉ bằng các ám chỉ là có thể gợi nên các tưởng tượng cho hắn. Mà Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, không dám tự xưng là phong lưu hào hoa, so với người lạm dụng tình yêu như Tôn Hiện Vĩ và đa tình như Dương Uy thì trong phương diện phụ nữ hắn cũng có lực khống chế tương đương như vậy. Chương 840, Đàm phán, sự tình tái diễn. Một cán bộ mà trong phương diện nữ sắc không có khả năng kiềm chế thì sớm muộn gì cũng có lúc rơi vào trong cạm bẫy của đàn bà, cuối cùng thân bại danh liệt. Khi đi đến nơi thì Hạ Tưởng mới phát hiện ra là đi tới Kinh Thiên Cư, hắn không khỏi phải mỉm cười. Hắn hộ tống Hoa Nhài Vàng, bạc cùng đi lên lầu thì thấy Nga Ni Trần đã đi xuống tận cầu thang để đón chào, thái độ vô cùng nhiệt tình, sau đó cùng Hạ Tưởng sánh vai đi vào phòng VIP nhất. Lại nói đến căn phòng VIP này thì độ nổi tiếng của nó ở thành phố Lang rất lớn, Hạ Tưởng cũng từng được bảo quản chìa khóa của căn phòng này trong một đoạn thời gian nhưng cho đến hôm nay mới là lần đầu tiên được rảo bước đi vào trong phòng. Gọi là phòng VIP nhất nhưng trên thực tế thì phía trong cũng trang hoàng rất bình thường, cái chính là phòng hơi lớn một chút, đồ đạc trong phòng được bố trí tinh xảo, nhã nhặn, còn ngoài ra đúng thực không thấy có thêm vẻ gì nổi bật. Vào tới trong phòng thì Hoa Nhài Vàng, bạc mới cởi cái áo khoác ra. Lộ ra thân thể bên trong đúng thật là rất mê người. Nếu hai người này đứng chung một chỗ, với hai cái eo nhỏ gần như giống nhau và hai bộ ngực hoàn mỹ thì chắc chắn sẽ làm cho mọi cánh đàn ông miên man bất định. Nếu hai người đều trần như nhộng thì đúng thật cảnh tượng mê ly này không sao tả xiết. Ánh mắt của Hạ Tưởng cũng không dừng lại quá nhiều trên người của hai cô gái, hắn đến dự tiệc là đã biết buổi tiệc này không phải tốt lành gì. Nếu hôm nay không phải là Nga Ni Trần ngả bài ra với hắn thì chính là việc đưa điều kiện ra để trao đổi, bởi vì tình huống hiện tại thì Cục Công an thành phố đã được hắn khống chế một cách chặt chẽ trong tay, trong tình hình Lộ Hồng Chiêm còn chưa trở về thì lực ảnh hưởng của Cổ Hướng Quốc đối với Cục Công an thành phố còn xa mới bằng Hạ Tưởng. Thậm chí ngay cả ngả Thành Văn cũng không bằng, Hạ Tưởng trải qua các mưu tính tỉ mỉ và vận dụng một loạt các thủ đoạn thì trên cơ bản xem như đã nắm giữ được một nửa lực lượng của Cục Công an thành phố. Hiện tại, Cục Công an thành phố ở mặt ngoài là có biểu lý chủ trì toàn diện các công tác, nhưng trong thực tế thì anh Thành và Lịch Phi đang phụ trách các hành động chỉnh đốn bên trong của Cục Công an, gần như chẳng khác nào đã tiến hành một lần sàng lọc lực lượng trung tầng, hễ là thân tín của Lộ Hồng Chiêm thì xem như là được điều đến các nơi xa xôi, hoặc để đó không dùng. Hễ là người mà Lộ Hồng Chiêm áp chế, người này lại có tài năng và năng lực chân chính thì sẽ trở thành người trong lực lượng trung tâm. Toàn bộ các vị trí được cạnh tranh, thực hiện chế độ đào thải nhau, hơn nữa còn định ra một loạt các điều lệ, các chế độ rất công chính và đầy đủ, đảm bảo phát huy tính tích cực trong quảng đại các cán bộ cảnh sát. Cũng có thể nói việc thực thi việc cạnh tranh trong các vị trí đã hình thành nên lực lượng trung kiên, hoàn toàn nghe lệnh của Vu Anh Thành và Lịch Phi. Một loạt các hành động này đã làm xúc động đến thần kinh của Cổ Hướng Quốc, nhưng Cổ Hướng Quốc cũng phải vô kế khả thi. Bởi vì Hạ Tưởng chọn thời cơ để thực thi các vấn đề này rất chuẩn, lý do rất đầy đủ, trong điều kiện Lộ Hồng Chiêm đang bị Sở Công an tỉnh điều lên thẩm vấn, Long Khổng lại trợ giúp Mặt Sẹo bỏ chạy, hơn nữa ở trong bệnh viện của Cục Công an thành phố lại xảy ra việc Tứ Tiểu Long bắt cóc cảnh sát thì hình tượng của Cục Công an thành phố Lang đã rớt xuống tận đáy, khí thế của công an, cảnh sát cũng tụt xuống mức thấp nhất. Chẳng những thành ủy bất mãn mà nghe nói nhân dân trong thành phố đối với hệ thống công an đều cho rằng vô năng. Hủ bại, có nhiều câu oán hận. Do đó, Cổ Hướng Quốc cũng chỉ có thể để mặc luồng thủy triều, nén giận lại mà thôi. Cổ Hướng Quốc thì có thể nén giận nhưng Nga Ni Trần lại không thể để Hạ Tưởng tùy ý phát triển an toàn, một tay che trời ở Cục Công an thành phố được. Nhất là khi y nghe được Trần Đại Đầu có khả năng gặp cảnh tra tấn bức cung, vì vậy rốt cuộc y đứng ngồi không yên. Hiện tại thì lực ảnh hưởng của y đối với Cục Công an thành phố là thấp nhất từ xưa tới nay. Lộ Hồng Chiêm không ở đây thì gần như chẳng khác nào y không có chút tiếng nói nào cả. Nếu ngay cả người anh của mình mà y cũng không bảo vệ được, không cần nói tới việc Trần Đại Đầu bị cảnh sát tra tấn bức cung, mà chỉ cần bị một cái bạt tai thì cũng tương đương với việc đánh vào mặt của y vậy. Bởi vậy, tất yếu y phải có một cuộc đối mặt với Hạ Tưởng để luận đàm một lần. Tổng cộng gồm 4 người, Hạ Tưởng và Nga Ni Trần mặt đối mặt,
hoa nhài vàng và bạc đối mặt nhau. Bởi vì hệ thống sưởi trong phòng VIP được mở hơi mạnh nên cả hai mỹ nhân này đều hơi đổ mồ hôi, chóp mũi đã lấm tấm một lớp mồ hôi trong suốt, đồng thời lại có một mùi hương tự nhiên của cơ thể tỏa ra, thấm vào ruột gan người khác. Điều này cũng khiến Hạ Tưởng phải âm thầm cảm thán, đúng là báu vật trời sinh, quả thật không biết có được bao nhiêu người đàn ông có thể ngăn được sức hấp dẫn của hai cô gái này, đến ngay cả hắn cũng có lúc bị vẻ diễm lệ và mùi thơm cơ thể của các cô quyến rũ, không khỏi có những luồng suy nghĩ không đứng đắn. Đàn ông, muốn hoàn toàn ngăn cản sức hấp dẫn của phụ nữ thì đúng thật phải có định lực thật mạnh. Đồ ăn, đồ uống được đưa lên, Nga Ni Trần nâng chén kính Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, thật ra giữa chúng ta tồn tại rất nhiều việc hiểu lầm. Có một số việc tôi nghĩ là phải gặp mặt trực tiếp để giải thích thì mới được. Dường như Nga Ni Trần cũng có vài phần thành tâm mà giải thích, không ngoài việc là lúc Hạ Tưởng mới đến thành phố Lang thì xung đột với Lang lão tặc. Sau đó lại là Tứ Tiểu Long có sự uy hiếp với người thân của hắn, cùng với sự kiện mặt sẹo bắt cóc con tin, cứ như vậy, ở trong miệng Nga Ni Trần thì toàn bộ biến thành những việc rất trùng hợp và rất khôi hài, không hề có việc nào là có người cố ý sai khiến để nhằm vào Hạ Tưởng. Không thừa nhận cũng không được, quả thật diễn xuất của Nga Ni Trần cũng rất tốt, vẻ mặt chân thành, giọng điệu đau lòng, thiếu chút nữa thì ngay cả Hạ Tưởng cũng phải tin vào vài phần. Nếu không phải bây giờ tình thế bắt buộc thì Nga Ni Trần sẽ cúi đầu chịu nhường hắn một bước sao? Nói trắng ra là bởi vì Lộ Hồng Chiêm không có mặt tại Cục Công an thành phố, mà lúc Hạ Tưởng bắt được mặt sẹo cũng là lúc bắt được Trần Đại Đầu. Lời nói của Nga Ni Trần còn chưa dứt thì Hạ Tưởng cũng đã rõ ràng được ý định của Nga Ni Trần, đó chính là đề nghị hắn giơ cao đánh khẽ, cho Trần Đại Đầu một con đường sống thì cũng tốt cho việc ngày sau khi gặp lại mặt nhau. Bác cả là người tốt, cả đời trung thực. Lá gan cũng rất nhỏ, chỉ là thích uống rượu, trong lúc uống rượu thì người không được tỉnh táo, trong lúc mơ hồ đã phạm sai lầm. Tôi đoán chừng có lẽ bác ấy cũng vì uống nhiều rượu nên đã đi vào nhầm cửa. Hoa nhài vàng nheo mắt giả bộ một bộ dáng thật đáng thương. Phó thị trưởng Hạ, anh là người tốt, bác cả tôi bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim, thần kinh không được tốt, lại nhiều tuổi rồi, không thể chịu được những sức ép. Anh xem có thể có biện pháp nào khai ân cho bác ấy. Phóng thích bác ấy ra. Hạ Tưởng cũng nói rất vui vẻ. Vấn đề Trần Đại Đầu còn chưa thẩm vấn rõ ràng, chỉ có những người sau khi tuyên án bị tù thì mới có từ phóng thích. Tiểu Mạt, ý của cô nói là quả thật bác cả của cô có vấn đề. Hoa nhài vàng có chút hơi nóng nảy. Không phải, là tôi nói bậy. Phó thị trưởng Hạ, đây là anh ức hiếp người, em không để ý tới anh nữa. Hạ Tưởng cười ha hả, không để ý tới viên đạn bọc đường của hoa nhài vàng. Chuyển hướng sang Nga Ni Trần rồi nói. Chủ tịch Trần, ông nói khiến tôi rất khó xử. Tôi chỉ là một phó thị trưởng thường trực, không được quản lý mảng hệ thống chính trị pháp luật, mà cũng không được phân công Cục Công an thành phố. Nga Ni Trần thầm nghĩ, hiện tại thì ai chẳng biết phó thị trưởng Hạ nhà mày là người có lực ảnh hưởng nhất tới Cục Công an thành phố, ngay cả đường đường là bí thư thành ủy cũng không được bằng mày, vậy mà cứ giả bộ. Tuy nhiên, ngoài miệng thì y nói khá khách khí. Nếu phó thị trưởng Hạ đồng ý nể tình cho tôi thì ở tiểu khu Trác Việt có một căn phòng 150m², một chiếc ô tô trị giá 500.000 tệ, cộng thêm với 2 triệu tệ làm kinh phí để tài trợ cho việc này. Bút tích không nhỏ, vì Trần Đại Đầu mà một Nga Ni Trần từng hô mưa gọi gió ở thành phố Lang cũng không thể không sử dụng chiêu bài tiền bạc. Trước khác, nay khác, nếu là trước kia, chỉ sợ y nói một câu thì Cục Công an thành phố sẽ ngoan ngoãn phải thả người. Lần này là lần đầu tiên Nga Ni Trần và Hạ Tưởng mặt đối mặt nói chuyện, lại là vì sự tình của Trần Đại Đầu, điều này cũng khiến Hạ Tưởng hơi có chút cảm thán. Trần Đại Đầu không chỉ là anh trai của Nga Ni Trần mà cũng là người chồng được pháp luật công nhận của Dương Bối. Xem xét một cách cẩn thận thì đúng là hắn không có chút ân oán riêng tư nào với Trần Đại Đầu, trong lòng cũng không có chút ý tưởng nào muốn dồn Trần Đại Đầu vào chỗ chết, hơn nữa cũng không hề hỏi đến việc thẩm vấn của Trần Đại Đầu. Hoàn toàn là thái độ khoanh tay đứng nhìn. Trần Đại Đầu có tội gì thì cũng do thẩm phán và công tố viên quyết định, Hạ Tưởng không nhúng tay vào. Hôm nay, Nga Ni Trần ra mặt muốn nhờ vả, quả thật điều này khiến Hạ Tưởng khó xử, Hạ Tưởng cũng không muốn vừa lúc chỉnh đốn đội ngũ cơ sở lại chạy cửa sau, mấu chốt là nhẹ tay để Trần Đại Đầu chạy án thì rất dễ dàng, nhưng ảnh hưởng thì cực lớn. Trần Đại Đầu và mặt sẹo cùng nhau uống rượu thì cũng chưa chắc đã chứng minh được y có hành vi phạm tội. Nhưng y cũng phải theo đúng trình tự kịch bản, trải qua thẩm vấn thì mới được. Nga Ni Trần tự cao cho rằng mặt mũi của y lớn,
nghĩ rằng đưa một chút quà là đã muốn người khác thả người, cũng quá coi thường hắn. Mấy triệu tệ đúng thật là không thể đả động được Hạ Tưởng, đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải là một kẻ tham tiền. Không dễ làm. Hạ Tưởng nói luôn lời từ chối. Chủ tịch Trần, tôi không thể nhúng tay vào quá trình điều tra của Cục Công an thành phố. Thấy Hạ Tưởng cự tuyệt không có chút thành ý nào muốn đàm phán tiếp, Nga Ni Trần biến sắc. Phó thị trưởng Hạ, nếu có thể tha được người thì nên tha, ít nhất cũng tạo cho nhau chút tình cảm, nếu không, sau này khi gặp lại nhau cũng không tiện giao tiếp. Giọng điệu của y trầm thấp, rõ ràng có âm điệu uy hiếp. Quả nhiên Nga Ni Trần đã hoành hành một thời gian dài ở thành phố Lang này rồi, nghĩ rằng ít nhiều Hạ Tưởng cũng sẽ cấp cho y một ít mặt mũi, không nghĩ rằng Hạ Tưởng ngay cả một chút cũng không cho, do đó không chịu nổi nên tính càn quấy lại phát tác. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười sơ lược rồi nói. Đường đi khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau, tôi nghĩ về sau cơ hội mà tôi giao tiếp cùng với Chủ tịch Trần đúng thật là không nhiều lắm. Sắc mặt Nga Ni Trần xanh mét, gần như y nhổm lên. Phó thị trưởng Hạ, cả đời tôi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tình thân. Vì vậy nên ai cũng không được đụng đến người thân của tôi, ai mà đụng đến một ngón tay của người thân tôi thì chắc chắn tôi sẽ hồi báo gấp trăm lần. Hạ Tưởng cười lạnh lùng. Chủ tịch Trần, ngài có thời gian nên nghiên cứu nhiều một chút về các vụ án lớn đã bị phá trong bao năm qua, có bao nhiêu quan lớn cấp phó chủ tịch tỉnh đều đã bị kéo xuống ngựa. Cho nên, ngàn vạn lần không cần đối nghịch lại với lợi ích của nhân dân, nếu không thì đến lúc lật thuyền muốn hối tiếc cũng không kịp. Còn nữa, tôi cũng phải nhắc nhở chủ tịch Trần một chút, ngài là thương gia, nên làm tốt công việc kinh doanh của mình là được, không nên nghĩ tới việc hô mưa gọi gió và nhiều việc khác, cẩn thận không gió lớn cuốn người bay theo. Còn một điều nữa, hôm nay là tôi xem trọng mặt mũi của Hoa Nhài Vàng, bạc nên nói cho ngài nghe một câu châm ngôn, đó là dù có hậu trường chống trời thì cũng khó tránh việc có lúc bị suy sập. Sắc mặt Nga Ni Trần từ xanh lại chuyển sang hồng, biến hóa vài lần như vậy rồi mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẫn với vẻ tươi cười. Hôm nay tôi mời Phó Thị trưởng Hạ ăn cơm chứ không phải để đấu khẩu, việc giao dịch không thành thì vẫn còn tình cảm, nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc này quả thật là rượu đã nhạt như nước, không ai còn tư tưởng muốn uống tiếp nữa. Vì thế Hạ Tưởng lấy lý do còn có việc bận để cáo từ, Nga Ni Trần cũng không giữ lại, tuy nhiên lúc cuối vẫn còn cố gắng hỏi gặng thêm một câu. Phó thị trưởng Hạ, rốt cuộc ngài là muốn như thế nào? Hạ Tưởng trả lời. Cái tôi muốn chính là toàn bộ bầu trời của thành phố Lang tỏa ánh nắng, chỉ có với một trời quang mây tạnh, ánh sáng mặt trời rực rỡ thì Hoa Nhài mới nở ra vẻ đẹp rực rỡ nhất. Câu cuối cùng chỉ là một câu nói đầy ẩn ý, nhưng Nga Ni Trần lại nghĩ nhầm rằng Hạ Tưởng ham muốn vẻ kiều diễm của cây hoa nhài, muốn con gái của y. Điều này khiến cho y lập tức nổi giận lôi đình. Phó thị trưởng Hạ, trên đường đi cho tốt, cẩn thận lúc đi đường, chú ý giữ gìn thân thể, đừng để đụng vào tường. Hạ Tưởng cũng không hứng thú để tiếp tục đấu võ mồm với Nga Ni Trần, hắn lắc đầu cười rồi xoay người rời đi. Cảm tạ chủ tịch Trần đã thịnh tình khoản đãi. Ngày sau có cơ hội tôi sẽ hồi báo lại ngài. Còn một điều này nữa, hôm nay đồ ăn hơi mặn một chút, ăn muối nhiều không tốt, dễ gây ra bệnh tim và cao huyết áp, phải chú ý giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Nga Ni Trần đưa Hạ Tưởng đến dưới lầu, nhìn bóng dáng Hạ Tưởng đi xa rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Ra tay. Sáng sớm hôm sau, từ dự án khu đại học truyền đến tin tức rằng có hơn 100 nhân công tụ tập lại với nhau và gây rối, yêu cầu phát lương thưởng để về Tết. Mỗi dịp cuối năm đều là một cửa ải, nhất là trong ngành xây dựng mà nói thì dịp Tết đến là niềm vui, mong ước lớn nhất đối với công nhân xây dựng là quay về nhà, một năm không có tiền công để về Tết thì không ai chịu nổi. Khu đại học khất nợ tiền lương công nhân gần 30 triệu tệ, một bộ phận gây nên việc này là do Thường Quốc Khánh và Đồ Quân kết bè đảng với nhau lừa đảo mọi người. Người khác tạo nên cục diện rối rắm rồi ném đấy, còn Hạ Tưởng phải tới thu dọn tàn cục, nói thật là điều này quả thật không công bằng. Cũng là có ý tứ cố ý gây khó dễ. Tuy vậy, Hạ Tưởng cũng không buông tay mặc kệ, hắn đối với người lao động đúng là luôn có cảm tình, đồng thời cũng rất rõ ràng là phải lấy đại cục làm trọng, cho dù biết rõ là có người cố ý trêu chọc thì cũng phải giải quyết. Trách nhiệm của Hạ Tưởng là phải làm việc đúng với lương tâm, đồng thời cũng không muốn người lao động sau một năm vất vả lại trắng tay. Sau lưng mỗi một người lao động đều có một gia đình có hoàn cảnh bấp bênh chờ đợi, số lượng tuy không nhiều, nhưng ý nghĩa của nó tương đương với mạng sống của gia đình bọn họ.
Hạ Tưởng biết rõ điều kiện sinh hoạt của người lao động cực kỳ gian khổ, nghèo khó, ở tầng thấp nhất của xã hội. Vì vậy, hắn quyết định tự mình ra mặt để đàm phán với đại biểu của những công nhân, người lao động. Đúng lúc Hạ Tưởng lái ô tô đi tới khu đại học thì Vệ Tân cũng muốn khảo sát thị trường nên cố ý đến báo cáo với Hạ Tưởng một tiếng. Hạ Tưởng liền để Tiêu Ngũ dùng Volvo của hắn chở Vệ Tân đi, yêu cầu trong mọi thời khắc phải bảo vệ sự an toàn cho Vệ Tân, không được chủ quan một giây một phút nào. Bởi vì ngày hôm qua nhận được lời uy hiếp của Nga Ni Trần nên lúc này Hạ Tưởng cũng không dám phớt lờ. Vệ Tân là sự day dứt, ân hận của hắn ở kiếp trước, kiếp này có thể che chở cô được, vì vậy hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm thương tổn Vệ Tân dù chỉ nửa phân. Chỉ có điều Hạ Tưởng cũng không biết rõ chính là ngay sau khi Tiêu Ngũ chở Vệ Tân rời đi không lâu, vừa mới nhập vào đường chính của phố thì có hai chiếc ô tô, một trước một sau bám theo chiếc xe của Tiêu Ngũ. Khi Hạ Tưởng đến khu đại học thì trước cửa khu đã đứng chật người. Hạ Tưởng bảo lái xe dừng lại ở phía xa xa, hắn cũng không làm kinh động đến bất cứ người nào, chỉ yêu cầu hai người Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi tới ban quản lý dự án yêu cầu người phụ trách ra mặt phối hợp. Lại còn yêu cầu Lịch Phi phải chú ý cảnh giới, duy trì trật tự tại hiện trường, không để xuất hiện trường hợp trở nên hỗn loạn, cũng không được tùy tiện bắt người, làm người bị thương. Biết rõ tính tình của Hạ Tưởng nên Lịch Phi không hai lời, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống. Hạ Tưởng liền chắp tay sau lưng, hắn cố ý mặc một bộ quần áo bình thường, người không biết thì không thể nhìn ra được thân phận của hắn. Tiếp đó, Hạ Tưởng đi bộ tới, đi vào trong đám đông, chậm rãi chen chúc trong đám người. Đi tới một người đàn ông có vẻ là người lãnh đạo của nhóm người biểu tình ở đây và hỏi. Chính phủ nợ tiền à? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ rằng hắn cũng chỉ là một công nhân nên nói. Cũng không phải, tổng cộng hơn 300 công nhân ở đây thì mỗi người đều đang còn hơn 10.000 tệ, cũng đã hơn một năm nay. Ôi, Tết năm nay, không có tiền Tết, trong nhà bà xã và con cái chưa có cái ăn, cái mặc. Còn anh, cũng chưa về nhà à? Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, vẻ mặt uể oải, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, gần như phát ra thành tiếng khóc. Đám người xung quanh đều than thở, mỗi người đều mặt nhăn mày nhó. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai của người đàn ông trung niên. Anh tên là gì? Vương Đại Tiểu. Y uể oải đáp lại một câu. Anh là ai? Dường như tôi chưa nhìn thấy qua anh là thuộc đội công trình nào? Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của y mà lại hỏi thêm. Các anh là công nhân của công ty xây dựng nào vậy? Vẻ mặt Vương Đại Tiểu trở nên nghi vấn, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, do dự một chút rồi trả lời thật. Vốn chúng tôi đều là công nhân của công ty xây dựng số 3 của thành phố Lang, sau đó công ty xây dựng số 3 làm ăn không được rồi chúng tôi theo đội công trình Vĩnh Lương, ông chủ tên là Nhạn Vĩnh Lương. Khi Nhạn Vĩnh Lương đứng trước mặt Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, không nghĩ tới cách ăn mặc của y lại sạch sẽ đến như vậy. Khi mới chợt nhìn cảm tưởng như là sinh viên, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm, khoảng 35 tuổi. Vốn ban đầu Hạ Tưởng còn tưởng rằng y phải là một người đàn ông trung niên có bộ dạng lôi thôi. Nhạn Vĩnh Lương rất hay nói, thấy Hạ Tưởng thân thiện, đáng tin nên đã nói ra chân tướng của việc y nhận thầu dự án khu đại học. Chương 841, báo thù, nổi trận lôi đình. Dự án khu đại học bắt đầu được đầu tư từ nguồn vốn ở Bắc Kinh. Và được một công ty xây dựng bất động sản ở Bắc Kinh nhận thầu xây dựng, tuy rằng trên giấy tờ thì công ty này khá lớn, nhưng thực tế thì Nhạn Vĩnh Lương biết đây là một công ty có xác mà không có hồn, thậm chí có thể nói đây là một công ty gia đình của nhà đầu tư của Bắc Kinh, tuy nhiên đã phủ một chiếc áo ngụy trang bên ngoài, mục đích chính là không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài mà thôi. Sau khi công ty xây dựng nhận thực hiện dự án khu đại học, năng lực yếu, thiết bị không có đương nhiên phải chuyển thầu ra bên ngoài. Nhạn Vĩnh Lương sau khi trải qua một loạt các hoạt động nên đã tiếp nhận được một bộ phận lớn của công trình. Thời gian bắt đầu tiến hành thì còn thuận lợi, các khoản quyết toán công trình cũng bình thường, nhưng không lâu sau thì bắt đầu khất nợ các khoản thanh toán. Cuối cùng thì công ty đầu tư ở Bắc Kinh xin phá sản, lúc này bọn họ đang khất nợ khoản nợ một năm công trình. Công ty đầu tư từ Bắc Kinh đáp ứng, muốn xin một khoản vay lớn chỉ dùng cho việc thi công công trình. Đội công trình và nhà đầu tư ở Bắc Kinh thì không hạch toán trực tiếp với nhau, mà tài khoản của nhà đầu tư Bắc Kinh này đầu tiên phải chuyển đến tài khoản của công ty xây dựng, sau đó công ty xây dựng sẽ tiến hành cho vay cấp vốn cho đội công trình. Sau khi khoản cho vay được thực hiện thì nhà đầu tư ở Bắc Kinh nói là đã đem khoản tiền này chuyển cho công ty xây dựng,
mà công ty xây dựng lại nói là không có. Bởi vậy việc này làm dẫn phát tới các cuộc cãi cọ, cuối cùng, khi nhà đầu tư ở Bắc Kinh phá sản thì công ty xây dựng cũng người không nhà trống, khoản nợ công trình không có ai chịu trách nhiệm cả. Đây đúng là thủ đoạn rất phụng về điển hình cho việc khất nợ tiền lương nhân công của các công ty xây dựng, Hạ Tưởng gật gật đầu, đang định phát biểu ý kiến thì bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, giơ máy lên thì thấy là điện thoại của Mao Tác Thiên. Hạ Tưởng trong lòng cả kinh, vội vàng lắng nghe, quả nhiên vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng và phẫn nộ của Mao Tác Thiên. Lãnh đạo, Tiêu Ngũ và Vệ Tân đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thái độ của Hạ Tưởng từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, rất ít khi thất thố và tỏ ra bối rối, nhưng hôm nay trong nháy mắt đầu óc của hắn trở nên trống rỗng. Tiêu Ngũ là anh em từ kiếp trước của hắn, Vệ Tân là người thân mà hắn khó lòng dứt bỏ nhất, cả hai người đồng thời gặp chuyện không may, điều này giống như một mũi dao đâm vào trong trái tim của hắn, khiến sau một thoáng thất thần ngắn ngủi thì cơn lửa giận trong lòng hắn bốc cao vạn trượng. Có chuyện gì xảy ra? Thanh âm của Hạ Tưởng hơi run rẩy, ngoại trừ đôi mắt thì sự khẩn trương đã được bộc lộ cả ở trong giọng nói của mình. Mao Tác Thiên là một trong ba người anh em có thân thủ không tầm thường được Tiêu Ngũ mang từ thành phố Yến đến, hôm nay y cùng đi với Tiêu Ngũ, Vệ Tân để khảo sát thị trường. Xe của Tiêu Ngũ và Vệ Tân ở phía trước, xe của y ở phía sau, cách xa nhau một đoạn khoảng 100 mét. Thời điểm đi ngang qua một ngã tư, đèn đỏ, Tiêu Ngũ đứng lại chờ đèn. Lúc này bên trái y là một chiếc xe trộn bê tông. Trên xe này thì thùng chứa bê tông không ngừng quay để duy trì hiện tượng bê tông không đông cứng lại với nhau, biển số của xe bê tông bị bùn đất che giấu nhìn thấy không rõ lắm mà Mao Tác Thiên cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Mao Tác Thiên trước đây ở công trình xây dựng nhiều năm, biết rất nhiều xe công trình thường xuyên che lấp biển số cấp phép, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Đèn xanh bật lên, xe của Tiêu Ngũ tiếp tục đi thẳng, lúc này chiếc xe chở bê tông đột nhiên ép đường rẽ phải. Đáng lẽ ra thì chiếc xe muốn rẽ phải thì phải nằm ở làn đường bên phải, thế mà chiếc xe này thì lại ở bên trái xe của Tiêu Ngũ rồi lại rẽ phải, hoàn toàn không xem các quy tắc giao thông ra gì. Bởi vì xe của đối phương lớn, hơn nữa góc độ rẽ cũng rất xảo quyệt, không cho Tiêu Ngũ có xử lý khác đành phải phanh lại không đi để chờ. Không ngờ, lúc này chiếc xe chở bê tông sau khi đè xe của Tiêu Ngũ đứng chết dí tại một chỗ, sau đó đột nhiên cái thùng trộn bê tông đột nhiên đảo chiều quay. Bê tông xi măng từ trong thùng đổ ra hết bên ngoài, hơn nữa lại nhằm vào chiếc xe của Tiêu Ngũ mà xả. Bê tông ở bên trong nếu như trộn lẫn với các tạp chất, phụ gia tăng đông kết khác thì sau khi ra tiếp xúc với không khí trong một vài tiếng sẽ đông cứng lại. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đem bê tông bao phủ toàn bộ khung cốt kim loại của chiếc xe Volvo, trong khoảng thời gian ngắn thì chiếc ô tô Volvo sẽ trở thành một trụ bê tông thật lớn. Sau khi đông kết lại thì thần tiên cũng không cứu được tính mệnh của hai người trong xe. Chắc chắn sẽ vì không có không khí mà chết. Đây là chiêu số vô cùng ác độc, hơn nữa, còn có thể lấy sự cố giao thông để trốn tránh phần lớn trách nhiệm, thậm chí lái xe này có muốn phán án tử hình cũng không được. Thật may là còn có Tiêu Ngũ, trong thời khắc mấu chốt đã thực hiện một quyết định vô cùng chính xác. Mắt thấy bê tông không ngừng cuồn cuộn xả xuống xe, gương trước bị che kín hết. Tiêu Ngũ vội vàng lùi xe, cũng không cần biết phía sau như thế nào, chân đạp mạnh lên chân ga, ô tô điên cuồng rú lên một tiếng, bánh xe trượt lên đường mấy vòng rồi nghe vèo một cái, ô tô nhanh chóng lùi lại về phía sau, rồi nghe ầm một tiếng, đâm ngay vào một chiếc xe Việt Dã ngay ở đuôi xe mình. Chiếc xe Việt Dã so với Volvo thì cao lớn hơn nhiều, bị chiếc Volvo đâm một cái mạnh đến nỗi nghiêng hẳn xe, thiếu chút nữa thì bị lật. Chiếc Volvo lúc này không kiểm soát được. Liên tiếp đụng thêm hai chiếc xe ở phía sau, cuối cùng khi đâm vào chiếc xe bus ở ven đường thì mới ngừng lại được. Lúc này, xe trộn bê tông đã đem toàn bộ bê tông trên xe xả ra giữa đường, lái xe cũng không nghĩ tới việc giải quyết các hậu quả mà nhảy vội lên xe bỏ chạy. Tiêu Ngũ may nhờ quyết định chính xác nên đã thoát, có một chiếc Mastiff bởi vì bám sát ngay sau chiếc xe trộn bê tông, không kịp xử lý đã bị một bộ phận bê tông trùm kín hết xe, sau một lát bê tông đông kết lại. Có thể thấy được người ngồi ở bên trong xe này không thể sống nổi. Tuy rằng Tiêu Ngũ đã tránh được cảnh khó, nhưng thời điểm lùi về phía sau, do lực va đập quá mãnh liệt, nhất là lúc cuối cùng va chạm vào chiếc xe bus, bởi vì chiếc xe bus đang chạy nên dưới tốc độ của cả hai xe đang chạy, hai loại tốc độ tác động cùng một lúc nên lực va đập kinh người, lực va đập lúc này đã làm cho Tiêu Ngũ và Vệ Tân đều bị chấn động mà hôn mê bất tỉnh. Hạ Tường tức giận,
bình sinh đến giờ chưa bao giờ cơn tức giận lại mạnh mẽ đến như lúc này. Hắn lập tức chỉ đạo Mao Tác Thiên. Lập tức báo cho Trung Sơn và Kha Lâm, đầu tiên là khẩn trương tới hiện trường, bằng mọi khả năng bảo vệ cho Tiêu Ngũ và Vệ Tân được an toàn. Mao Tác Thiên lập tức thực hiện theo. Vừa lúc Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ và Tề Á Nam cũng đang ở đây, Hạ Tưởng liền gọi cuộc điện thoại cho Tôn Hiện Vĩ. Hiện Vĩ, lập tức tổ chức toàn bộ lực lượng đợi mệnh lệnh, đồng thời điều thêm mấy chục người ở thành phố Yến đến ngay thành phố Lang. Vốn Tôn Hiện Vĩ đang ngâm mình trong trung tâm sông hơi, đang cùng với một cô em tán tỉnh nhau. Vừa nghe thấy có việc lớn xảy ra với Tiêu Ngũ, y lập tức giận dữ. Mẹ nó, dám động đến người anh em Tiêu Ngũ của tao, ông mày phải giết chết nó. Lúc này lập tức y đứng dậy, gọi ngay cho Lý Hồng Giang, Tề Á Nam và Chu Hổ, yêu cầu toàn bộ mọi người cùng hành động, tập hợp tinh binh mãnh tướng, lập tức đến thành phố Lang để trợ giúp. Lý Hồng Giang giận dữ, gọi ngay một cuộc điện thoại tới thành phố Yến, yêu cầu tổ chức ngay 20 người tới thành phố Lang. Chu Hổ thì lại nổi giận lôi đình, yêu cầu các lực lượng bất động sản Giang Sơn hiện có, tới ngay thành phố Lang ngay lập tức. Tề Á Nam và Lý Thấm thì còn hơi có chút lý trí, ngoại trừ việc điều binh khiển tướng ra thì hai người khẩn cấp chuẩn bị trụ bị 5 triệu tiền mặt, đảm bảo có thể lấy bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn, từ thành phố Lang đến thành phố Yến, một không khí khẩn trương bao trùm, tiếng liên lạc không ngớt. Sau khi Hạ Tưởng điều động lực lượng các thành viên tổ chức của mình xong thì mới nhớ bây giờ hắn còn phải giải quyết vấn đề tiền lương của công nhân tại hiện trường. Vì vậy, hắn liền nói với Nhạn Vĩnh Lương. Vĩnh Lương, tôi là Hạ Tưởng, phó thị trưởng thường trực thành phố Lang. Nếu anh tin lời tôi, hiện tại anh cứ để mọi người về trước đi, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ được giải quyết, trước khi Tết đến, nhất định sẽ đảm bảo các anh em công nhân có tiền về nhà. Nhạn Vĩnh Lương khi nhìn thấy Hạ Tưởng lúc vừa rồi phát ra một loạt mệnh lệnh thì đã biết người đang đứng trước mặt không phải là người bình thường, vừa nghe được giới thiệu đây là phó thị trưởng thường trực thì y còn có chút không tin, y còn hỏi thêm. Phó thị trưởng Hạ nói chuyện có giữ lời không vậy? Hạ Tưởng khẳng khái nói. Anh có thể gọi điện thoại tới thành phố Yến, tùy tiện hỏi bất cứ người quen nào làm bên công trường, hỏi bọn họ một câu xem năm đó Hạ Tưởng làm ở quận Hạ Mã đã lần nào nói dối với anh em công nhân chưa? Sau khi nói ra câu này xong, Hạ Tưởng xoay người rời đi. Hiện tại Hạ Tưởng đã biết rõ rằng sự kiện hôm nay tuyệt đối là có người đã sắp xếp một cách tỉ mỉ bày ra để đối phó với hắn. Bởi vì xe Tiêu Ngũ đi chính là xe của hắn, hiển nhiên, đây là đối phương đang muốn lấy cái mạng của hắn. Là Nga Ni Trần, lửa giận trong lồng ngực của Hạ Tưởng gần như muốn nổ tung, hắn lập tức yêu cầu cho Lịch Phi. Lập tức thông báo cho Cục Công an bên Anh và các bên liên quan. Yêu cầu điều động toàn bộ cảnh sát tiến hành phong tỏa đường, đuổi bắt lái xe bỏ chạy. Sau khi Lịch Phi nghe xong sự tình trải qua thì trong lòng cũng tràn đầy căm phẫn, mới biết được thành phố Lang nơi này hung hiểm hơn vô số lần so với thành phố Yến. Tuy nhiên, điều này lại càng khơi dậy tâm huyết của y, tinh thần càng thêm quyết tâm đi theo phó thị trưởng Hạ, nên phải làm một sự nghiệp thật oanh liệt. Lịch Phi nghe lệnh thực hiện, Hạ Tưởng lại giải cho Lý Tài Nguyên một tiếng. Yêu cầu y tiếp tục ở hiện trường đảm nhận trách nhiệm duy trì trật tự. Sau đó, Hạ Tưởng tự mình lái xe, để lái xe ngồi ở một bên, nhanh như điện chớp đi thẳng tới hiện trường. Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai còn không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, phó thị trưởng Hạ vội vàng rời đi, bọn họ một mặt duy trì trật tự, một mặt tìm hiểu tin tức. Sau khi biết được chân tướng của sự tình, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, đối phương quả thực quá kiêu ngạo, hống hách. Quá không coi ai ra gì và quá ác độc, rõ ràng đây là muốn hại chết phó thị trưởng Hạ, đúng thật quá kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức coi trời bằng vung. Không phải là Nga Ni Trần, thì người còn có khả năng này là ai nữa? Như vậy, việc công nhân lao động tụ tập đòi tiền lương ngày hôm nay có khả năng cũng do một tay Nga Ni Trần bày ra. Hai người vội vàng bàn luận với nhau, đám người công nhân còn chưa có giải tán đi. Hơn nữa bởi vì cảnh sát đã rút lui khỏi khu vực này nên đã có dấu hiệu không khống chế được dần dần bộc lộ ra. Trong lòng bọn họ không khỏi nóng lòng như lửa đốt, bọn họ không có kinh nghiệm trong việc xử lý đám đông, biết rằng một khi không khống chế được các công nhân này thì hiện tượng phá phách, cướp bóc, thậm chí không chừng còn có tai nạn chết người xảy ra nữa. Làm sao bây giờ, đám người đã có dấu hiệu sao động, bên trong đám người còn có người hô to. Đi tới ban quản lý dự án. Lấy tạm đồ ở đấy đã, lấy đồ thay lương vậy.
Mắt thấy đám người bắt đầu bạo động thì có một người nhảy lên chỗ cao, hô to lên. Tôi là Nhạn Vĩnh Lương, tất cả mọi người hãy nghe tôi nói một câu. Vừa rồi tôi vừa gọi điện thoại đến thành phố Yến, hỏi một đội công trình, bọn họ nói bí thư Hạ năm đó tại thành phố Yến là cán bộ mà tất cả các anh em cảm nhận là người tốt nhất. Lời của ông ta có sức nặng bằng 10 câu người khác. Vừa rồi, người vừa ở chỗ chúng ta chính là bí thư Hạ, bây giờ là phó thị trưởng Hạ. Phó thị trưởng Hạ nói, trước khi Tết đến, ông ta bảo đảm mọi người nhận được tiền lương để về nhà ăn Tết. Ai không tin lời của tôi, nếu có quen biết đội công trình nào ở thành phố Yến thì gọi điện kiểm tra là sẽ biết. Đám người đình chỉ việc sao động, không ít người dùng điện thoại để kiểm tra lại. Sau mấy giây, qua những cuộc điện thoại làm mọi người trở nên rất kính nể, bắt đầu giải thích cho những người công nhân còn lại về uy vọng của Hạ Tường. Không tới 10 phút, toàn bộ công nhân đang tụ tập ở đây lập tức giải tán, không một người nào còn dám ở lại để gây rối. Danh tiếng của Hạ Tường quả thật là lớn, nhất là qua những câu chuyện truyền khẩu giữa những người công nhân với nhau trông giống như chuyện cổ tích, giống như một ngọn gió xuân lập tức thổi đi các nghi ngờ trong lòng của mỗi người công nhân ở đây. Với sự hứa hẹn của Hạ Tường, tất cả mọi người đều tin tưởng, không hề nghi ngờ. Xu thế đám công nhân giải tán không thể cưỡng lại, những người của Nga Ni Trần bên trong đám công nhân thấy đại thế đã mất, liền gọi điện thoại cho Nga Ni Trần, báo cáo tình huống cho y, thừa nhận hành động hôm nay đã thất bại. Nga Ni Trần lại không lòng dạ nào chú ý đến sự kiện đám công nhân quấy rối ngày hôm nay, vốn y nghĩ hôm nay thừa cơ tạo thêm phiền nhiễu cho Hạ Tường, tạo ra sự kiện nhóm công nhân bạo loạn, tốt nhất là có người bị thương, lúc này thanh danh của Hạ Tường sẽ bị tổn hao. Nhân cơ hội này y cũng lợi dụng công nhân quấy rối trong việc giải phóng mặt bằng kiếm chút lợi trong lúc loạn lạc, đây là thủ đoạn thường xuyên của y. Không nghĩ tới, nhóm công nhân không trở nên kích động, ngược lại không ngờ đã xảy ra tai nạn xe cộ, hai việc này không nên cùng phát sinh một lúc. Tin tức này rơi vào tai của Nga Ni Trần, khiến y đờ đẫn trong chốc lát, trong lòng kêu to là không tốt. Tai nạn xe cộ là bút tích của Ma Dương Thiên, tất nhiên y biết rất rõ việc này. Bởi vì trước đó Ma Dương Thiên đã lộ qua cho y biết một ít lời nói, rằng sẽ cấp cho Hạ Tường một chút nhan sắc để nếm thử, ít nhất cũng sẽ làm cho chiếc ô tô của Hạ Tường bị hỏng, người thì bị thương, để về sau Hạ Tường khi ra khỏi cửa sẽ trở nên lo lắng, hãi hùng, chắc chắn Hạ Tường sẽ thành thật sẽ kiềm chế không ít. Nga Ni Trần từ chối đưa ra ý kiến, không tán thành cũng không phản đối, bởi vì y có thủ đoạn của y, không nghĩ tới việc tiếp tục lấy cứng đối cứng với Hạ Tường. Mà chỉ muốn ra đòn độc thủ ở sau lưng, làm sao để kể cả Hạ Tường cho dù biết là y làm thì cũng không thể phát ra được lửa giận. Không nghĩ tới Ma Dương Thiên thật đúng là chọn đúng thời cơ, chọn thời điểm động thủ không sớm cũng không muộn, cố tình chọn đúng ngày hôm nay, trong khi hôm qua y và Hạ Tường vừa mới đàm phán thất bại rồi đột nhiên gây khó dễ. 100% Hạ Tường sẽ cho rằng đây là do y hạ độc thủ, hơn nữa, Ma Dương Thiên ra tay cũng quá độc ác. Đây đâu phải chỉ muốn làm hỏng chiếc ô tô. Về cơ bản, thì đây là muốn lấy luôn cả mạng người đấy chứ. Hạ Tường không phát cuồng mới là lạ. Nga Ni Trần không khỏi âm thầm oán trách Ma Dương Thiên là lòng lang dạ sói nhưng đầu óc thì ngu dốt, không ngờ còn làm liên lụy đến người khác. Trời đất run rủi, nên Nga Ni Trần biết rất rõ rằng y sẽ trở thành người chịu tội thay, nhưng lại không có cách nào giải thích. Y ở thành phố Lang kinh doanh rất nhiều ngành nghề. Trong đó đều có cổ phần của Ma Dương Thiên, y lại càng không thể oán giận Ma Dương Thiên cái gì. Ma Dương Thiên trực tiếp phái người từ Bắc Kinh tới để nhúng tay vào sự tình ở thành phố Lang, đây là cũng có sự nghi ngờ đối với năng lực của y, hơn nữa Cổ Hướng Quốc lúc trước cũng không nói cho y biết rằng muốn dồn Hạ Tường vào chỗ chết, điều này cũng khiến y trong lòng vô cùng bất mãn. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm bất mãn, phải nghĩ cách nào để chịu đựng được lửa giận của Hạ Tường. Hiện tại thì Hạ Tường đã khác hẳn lúc xưa, trong tay đã nắm được hơn phân nửa lực lượng của Cục Công an thành phố, cơn giận dữ lôi đình của Hạ Tường sẽ có vài phần uy lực. Đầu tiên là Nga Ni Trần gọi điện thoại tới cho Ma Dương Thiên, sau khi nói chuyện với nhau khoảng 10 phút thì lại buông điện thoại xuống, sau đó gọi cho Cổ Hướng Quốc, cùng nói chuyện với Cổ Hướng Quốc cũng hơn 10 phút, rồi lại theo thứ tự gọi đến những kẻ có quan hệ khác trong thành phố Lang, nhất là những ủy viên thường vụ đã trải qua được thử thách của y. Sau khi an bài xong mọi phòng ngự, lúc này mới yêu cầu lão tặc lập tức hành động, triệu tập, tổ chức lực lượng ở mức cao nhất có thể, giúp cho lái xe chạy thoát ra khỏi thiên la địa võng đang bày ra ở thành phố Lang. Lái xe là người đến từ Bắc Kinh, là thân tín của Thường Quốc Khánh.
Vốn Ma Dương Thiên cũng chỉ nghĩ tới việc giáo huấn Hạ Tưởng một chút, y nguyên là cán bộ nhà nước nên cũng không có đảm lượng dám lộ liễu hại chết Hạ Tưởng. Nhưng người cụ thể thực hiện là Thường Quốc Khánh lại bởi vì căm hận Hạ Tưởng hại đồ quân, lại còn khiến y bị truy đuổi phải trốn đi Tây Tạng giống như nhà có tang, thù mới cộng với thù cũ cùng tính sổ một lúc, có cơ hội tốt như thế này không thể bỏ qua, vì thế y liền chỉ đạo lái xe phải giết chết Hạ Tưởng. Lái xe tên là Dư Kiến Thăng, vẫn đi theo Thường Quốc Khánh, là người thân tín mà Thường Quốc Khánh tín nhiệm nhất, đối với y thì lời nói của Thường Quốc Khánh như thế nào thì nghe như thế. Sau khi đắc thủ, cũng chưa kịp xem phía sau tình trạng như thế nào liền đã vội vàng lái xe bỏ trốn. Một loạt hành động được trời đất run rủi cùng diễn ra một lúc, tạo thành một cuộc diễn lung tung trong ngày hôm nay, cũng là một cuộc trình diễn được diễn ra trước cuộc đại chiến. Ngả Thành Văn nghe được tin tức thì cũng vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh yêu cầu toàn bộ cảnh sát thành phố lập tức hành động, đầu tiên là phong tỏa tất cả các đường, điều tra tìm ra các tình nghi là thủ phạm và quy định ngày phá án, nếu không bắt được lái xe thì lãnh đạo các cơ quan, cục phòng có liên quan sẽ tự nhận kiểm điểm và từ chức. Không ít lực lượng trung kiên của cảnh sát là người mới vừa nhận chức, vừa mới đi lên xong liền đã gặp một vụ án lớn phải phá, tất cả đều sốc lại tinh thần, đều yêu cầu mang đội xin đi giết giặc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành phố lang rơi vào cảnh thiết quân luật, không ít đường chính còn có các cảnh sát vác súng trên vai, đạn đã lên nòng canh phòng nghiêm ngặt, thành phố lang trở thành một chốn thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Khi Hạ Tưởng đi tới hiện trường thì Tiêu Ngũ và Vệ Tân đã được người cứu đi, đưa đến bệnh viện nhân dân. Nhìn tình trạng thê thảm chiếc Volvo còn lại trên hiện trường cùng với chiếc Mastiff còn bị chôn dưới bê tông thì tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Nếu Tiêu Ngũ có một chút bối rối, nếu y xử lý chậm trễ thì hôm nay chiếc xe bị chôn trong bê tông chính là chiếc Volvo, chính là Tiêu Ngũ và Vệ Tân. Hơn nữa, nếu chẳng may chính hắn đang lái xe thì kết cục chính là táng thân bên trong đống bê tông này. Hai mắt của Hạ Tưởng gần như phát ra lửa, Nga Ni Trần, mày đúng là khinh người quá đáng. Mao Tác Thiên đưa Tiêu Ngũ đi bệnh viện, Kha Lâm và Trung Sơn ở lại chờ Hạ Tưởng, một mặt cũng là để bảo vệ sự an nguy của Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng đến hiện trường thì ngẩn ngơ một lúc lâu, không nói được một lời, tất cả mọi người không ai dám đến gần một bước, ngay cả đám cảnh sát giao thông đang xử lý sự cố cũng rất rõ việc người đang đứng trước mặt là Phó Thị trưởng Hạ, người đang nắm quyền sinh tử của đại bộ phận cảnh sát cục công an thành phố. Lúc này Phó Thị trưởng Hạ đang rất giận dữ, ai cũng không dám động chạm để tự mình chuốc khổ về mình. Đợi một lúc lâu thì anh Thành cũng chạy tới, Hạ Tưởng cũng chẳng nói điều gì, chỉ lấy tay chỉ ra hiện trường rồi dẫn mấy người nhanh chóng rời đi, tới bệnh viện để thăm hỏi Tiêu Ngũ và Vệ Tân. Anh Thành hiểu ý, biết ý Hạ Tưởng là giao cho y giải quyết tốt các hậu quả, do đó y lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy tại hiện trường. Còn cục công an thành phố thì biểu Lý tự mình trấn thủ tại cục, Lịch Phi tự mình mang đội đi tới các điểm chốt trên các đường, anh Thành ở hiện trường điều tra lấy nhân chứng, vật chứng. Toàn bộ cục công an thành phố với tốc độ vận chuyển cao từ trước đến nay chưa từng có để triển khai hành động. Thành phố lang, toàn thành phố gần như bị giới nghiêm. Hạ Tưởng tới bệnh viện, Lý Hồng Giang, Tề Á Nam, Tôn Hiện Vĩ và Chu Hổ đều đã chạy đến đây. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân là Bùi Quốc Đống xem như là người quen cũ của Hạ Tưởng, đã sớm sắp xếp Tiêu Ngũ và Vệ Tân ở phòng săn sóc đặc biệt, đồng thời tự mình khám và điều trị cho hai người. Hạ Tưởng vừa đến thì tất cả mọi người đều vây xung quanh hắn, không ai nói lời nào, tất cả chờ hắn lên tiếng. Hạ Tưởng đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, thấy được Tiêu Ngũ bình thường vẫn mạnh khỏe như rồng đang nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh thì tâm hồn không khỏi như bị dao cắt. Tiếp đó, hắn lại tới bên giường bệnh của Vệ Tân, thấy sắc mặt Vệ Tân trắng bệch, vẻ sinh động hoạt bát biến mất không thấy, chỉ thấy cô nhếch môi, nhíu mày, dường như chịu đựng sự thống khổ thật lớn. Điều này lại khiến Hạ Tưởng hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của Vệ Tân, lại đau lòng khó nhịn. Nga Ni Trần. Trong lòng Hạ Tưởng lại một lần nữa hiện lên cái tên của Nga Ni Trần, một ý niệm lại hiện lên trong đầu, không đánh cho y đau, không đánh cho y sợ thì cái tâm địa của y không chết được, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sự khiêu chiến quá mức giới hạn, sẽ không ngừng ra các đòn độc thủ. Cần phải ra tay chặt đứt đòn độc thủ của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng hạ quyết tâm. Nếu từ trực diện không đủ chứng cứ để làm dao động cơ nghiệp của Nga Ni Trần, nếu Tiêu Ngũ và Vệ Tân bất luận một người nào bị một cái gì đó bất chắc thì hắn sẽ quyết định tổ chức lực lượng, lấy bạo lực để khống chế bạo lực, lấy đen tối để đáp trả đen tối, trực tiếp tung một lưới bắt hết thế lực ngầm của Nga Ni Trần, trực tiếp giết toàn bộ thế lực của y.
Hạ Tưởng đấm một cái mạnh vào trên tường, quay đầu lại nhìn các thành viên trong tổ chức của hắn, Tề Á Nam nắm chặt nắm đấm trên hai bàn tay, Tôn Hiện Vĩ hai mắt bốc lửa, Chu Hổ thì đi vòng quanh, bộ dạng như đang muốn đánh người, Lý Hồng Giang thì chắp tay sau lưng, lông mày cau lại. Hạ Tưởng biết, tất cả mọi người ở đây đều đang phẫn nộ, đang trong tình trạng không khống chế được cơn phẫn nộ này. Họp. Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người đi theo hắn, đi vào phòng họp tạm thời chuẩn bị tại bệnh viện. Mấy người báo cáo cho Hạ Tưởng biết đã tổ chức lực lượng tiến đến thành phố Lang, cùng với một loạt các sắp xếp đã chuẩn bị để giải quyết các hậu quả. Hạ Tưởng trầm ngâm một hồi rồi nói. Sau khi các anh em đi vào lập tức sắp xếp mọi người tỏa ra toàn thành phố để điều tra, cần phải bắt cho được lái xe, mà phải là bắt sống. Cảnh sát không nhất định có thể bắt được người, nhưng cảnh sát có thể ngay mặt đả thương đối thủ. Điện thoại anh Thành đúng lúc này gọi điện đến, trải qua quá trình điều tra hỏi nhân chứng thì đã biết được xe trộn bê tông là được thuê từ công ty cho thuê thiết bị, lái xe là dùng giấy chứng minh nhân dân giả, nhưng từ mô tả từ những người chứng kiến tại hiện trường, sau khi tra mạng lấy chứng cứ thì bước đầu phán định rằng người lái xe này là người ở Bắc Kinh, tên là Dư Kiến Thăng, tiếp theo anh Thành gửi fax những ảnh chụp của Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đem ảnh chụp sao chép lại mấy trăm bản, giao cho Tôn Hiện Vĩ. Sau khi các anh em đến hết cả đây thì toàn thể mọi người bắt đầu hành động, ngầm hỏi ở toàn bộ thành phố, cần phải tìm cho được hung thủ. Sau khi tìm được rồi, không cần phải cứng rắn cưỡng ép bắt y bởi thế lực đen tại thành phố Lang chắc chắn sẽ bảo vệ người này, lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý. Mấy người Tôn Hiện Vĩ đã từng hoành hành ở thành phố Yến, khi nào lại biết sợ người khác. Một Nga Ni Trần, cho dù thế lực ở thành phố Lang khổng lồ tới đâu cũng không chịu nổi sự ra tay liên hợp của Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang và Tề Á Nam. Mấy người tuy rằng mồm miệng đáp ứng Hạ Tưởng, nhưng trong bụng một luồng khí bị nghẹn lại, cũng không cho rằng ta lại thắng được chính, trong lòng nghĩ đến sẽ tìm cách cứng đối cứng với các thế lực đen này. Đều là người giang hồ, ai sợ ai. Các thành viên trong tổ chức của Hạ Tưởng lần đầu tiên phân công hợp tác tiến hành hành động ở ngoài thành phố Yến. Tất cả đều cùng đoàn kết nhất trí đối ngoại, lập tức muốn đem thành phố Lang giấy lên một trận sóng gió to ẩn thành. Mà Hạ Tưởng trên đường đi tới thành ủy lại gọi một cuộc điện thoại cho lão cổ, hắn quyết định phải coi đây là một cơ hội, đánh cho Nga Ni Trần phải chổng vó lên trời, đánh cho y đau không nói được, cho y biết hậu quả nghiêm trọng biết chừng nào. Hạ Tưởng và lão cổ quen biết nhau thời gian không ngắn, đây lại là lần đầu tiên ra mặt đề xuất muốn mượn dùng lực lượng của ông ta. Hơn nữa, hắn vừa mở miệng lại khiến cho lão cổ giật mình không nhỏ. Một tiểu đội, tiểu hạ, cậu định muốn phóng hỏa giết người ở thành phố Lang sao? Lão cổ cũng biết Hạ Tưởng không dễ dàng mở miệng với mình như thế này, mà khi đã mở miệng thì chứng tỏ rằng không phải là Hạ Tưởng tức giận, mà chính là sự tình vô cùng khẩn cấp. Tuy nhiên, tôi nói trước, xuất binh thì có thể, nhưng không thể mặc quân phục, không sử dụng xe quân đội. Nói tóm lại một câu. Không thể giễu võ dương oai làm kinh động ở thành phố Lang để châm ngòi thổi gió, cậu cũng biết đó, thành phố Lang quá gần với Bắc Kinh, tôi cũng phải. Khụ, khụ, phải làm ra vẻ, che mắt mọi người. Vâng, không thành vấn đề, dùng trang phục bình thường, sử dụng xe bình thường tới đây là được. Nhưng nhất định phải chọn các binh lính có khả năng, gan lớn và bình tĩnh. Hạ Tưởng cố ý giải thích một tiếng. Lão cổ hơi bất mãn. Tôi đối với cậu 100% tín nhiệm, cũng không hỏi cậu muốn làm gì, thế mà cậu, lại còn sợ tôi phái tới cho cậu đám binh lính lưu manh. Cậu không nhìn lão cổ này là ai à? Cậu có biết một câu nói rằng, tướng mạnh không thể nuôi dạy binh lính yếu? Cuối cùng Hạ Tưởng cũng đã mỉm cười, sau khi tạ ơn lão cổ xong, đang muốn gác điện thoại thì đột ngột lão cổ lại hỏi một câu. Gần đây Cổ Ngọc và cậu ít gặp nhau, có phải giữa hai người có giận dỗi gì? Câu hỏi này có hàm nghĩa hơi phong phú, Hạ Tưởng trầm tư trong chốc lát để suy nghĩ, sau đó khéo léo trả lời. Tình cảnh thành phố Lang hiểm ác, Cổ Ngọc nói đến đây thăm cháu nhưng cháu không muốn cô ấy đến, đây cũng là suy nghĩ vì cô ấy. Nếu bởi nguyên nhân do cháu mà khiến Cổ Ngọc bị thương tổn dù chỉ một chút thì cả đời cháu cũng không thể an tâm được. Xem ra cậu có chút lương tâm. Lão Cổ lại nói một câu đầy thâm ý. Tình cảnh chính trị của thành phố Lang rất phức tạp. Lúc phải ra tay thì phải tìm được một lý do thật quang minh chính đại, phải chờ tới thời điểm đúng lúc, đánh một cái là đối phương phải tan tác, không được nương tay. Đấu tranh trong chính trị, nếu nương tay với đối thủ thì chính là tạo ra chướng ngại vật trên tiền đồ của mình.
Hạ Tưởng và lão cổ trò chuyện xong, lúc này hắn thở phào một hơi, cuối cùng thì trong lòng cũng kiên định thêm được một ít. Động tới Tiêu Ngũ chính là động tới tay chân của hắn, làm Vệ Tân bị thương chính là chạm tới nỗi thương đau trong lòng hắn ở kiếp trước và kiếp này, hắn quyết không chịu để yên. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng mơ hồ chạm tới các suy nghĩ mạch lạc, đoán được hôm nay sự kiện công nhân tụ tập đòi lương là do Nga Ni Trần gây nên, sự kiện tai nạn xe cộ là do Ma Dương Thiên và Thường Quốc Khánh đụng tay chân vào. Nhưng Ma Dương Thiên, Thường Quốc Khánh và Nga Ni Trần đều cùng một ổ rắn chuột, chắc chắn trước đó Nga Ni Trần cũng đã đồng ý, như vậy sự tình hôm nay thì y cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Chương 842, chính diện, độc chiếm quyền lực to lớn. Đồng thời, Hạ Tưởng càng thêm phẫn nộ chính là Ma Dương Thiên vô dụng trong cách dạy con, sinh ra một đứa con khốn khiếp mà không biết quản giáo tốt, quấy rầy Tống Nhất Phàm mà không biết hối cải, ngược lại cố tình ghi hận ở hắn. Vốn ban đầu hắn không có ý định châm ngòi khơi ra các vụ nhận hối lộ của Ma Dương Thiên, không ngờ Ma Dương Thiên từng bước lại ép sát hắn, xuống tay so với Nga Ni Trần lại càng độc hơn, khiến cho Hạ Tưởng càng thêm giận tím mặt. Tự làm bậy thì không thể sống được, Ma Dương Thiên. Nếu mày nghĩ chuyện đè người khác xuống đài thì mày phải nghĩ tới một ngày mày bị thân bại danh liệt trước, như vậy cũng tốt, tao sẽ làm cho mày được thỏa mãn. Còn có Thường Quốc Khánh, bỏ trốn còn chưa tính lại còn dám tà tâm bất chính, đưa lái xe đến thành phố Lang để hại người, bàn tay mày đúng là quá dài. Đồ Quân và y có quan hệ gì thì Hạ Tưởng mặc kệ, Hạ Tưởng chỉ biết là Thường Quốc Khánh thật sự đã chọc giận hắn, hắn nhất định phải đưa Thường Quốc Khánh ra công lý, khiến y không còn có khả năng xoay người. Ngay tại thời điểm Hạ Tưởng đi tới thành ủy, từ thành phố Yến và Bắc Kinh đều có vô số người bắt đầu hành động, có hàng loạt đội xe bắt đầu di chuyển từ Bắc Kinh, thành phố Yến đi tới thành phố Lang với tốc độ cao, khí thế rất hoành tráng, khiến cho không ít người bàn tán là không biết đã xảy ra chuyện gì mà kinh động đến nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là đi tới thành phố Lang tham gia hôn lễ của nhân vật trọng yếu nào? Thành phố Lang lại một lần nữa đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa còn có khả năng là một cơn phong ba bão táp. Vừa mới bước vào trụ sở thành ủy thì Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Phong, giọng nói của Triệu Tiểu Phong để lộ ra sự phẫn nộ. Thực sự là quá đáng, rất quá đáng. Hạ Tưởng, tôi rất tức giận, cậu nói đi, ở Bắc Kinh này cậu cần tôi giúp gì? Vào thời khắc mấu chốt, một câu nói của Triệu Tiểu Phong khiến Hạ Tưởng cảm nhận được sự lo lắng của y, hắn cũng không khách khí. Giúp tôi điều tra rõ tung tích của Thường Quốc Khánh. Được, tôi sẽ phát động tất cả các mối quan hệ để nhổ cái gai độc này cho cậu. Triệu Tiểu Phong nói rất rõ ràng, lưu loát, khi nói xong lập tức dập ngay điện thoại. Còn chưa kịp lên tầng thì Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Dương Uy. Phó thị trưởng Hạ, con mẹ nó, là ai làm? Là Nga Ni Trần hay là Ma Dương Thiên? Tuy rằng Dương Uy vừa mở mồm là nói ra lời thô tục, nhưng Hạ Tưởng lại có thể nhận ra được ý tứ thân thiết trong đó, Hạ Tưởng nói. Tạm thời còn không rõ nội tình lắm, tôi đoán là các bên đều có phần. Dương Uy khẩn trương có vẻ không chịu nổi, y nói. Tôi vừa mới quay về Bắc Kinh, có cần tôi dẫn theo người xuống đó không? Người không nhiều lắm, khoảng hơn 100 người là không vấn đề gì. Đừng có khách khí với tôi chính là không coi tôi là người cùng một nhà. Trong lòng Hạ Tưởng có một sự cảm động, hắn nói. Không cần, Dương Uy, anh cứ ở lại Bắc Kinh đi, có mấy chuyện cần anh ngấm ngầm điều tra cho rõ ràng. Nhất định bằng mọi giá phải điều tra cho rõ, đó là tung tích của Thường Quốc Khánh, đồng thời, điều tra xem thử hậu trường của công ty xây dựng bất động sản Bắc Kinh là ai. Người trong công ty này thường lui tới thân thiết với người nào ở Bắc Kinh. Có thể giúp tôi được việc này chính là trợ giúp lớn nhất đối với tôi. Hiểu rồi. Xin Phó Thị trưởng Hạ yên tâm, không điều tra rõ tin tức này thì tôi sẽ không mặt mũi nào để gặp ngài. Dương Uy tạm dừng một chút, trong giọng nói lộ ra sự thân thiết. Phó Thị trưởng Hạ, ngài phải bảo trọng, đừng để âm mưu của bọn họ thực hiện được. Tôi còn muốn cùng ngài làm nên một sự nghiệp lớn, ngài không thể để gặp chuyện không may. Đối với sự quan tâm của Dương Uy thì trong lòng Hạ Tưởng nảy sinh một sự ấm áp, tiếp đó khách khí mấy câu rồi buông điện thoại xuống. Bước lên trên tầng. Khi tới văn phòng của Bí thư Thành ủy thì vừa thấy Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Vẻ mặt của Ngả Thành Văn tức giận, sắc mặt của Cổ Hướng Quốc cũng xanh lét, cả hai người đều có bộ dáng đang thở hổn hển, hiển nhiên là hai người này vừa mới ầm ĩ với nhau một trận.
Hạ Tưởng vừa vào tới cửa thì Ngả Thành Văn lập tức cao giọng rồi nói. Đồng chí Hạ Tưởng, mời đồng chí tới phân xử. Đồng chí Hướng Quốc không đồng ý phong tỏa toàn bộ thành phố, không đồng ý để cho cậu tạm thời quản lý cục công an thành phố. Cơn giận của Cổ Hướng Quốc vẫn còn sót lại, chưa tiêu. Chỉ là một sự cố giao thông bình thường, đáng giá phải chuyện bé xé ra to vậy sao? Khiến dư luận xôn xao, đúng là hơi quá đáng. Vốn Hạ Tưởng gần như đã kìm nén được cơn tức giận, chuẩn bị cho mình sự bình tĩnh, hòa nhã để trực diện so chiêu với nhau. Không ngờ ngược lại, Cổ Hướng Quốc lại không hợp tình hợp lý, cố tình ngay mặt chèn ép, điều này khiến cho Hạ Tưởng hiểu rõ rằng trông chờ vào lương tâm và đạo nghĩa của đối phương là một việc vô bổ, là việc đáng chê cười, là câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Bất kể việc xảy ra dù có lớn đến đâu nhưng trong con mắt Cổ Hướng Quốc cũng chỉ là một sự cố giao thông bình thường. Điều này khiến cho Hạ Tưởng rốt cuộc không kìm nổi, hắn giận dữ phát tác. Sự cố giao thông bình thường. Xin hỏi thị trưởng Cổ làm thế nào mà ngài lại kết luận đây chỉ là một sự cố giao thông bình thường? Căn cứ vào kết quả kiểm tra tại hiện trường, căn cứ vào các tình huống, tổng hợp phân tích rồi cho ra kết luận. Sao nào, phó thị trưởng Hạ không cùng chung ý kiến? Vẻ mặt Cổ Hướng Quốc ngạo nghễ, dường như lời nói của y hoàn toàn chính xác, là kết luận chân thật đáng tin cậy. Hạ Tưởng cũng biết rõ đây là Cổ Hướng Quốc muốn trong bước giao phong đầu tiên thì phải chiếm được khí thế, như vậy mới tốt cho các loạt giao phong tiếp theo để không thua. Y đã đạt thành sự nhất trí cao với các thế lực ở Bắc Kinh, thậm chí có thể là Nga Ni Trần và người đứng phía sau màn độc thủ đã sớm an bài các công việc giải quyết hậu quả cho tốt rồi. Đấu tranh quả thật là rất phức tạp và hay thay đổi. Kiểm tra hiện trường, tổng hợp lại rồi phân tích. Thị trưởng Cổ, tôi mới từ hiện trường trở về, cũng vừa mới tìm hiểu các tình huống từ những cảnh sát giao thông xử lý sự cố. Tôi lại còn thương thảo qua chân tướng vụ án với một số người phụ trách công tác điều tra của Cục Công an. Tất cả hiện trường và chứng cứ ngay lúc đó đều cho thấy đây là có người cố ý bày ra việc mưu sát. Hiện tại thì người bị hại đang hôn mê bất tỉnh. Mà người gây họa thì đã bỏ chạy, người chứng kiến cũng đã bày tỏ rằng hành động này có dấu hiệu cố ý mưu sát. Thị trưởng Cổ ngồi ở văn phòng, không ra thành ủy một bước, lại có thể đưa ra kết luận vô cùng xác thực, quả thật khiến tôi vô cùng khâm phục. Hạ Tưởng cũng không giữ chút tình cảm nào cho Cổ Hướng Quốc, nếu Cổ Hướng Quốc có thể biểu hiện ra cái da mặt dày, tâm địa đen tối như vậy thì hắn cũng không cần phải dịu dàng nói chuyện làm gì. Hạ Tưởng nói thẳng, thị trưởng Cổ khi nói chuyện, tốt nhất là đứng trên lập trường công chính khách quan. Vừa rồi tiêu điểm mà Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc tranh luận với nhau cũng là việc này, rốt cuộc là sự cố giao thông bình thường hay là cố ý mưu sát. Ngả Thành Văn đang bị lý luận của Cổ Hướng Quốc làm cho phát điên, đúng lúc Hạ Tưởng đi tới lại trực diện phản bác lại Cổ Hướng Quốc, điều này khiến trong lòng y rất vui mừng, có cảm giác như cùng chung một mối thù vậy. Cổ Hướng Quốc không nghĩ tới việc Hạ Tưởng dám thẳng mặt thế này mà chống đối y. Hơn nữa còn phản kích cực kỳ sắc bén. Vì thế y cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa đỏ mặt tía tai trở mặt với Hạ Tưởng ngay tại chỗ, may mắn là y nhịn được, hỏi lại Hạ Tưởng. Cho dù là vụ án cố ý giết người thì cũng không đáng huy động mọi người làm kinh động dân chúng đến như vậy, kinh động đến toàn thể bộ phận công an, cảnh sát thành phố Lang. Phó thị trưởng Hạ, quyền lực là phải vì nhân dân mà phục vụ, không phải là biểu hiện cho dục vọng cực độ bành trướng quyền lực của mình. Cổ Hướng Quốc tiếp tục đổi trắng thay đen, không để ý tới sự thật mà cố tình châm chọc khiêu khích. Điều này khiến Ngả Thành Văn phát hỏa. Đồng chí Cổ Hướng Quốc, y cười lạnh một tiếng. Nếu thay vào đó là xe của đồng chí bị người rót bê tông vào thì đồng chí có còn trấn tĩnh mà nói đấy là sự cố giao thông bình thường được không? Tôi tin rằng khi làm việc đồng chí sẽ có một sự công tâm và công chính. Phân lượng của câu này cũng đủ nặng, cũng đủ để làm cho sắc mặt của Cổ Hướng Quốc đỏ lên. Hai mắt bốc lửa. Bí thư Ngả, không cần công kích đến việc cá nhân của người khác, tôi đây là đang theo chuyện mà nói. Tôi cũng vậy, đang theo chuyện mà nói. Lập tức Hạ Tưởng nói tiếp thêm vào. Thị trưởng Cổ, rất rõ ràng đây là việc cố ý giết người bằng tai nạn xe cộ. Thế mà ngài muốn võ đoán để nói thành sự cố giao thông, điều này không thể không làm cho người ta nhớ tới vụ án Dương Bân sau khi đụng người rồi bỏ chạy, thành phố Lang còn có người thích dùng ô tô làm văn. Ngài nói đúng không? Một câu nói động chạm đến chỗ đau của Cổ Hướng Quốc, y lập tức vỗ bàn đứng dậy. Hạ Tưởng, cậu chỉ trích một người chết thì có thể coi là bản lĩnh gì? Dương Bân có đụng phải người hay không thì chưa có kết luận, rõ ràng là cậu nghe nhìn lẫn lộn, chụp mũ tùm lum.
Rốt cuộc Ngả Thành Văn cũng không kìm nổi sự tức giận, cũng vỗ bàn. Đồng chí Cổ Hướng Quốc, đề nghị đồng chí bình tĩnh lại, không nên không có việc mà tự tìm việc, phiền toái đều do con người tạo ra cả. Nhân vật số 1, số 2 ở trong hội nghị công việc bí thư đều đập bàn, ở các vùng khác thì có lẽ là chuyện bình thường, nhưng ở thành phố Lang thì cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Ngả Thành Văn luôn nổi danh là ôn hòa, mà Cổ Hướng Quốc thì tuy rằng có chút mạnh mẽ, cứng rắn nhưng ở mặt ngoài vẫn luôn biểu lộ sự bình tĩnh. Hôm nay, ngoài dự đoán, cả hai người đều tính khí thất thường, đều đập bàn đập ghế, Trương Anh Tịch liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, tâm tư chớp động, Hạ Tưởng đúng thật là người đã khiêu động được sự cân bằng của thành phố Lang. Đối với việc không ngờ ngày hôm nay thì trong lòng Trương Anh Tịch cũng biết rõ, chắc chắn là có người muốn hãm hại Hạ Tưởng. May mắn là người trong xe không phải là Hạ Tưởng, nếu quả thật là Hạ Tưởng gặp phải đau khổ gì thì không biết thành phố Lang sẽ có dạng sóng to gió lớn gì. Nhưng việc xảy ra như vậy thì trong lòng Trương Anh Tịch cũng tức giận bất bình, đấu tranh trong quan trường thì dùng mưu lược giao thủ trực diện với nhau thì có thể, nếu muốn như xã hội đen để tạo ra một tai nạn xe cộ mưu sát một phó thị trưởng thường trực thì đúng thực mức độ kiêu ngạo, ngông cuồng đến cùng cực quá rồi. Đương nhiên, y cũng rất rõ, trong đấu tranh chính trị trong nước thì chế tạo các tai nạn xe cộ, sự cố chữa bệnh, thậm chí cả việc trực tiếp mướn người để giết nhau, rồi ô tô nổ tung trên phố xá sầm uất. Cán bộ cấp phó tỉnh cũng đem người tình sát hại rồi dìm xong vi vi. Nhiều đến đếm không xuể. Thậm chí, tầng lớp cao tầng đấu tranh mặc dù không thấy bóng đao bóng kiếm, mùi thuốc súng nhưng những tin tức mật ở trong đấy lộ ra thì rất ghê người, không thể nói là không diễn ra. Nhưng biết là biết, sự thật khi phát sinh bên người là lúc y cảm thấy trái tim trở nên băng giá và bất an. Nhất là lúc Cổ Hướng Quốc ở ngoài sáng biết có người cố ý chế tạo vụ giết người bằng tai nạn xe cộ lại còn muốn đổi trắng thay đen, không để ý đến sự thật mà cố tình che giấu. Điều này khiến cho y lần đầu tiên đối với nhân phẩm của Cổ Hướng Quốc có sự nghi ngờ mãnh liệt. Người làm quan đến lập trường công chính tối thiểu còn không có, hơn nữa lại là thị trưởng thành phố Lang, quan trường thành phố Lang có đúng thật sự là không thể thu dọn. Trái tim của Trương Anh Tịch băng giá lên rất nhiều, lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là để chấn chỉnh lại không khí quan trường thành phố Lang, thật sự phải rớt trên người của Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng chẳng những tuổi trẻ, vừa mới 30 tuổi, hơn nữa mới là phó thị trưởng thường trực, không thể quản lý được đại cục, sao lại có khả năng chỉnh sửa được không khí quan trường của thành phố Lang. Mấu chốt chính là tuy rằng Cổ Hướng Quốc tạm thời bị nhục, nhưng không làm tổn thương đến căn bản của y được. Lại còn có thế lực của Nga Ni Trần vẫn như cũ gieo rắc các rắc rối ở thành phố Lang. Từ sự kiện tai nạn xe cộ ngày hôm nay là đã có thể nhìn ra năng lực kêu mưa gọi gió của y không thể coi thường được, Hạ Tưởng cũng thường xuyên phải ứng chiến một cách bị động. Nếu hôm nay là Hạ Tưởng ở trong xe thì quả thật cũng chỉ đưa ra lời giải thích, trong đấu tranh chính trị nếu lại có thêm nhiều thế lực ngầm hiệp trợ thì đã gia tăng rất nhiều biến số không thể biết trước. Trong chốn quan trường, mày lừa tao gạt. Có khi còn hay hơn nhiều so với việc xã hội đen liều mạng đâm mình một kích, Hạ Tưởng có thể tránh thoát được lần đầu, vậy còn những lần khác thì sao? Còn nữa, hắn có còn gan tiếp tục đối kháng cùng với Cổ Hướng Quốc, Nga Ni Trần nữa hay không? Trương Anh Tịch đối với hành động kế tiếp của Hạ Tưởng thì trong lòng tràn đầy hoài nghi. Sự hoài nghi của Trương Anh Tịch không phải là không có lý, từ trước đến nay trong chốn quan trường đều là thiên hạ của nhân vật số 1 hoặc nhân vật số 2. Hoặc là bí thư cứng rắn, mạnh mẽ, hoặc là thị trưởng cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu cả hai người đều mạnh mà lại gặp nhau, thì người thắng hoặc là người mạnh hơn hoặc là người có chỗ dựa mạnh hơn, không thể nào cả hai cùng thắng được. Đại bộ phận dưới tình huống này thì bí thư sẽ đè được thị trưởng, đương nhiên cũng không thiếu tình cảnh thị trưởng lại đè ngược lại bí thư một đầu. Trong quan trường thường phức tạp và hay thay đổi, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng có chuyện chắc chắn đó là không có việc phó thị trưởng thường trực nói một sẽ không nói hai xuất hiện. Khí hậu chính trị trong nước và quy củ không cho phép xuất hiện tình trạng người trợ thủ lại đè được đầu nhân vật số 1, số 2 được. Hạ Tưởng muốn làm trong sạch không khí thành phố Lang thì điều kiện ban đầu, chỗ dựa không đủ, chỉ trừ khi hắn có thể ở thành phố Lang này lên làm cấp trưởng. Nhưng, Cổ Hướng Quốc mới đảm nhiệm vị trí thị trưởng trong vòng một năm, cũng không có khả năng thoái vị được. Tâm tư của Trương Anh Tịch chớp động, mình suy nghĩ hơi quá xa, không nên tiếp tục nữa, mà tốt nhất nghĩ việc giải quyết cục diện trước mắt như thế nào cho xong đây. Trong lòng y thiếu tự tin, lần đầu tiên nhìn thấy Ngả Thành Văn cũng có lúc tức đến sùi bọt mép, còn phải nhìn xem Cổ Hướng Quốc phản ứng lại như thế nào đã.
Cổ Hướng Quốc bị ngả thành văn cứng rắn, mạnh mẽ đẩy lùi khí thế, xuất phát từ quán tính bình thường thì y có chút không kịp thích ứng, lập tức sửng sốt. Sau khi sửng sốt một lát lại không kìm nổi giận dữ mà nói. Bí thư ngả, văn phòng bí thư chính là nơi có thể trao đổi thoải mái, không phải là nơi độc đoán. Hiện tại Trung ương đang cổ vũ việc dân chủ, đây là tôi đang rất bình thường để phát biểu cái nhìn của mình, sao lại thành không có việc gì lại đi tìm việc. Sự phản bác của Cổ Hướng Quốc không phải không có lý, ngả thành văn nhất thời bị hụt hơi, không ngờ bị nghẹn không nói ra được lời nào. Hạ Tưởng đúng lúc thay ngả thành văn giải vây. Nếu thị trưởng Cổ không kiểm tra kỹ mà lại đưa ra các kết luận võ đoán loạn như vậy thì bí thư ngả cũng sẽ không tức giận. Bí thư ngả chủ trì công tác toàn diện, đương nhiên là phải suy xét vấn đề theo toàn cục, xử lý các vấn đề chắc chắn so với người khác thì càng toàn diện hơn. Chưa kể, bí thư ngả là nhân vật số một của thành ủy, phê bình chúng ta mấy câu thì có làm sao? Có sửa mình thì mới thêm nỗ lực. Không mềm không rắn. Thủ đoạn mềm dẻo giết người, điều này khiến Cổ Hướng Quốc bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn giọng không nói được lời nào. Đúng thật, bí thư ngả là nhân vật số một, trên thì có chính sách, dưới thì có đối sách, y chỉ là người có một phiếu phủ quyết bên phía ủy ban, làm sao thế? Không phục ư, không phục thì đi tới tỉnh ủy để đưa cáo trạng đi, nếu không thì còn có thể làm thế nào nữa? Cổ Hướng Quốc lại cảm thấy mình bị Hạ Tưởng nói cho á khẩu không trả lời được thì thật mất mặt. Do đó y bình tĩnh lại nói. Bất kể như thế nào, tóm lại gây náo loạn như thế là không tốt, tôi bảo lưu ý kiến. Ngả thành văn thấy Cổ Hướng Quốc vẫn rất bảo thủ, ương ngạnh thì trong bụng cũng đầy cục tức. Ý kiến của tôi là do đồng chí Hạ Tưởng tạm thời toàn quyền lãnh đạo Cục Công an thành phố, triển khai điều tra trong toàn bộ phạm vi thành phố, nếu điều tra ra vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi để giải quyết. Bất kể là phó thị trưởng thường trực hay ủy viên thường vụ phó thị trưởng, nếu trong công tác không được sự cho phép của thị trưởng, lại không có sự đồng ý ngấm ngầm của bí thư thì rất khó thi triển tay chân. Lời nói của ngả thành văn tương đương với việc hoàn toàn ủy quyền, để cho Hạ Tưởng thả chân thả tay ra làm, không sợ xảy ra vấn đề gì, nếu xảy ra vấn đề gì thì y sẽ tự thân gánh vác, tương đương với việc ngả thành văn lấy danh nghĩa là bí thư thành ủy tạo ra hậu phương lớn cho Hạ Tưởng. Hiện tại thì Cổ Hướng Quốc hiểu rõ hơn một chút rằng ngả thành văn chính là biểu lộ rõ ràng muốn liên hợp với Hạ Tưởng để làm y mất quyền lực. Y phẫn nộ phản kháng. Hừ, xảy ra bất cứ vấn đề gì thì đừng trách tôi phản ánh các tình huống với tỉnh ủy. Thái độ của Cổ Hướng Quốc rốt cuộc cũng chọc giận Trương Anh Tịch, Trương Anh Tịch cũng đứng lên. Tôi ủng hộ quyết định của bí thư ngả, ủng hộ công tác của phó thị trưởng Hạ. Cổ Hướng Quốc ngây người sừng sốt, không nghĩ tới việc mình đang thất thố. Nhưng đối mặt với sự liên hợp của ba người thì đúng thực cực kỳ tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Được, tôi cũng muốn nhìn xem nếu cuối cùng điều tra ra chỉ là tai nạn xe cộ bình thường thì thành ủy sẽ xử lý thế nào. Ngụ ý là nếu không bắt được lái xe thì làm thế nào kết luận được vụ án. Gây sức ép càng mạnh mà cuối cùng không đưa ra được kết luận rõ ràng, lúc này y sẽ có đủ lý do để phản ánh vấn đề này với cấp trên. Hạ Tưởng cũng biết đang dồn ép Cổ Hướng Quốc. Nhưng Hạ Tưởng cũng không còn đường để lùi lại. Quả thật, nếu không tìm ra lái xe, không lấy được khẩu cung thì cuối cùng cũng chỉ kết luận được đây là một sự cố giao thông bình thường. Việc Hạ Tưởng hưng sư động chúng liền sẽ trở thành một chuyện cười và là cái cớ của Cổ Hướng Quốc, cuối cùng Cổ Hướng Quốc có thể coi đây là lý do để báo cáo, chỉ trích hắn với tỉnh ủy. Cho dù tỉnh ủy có người che chở cho hắn thì một cuộc nói chuyện khiển trách cũng không thể thiếu được, hơn nữa. Còn sẽ liên lụy đến ngay cả ngả thành văn cũng có khả năng bị tỉnh ủy phê bình. Cổ Hướng Quốc vừa đi thì Hạ Tưởng liền lập tức cam đoan. Xin bí thư ngả yên tâm, tôi sẽ mau chóng bắt được lái xe, đưa ra một lời giải thích với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hôm nay ngả thành văn cũng không nghĩ tới việc trở mặt cùng Cổ Hướng Quốc, nhưng Cổ Hướng Quốc đúng thật khinh người quá đáng. Hiện tại, cơn giận của y vẫn còn sót lại chưa tiêu, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng rồi nói. Tôi ủng hộ cậu, cũng tin tưởng cậu, làm ra bộ dáng, dùng sự thật chứng minh để một số người không còn lời nào để nói. Chương 843, tấn công phòng thủ Dương Cung Bạt Kiếm. Sau khi hội ý bí thư, Hạ Tưởng chính thức đạt được sự ủng hộ của bí thư, cùng lúc danh chính ngôn thuận tạm thời chấp quản cả Cục Công an thành phố, có thể lấy danh nghĩa thành ủy mà toàn quyền điều động toàn bộ cảnh sát toàn thành phố. Như vậy, quyền lực của Hạ Tưởng đã tăng lớn nhất chỉ trong thời gian ngắn. Có được sức mạnh của chuyên chế rồi,
Hạ Tưởng mới có thể có quyền lực hô mưa gọi gió ở thành phố Lang này. Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Tưởng mở cuộc họp toàn cục ở Cục Công an thành phố, truyền đạt chỉ thị tinh thần của thành ủy, đồng thời làm công tác bố trí, yêu cầu tất cả cảnh sát bắt đầu lập tức hành động, truy bắt lái xe bỏ trốn trong phạm vi toàn thành phố. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng cùng Biểu Lý, Anh Thành lẫn Lịch Phi ba vị phó cục trưởng mở cuộc họp hội ý, chính là lợi dụng cơ hội này như thế nào, phun xới lực lượng trung tâm Cục Công an thành phố, tiến thêm một bước tiến hành nghiên cứu tính đáng tin của việc đả kích lộ Hồng Chiêm. Cuối cùng là Biểu Lý đề nghị lấy danh nghĩa truy bắt lái xe bỏ trốn, sẽ triển khai hành động, nắm đấm sắt, thanh tra các tụ điểm ăn chơi trên toàn thành phố, được Hạ Tưởng gật đầu và Anh Thành, Lịch Phi cùng nhất trí tán thành. Anh Thành, Lịch Phi mỗi người dẫn đầu một đội đến các khu vui chơi giải trí như trung tâm tắm hơi, karaoke, vũ trường, bar, nhà hàng, khách sạn, v.v. triển khai khám xét, thanh tra tất cả các địa điểm, toàn bộ các sản nghiệp của Nga Ni Trần đều trở thành đối tượng mục kích. Lần trước Hạ Tưởng đưa người đến kiểm tra, lập phiếu phạt mấy triệu tệ rồi, có điều đó chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hành động hôm nay nhất định sẽ đánh cho Nga Ni Trần một trận đau không nói lên lời. Theo sau đó, Hạ Tưởng lại đến một nơi bí mật mở cuộc họp với các thành viên nòng cốt, Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Chu Hổ và Tề Á Nam, tập hợp được tất cả hơn 100 tinh binh mãnh tướng và đã đến phân tán ở khắp các nẻo đường góc phố thành phố Lang, chỉ chờ một tiếng lệnh hạ xuống là bắt đầu hành động. Nơi họp là căn nhà nông thôn mà Tề Á Nam tạm thời thuê lại. Vẫn là Lý Thấm chu đáo, cô biết là hành động lần này cần phải có một trung tâm chỉ huy, nên sau khi so sánh, chỉ trong thời gian ngắn liền thuê lại một nơi có thể coi là kín đáo. Hạ Tưởng ngồi ở giữa, nghe Tôn Hiện Vĩ báo cáo bệnh tình của Tiêu Ngũ và Vệ Tân. Dáng vẻ lúc bình thường hi hi ha ha không nghiêm chỉnh tí nào thì hiện giờ nét mặt nghiêm túc, Tôn Hiện Vĩ như hai con người khác vậy. Đây cũng là trọng điểm mà Hạ Tưởng vẫn luôn trọng dụng Tôn Hiện Vĩ, một người có thể có ít nhiều khuyết điểm, nhưng nhất định phải biết nâng lên, bỏ qua trách nhiệm mới có thể trọng dụng được, Tôn Hiện Vĩ của bây giờ chính là như vậy. Tiêu Ngũ và Vệ Tân là do bị chấn động ngất đi, kiểm tra sức khỏe thì Vệ Tân không có gì lo ngại, nhưng hôn mê bất tỉnh cũng khiến cho bác sĩ phải bó tay. Tiêu Ngũ là do trong lúc sau cùng vì tránh để chiếc xe buýt đâm phải Vệ Tân, cố sống cố chết vặn vô lăng, cuối cùng là anh ấy chịu chấn thương nặng nhất, nội tạng bị chấn thương, chảy máu trong, bác sĩ nói tình hình nghiêm trọng hơn. Phượng Mỹ Mỹ ở trong bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Ngũ, cô khóc ngất lên ngất xuống. Đồng thời, Mao Tác Thiên và Hà Lâm cũng ở trong bệnh viện như hình với bóng bảo vệ Tiêu Ngũ, còn Chu Hổ sắp xếp 4, 5 anh em trong bất động sản Giang Sơn không rời nửa bước. Hạ Tưởng cũng để Lịch Phi bố trí 4, 5 cảnh sát đứng canh bảo vệ, trên cơ bản trừ khi có một nhóm người tập thể gây sự, nếu không thì không ai có thể động vào Tiêu Ngũ nửa phần. Hôm nay, vốn không phải hội nghị dành cho phụ nữ, nhưng Hạ Tưởng phá lệ cho phép Lý Thấm tham gia. Lý Thấm đi theo Hạ Tưởng bắn kích Nguyên Minh Lượng, cho rằng việc tranh đấu đều phải tuân theo quy củ do ước định mà thành, không ngờ, cũng có lúc phải động đến giao kiếm. Có điều... Một cô gái vô cùng quật cường như cô không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc đau lòng vì chuyện của Tiêu Ngũ và Vệ Tân, cô lại càng kiên định hơn quyết tâm đứng cùng phía Hạ Tưởng phản kích thế lực đen tối độc ác. Lý Thấm tin tưởng dựa vào đầu óc và con mắt kinh doanh của mình, có thể giúp đỡ được Hạ Tưởng một phần sức lực. Đồng thời, Lý Thấm dù sao cũng là phụ nữ, cô để ý phát hiện khi Hạ Tưởng nghe tin Vệ Tân bị thương, bàn tay hơi run run. Thần sắc cũng có chút không ổn khiến cho cô không khỏi đoán mò, lẽ nào lãnh đạo lại có sự quan tâm vượt xa mức tình bạn đối với Vệ Tân. Quả thực lửa giận trong lồng ngực Hạ Tưởng đang hừng hực cháy. Kiếp trước, Tiêu Ngũ bị oan mà chết, trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của hắn. Kiếp trước, Vệ Tân nỡ bỏ hắn đi, cũng là nỗi đau lớn nhất của hắn. Mà đến bây giờ, hắn vốn muốn dùng đôi bàn tay mình che cho Tiêu Ngũ một mảnh trời nắng, muốn giúp Vệ Tân sống cuộc sống hạnh phúc. Thoải mái thì không ngờ ngay dưới mắt hắn lại vẫn xảy ra chuyện lớn. Nói cho cùng, hai người bị thương đều toàn vì hắn mà ra cả, cũng là bị thương thay hắn. Nếu lỡ như Tiêu Ngũ có mệnh hệ gì, Hạ Tưởng không biết sẽ phải đối mặt với khuôn mặt đẫm nước mắt của bố Tiêu Ngũ thế nào, đối mặt với nỗi đau khôn cùng của Phượng Mỹ Mỹ ra sao. Mà nếu Vệ Tân có gì bất chắc thì càng khiến hắn không thể tha thứ cho chính mình, trở thành nút thắt không thể cởi trong đời hắn. Một người con gái kiếp trước vì hắn mà ngậm đắng nuốt cay, kiếp này lại yêu hắn không từ bỏ được, hơn nữa còn yêu tha thiết không được đền đáp lại. Nếu như tình yêu kiếp trước không được đền đáp,
kiếp này lại vì hắn mà mất đi sinh mạng, hắn sao có thể kham nổi tấm chân tình đó. Kiếp này, Hạ Tưởng tự nhận mình đã tự hạn chế về phụ nữ, và cũng không lạm vào tình yêu, cũng không phóng túng. Nguyên nhân một phần là do hắn có nguyên tắc riêng của mình nghiêm khắc với bản thân, cũng là bởi vì kiếp trước tình yêu đau khổ không nỡ buông tay của Vệ Tân đối với hắn, làm cho hắn hiểu ra rằng nếu một người phụ nữ khi đã thật lòng yêu một người đàn ông rồi, thì sẽ hy sinh tất cả như thế nào vì người đàn ông đó. Vì vậy, hắn không muốn làm tổn thương thêm nhiều phụ nữ, không muốn vì nhất thời mình phóng túng mà làm khổ đời một người phụ nữ. Bây giờ Vệ Tân hôn mê bất tỉnh, khiến cho cuộc đời kiếp này của Hạ Tưởng lần đầu tiên cảm thấy đau buốt. Vâng, trái tim đau như bị dao cắt vì một người phụ nữ, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Đó chính là tình yêu kiếp trước vấn vương không thôi sang kiếp sau, là tình yêu hai kiếp, là hồi ức đau khổ nhưng bất lực của một người, là nỗi đau khắc cốt ghi tâm của hắn. Vô tình không hẳn đã là hào kiệt, mỗi một người đàn ông đều sẽ có một người phụ nữ khiến cho anh ta phải rơi nước mắt, làm cho anh ta đau lòng, yêu không được mà hận cũng không được và nhớ mãi không quên. Nếu nói tình yêu dành cho Tào Thù Lê là tình yêu trong sáng, tình yêu với Liên Nhược Hạm là vui vẻ, với Cổ Ngọc là nhẹ nhõm, với Tống Nhất Phàm là kiểu chiều chuộng em gái, vậy thì đối với Vệ Tân, lần đầu tiên Hạ Tưởng cảm nhận được một cảm xúc yêu nồng cháy, là một tình yêu lắng đọng cảm xúc khắc sâu vào xương cốt giữa hai người hoạn nạn có nhau. Hạ Tưởng sớm đã tự nhủ với lòng mình, ai động đến Tiêu Ngũ chính là động đến tay chân của hắn. Bây giờ hắn mới biết, ai mà động vào Vệ Tân, thì chính là chạm vào vảy ngược của hắn, rất tức giận. Hiện giờ Dư Kiến Thăng hẳn là chưa trốn khỏi thành phố Lang không lớn, tất cả các đường ra khỏi thành phố đều đã bố trí cảnh sát, và ảnh của Dư Kiến Thăng đã gần như phát đến tay mỗi người một tấm rồi. Bây giờ thằng đó có mọc cánh cũng khó mà bay được. Hạ Tưởng sớm đã cho phong tỏa trạm kiểm soát các nẻo đường có thể trốn ra khỏi thành phố, và tuyệt đối để người mình đi kiểm tra, Dư Kiến Thăng muốn ung dung rời khỏi thành phố Lang. Đừng hòng! Không đi được, hắn chắc chắn sẽ trốn không để cho chúng ta tìm thấy, bởi vì chúng ta mà không tìm ra hắn ta thì không có bằng chứng chính xác chứng minh hắn ta cố ý giết người. Tìm được hắn ta, tôi sẽ đá một cước cho hắn tàn phế luôn. Chu Hổ nghiến răng nói, thời gian y và Tiêu Ngũ làm việc với nhau lâu nhất, tình cảm bây giờ khăng khít như anh em, tính tình lại cực kỳ trọng nghĩa khí nên khi thấy bộ dạng Tiêu Ngũ hôn mê bất tỉnh, y đã len lén lau nước mắt. Có thể nói rằng, trong số mọi người ngồi đây, Chu Hổ là người không kiềm chế được muốn báo thù cho Tiêu Ngũ nhất. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, làm hắn tàn phế chỉ làm hạ cơn giận nhất thời, phải giữ hắn ta lại, để hắn ta sống tốt mới có thể tận dụng tốt được. Sau đó Hạ Tưởng lại lướt nhìn đám người, nói. Trong lòng mọi người chắc cũng tự biết về môi trường phức tạp của thành phố Lang. Dư Kiến Thăng không đi được, ở đây hắn có nhiều chỗ có thể ẩn náu. Riêng sản nghiệp của Nga Ni Trần, hơn 100 điểm vui chơi giải trí lớn nhỏ, nơi nào mà chẳng cất chứa lũ ô hợp. Cho nên nếu muốn tìm ra được Dư Kiến Thăng trong hơn 100 địa điểm đó thì không khác gì là mò kim đáy bể cả. Vậy thì phải làm sao? Chu Hổ vội vàng hỏi. Bẻ cánh tay. Lãnh đạo dặn thế nào thì tôi sẽ làm theo như thế. Cùng lắm hơn 100 cân thịt này giao lại cho thành phố Lang, trước lúc chết phải tìm hai tên làm đệm lưng, không lỗ vào vốn là được. Nếu không thì tôi trực tiếp tìm Nga Ni Trần đấu riêng với nó. Hạ Tưởng khoát tay. Mò kim đáy bể là cách làm ngốc nghếch, nhưng đôi lúc ngốc nghếch lại có tác dụng lớn. Mắt Lý Thấm sáng lên. Tôi hiểu rồi. Ý của lãnh đạo là muốn mượn cơ hội này làm to chuyện lên, sau đó. Hạ Tưởng gật gật đầu, quả nhiên Lý Thấm thông minh sắc sảo, vừa nói đã hiểu, lĩnh hội ý đồ của hắn nhanh hơn cả mấy người đang ngồi ở đây. Lý Thấm, cô ngồi yên ở đây, liên tục tập hợp các báo cáo thành một sau đó báo lên với tôi. Thiện Vĩ, anh đem mấy người đến quận Thành Nam, phụ trách các khu giải trí cả vành đó. Chu Hổ, anh đưa người đến quận Thành Bắc, đi một vòng các tụ điểm ăn chơi ở đó. Hồng Giang, anh đem người đến quận Thành Tây, không bỏ sót một tụ điểm giải trí nào cả. Á Nam, cậu đến quận Thành Đông. Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả mọi người đều tập kết chờ lệnh. Hạ Tưởng lại nhìn Trung Sơn, anh ta là một trong bốn anh em với Tiêu Ngũ, y luôn ở bên cạnh Hạ Tưởng, lúc nào cũng bảo vệ an toàn cho Hạ Tưởng. Nghĩ ngợi, rồi hắn vẫn nói. Trung Sơn, anh ở lại, phụ trách bảo vệ Lý Thấm để đề phòng bất trắc. Ngoài ra, cất nhắc thêm mấy anh em ở lại đây, nhất định phải chú ý an toàn. Nhớ có bị lộ và bị hắn ta phát hiện,
thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tưởng không muốn Lý Thấm lại gặp chuyện ngoài ý muốn, dù sao nếu thật mà loạn lên, Nga Ni Trần cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kiểm soát được thủ hạ. Hơn nữa thành phố Lăng còn có thế lực ngầm khác, Bắc Kinh, Thiên Tân và phe phái nào đó phía Bắc đều rình mò địa bàn của Nga Ni Trần. Một khi mất kiểm soát rồi, sẽ không đảm bảo bọn chúng không thừa cơ gây rối loạn. Trung Sơn hơi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Tưởng, nhưng thấy giọng Hạ Tưởng kiên quyết nên cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý. Sắp xếp xong tất cả, Hạ Tưởng liền nhận được một cuộc điện thoại lạ, người của quân đội đã đến kịp. Hạ Tưởng nhìn một lượt Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Chu Hổ và Tề Á Nam, hít một hơi sâu. Hành động. Nơi Hạ Tưởng và người của quân đội gặp nhau là một nhà hàng, chỉ có một người đến gặp hắn, đại đội trưởng Lý Liên Trường, đội trưởng. Cái tên Lý Liên Trường rất lạ, tên thật là Lý Liên Trường, cũng không biết lúc bố mẹ đặt tên cho y có dự đoán vào một ngày nào đó y sẽ lên làm đại đội trưởng thật sự. Đại đội trưởng Lý năm nay 30 tuổi, độ tuổi 30 lên làm đội trưởng cũng là khá rồi. Y có đôi mắt to, lông mày rậm, thoạt nhìn thì không có mấy khí chất uy vũ, nhưng nhìn kỹ hơn một chút, vẻ nghiêm nghị ở vùng giữa hai lông mày đã để lộ ra quả thật thân thủ y rất khá. Thủ trưởng. Đại đội trưởng Lý giơ tay làm động tác hành lễ kính chào theo nghi thức quân đội. Từ bây giờ trở đi, toàn bộ trên dưới chỉ nghe một mình ngài chỉ huy, xin hạ lệnh. Đủ rõ ràng, ý là bất kể hắn nói cái gì thì đều là quân lệnh như núi mà tuyệt đối chấp hành. Phỏng chừng chính là hắn muốn bọn họ đi giết người phóng hỏa, bọn họ cũng sẽ không chớp mắt. Chắc chắn là vậy, kỷ luật quân đội chính là quân lệnh như núi, tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của người thứ hai. Từ thời khắc này, thuộc hạ của Hạ Tưởng đã có trên 100 chiến sĩ kiên cường, hắn không khỏi hơi hơi xúc động. Khác với việc đánh Thái Cực Quyền nắn bóp ở địa phương là, tác phong quân đội nói một là một, chỉ biết tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không hỏi tại sao, cũng sẽ không có một câu từ chối. Tuy rằng Hạ Tưởng làm cán bộ đảng chính phủ nhiều năm, nhưng hôm nay lần đầu tiên mới được cảm giác quyền lực thực sự trong tay, do đó khiến cho sự tự tin trong lòng tăng lên gấp bội. Đến đây, ngồi xuống ăn cơm. Hạ Tưởng nhiệt tình mời đại đội trưởng Lý ngồi xuống. Các anh em đều bố trí xong cả rồi chứ? Bố trí xong hết rồi, họ được phân tán đi các nơi, trong vòng 10 phút là có thể tập hợp lại hết. Đại đội trưởng Lý vẫn hơi gò bó, không thả lỏng mình trước mặt Hạ Tưởng. Cho dù y là đến nhận lệnh, nhưng tự trong lòng cũng là khâm phục Hạ Tưởng. Không khâm phục không được, 30 tuổi đã là phó giám đốc sở, trong bộ đội ngang với chức phó quân đoàn trưởng rồi, quá là tài giỏi. Còn y cũng 30 tuổi nhưng mới chỉ là đại đội trưởng. Tốt, bước hành động tiếp theo là... Hạ Tưởng thấy đại đội trưởng Lý có chút câu nệ, cũng không bắt ép, thời gian hiện giờ cấp bách, không kịp tạo tình cảm với y. Hắn lấy ra một tấm bản đồ. Chỉ mấy trung tâm tắm hơi được ghi chú rõ trên bản đồ, nói. Chia anh em 5 người một tổ, phân chia đến tắm tại các trung tâm tắm hơi này, giải lao một chút, khôi phục lại tinh thần xong thì tiện đường tìm chuyện để làm. Cái gì, phái đoàn người từ Bắc Kinh đến thành phố Lang chỉ để tắm. Lý Liên Trường khó hiểu thì khó hiểu, nhưng thủ trưởng có lệnh bắt buộc phải tuân theo, lập tức hành lễ. Vâng, thưa thủ trưởng, đảm bảo tắm tốt. Từ lúc Tiêu Ngũ và Vệ Tân xảy ra chuyện, Hạ Tưởng không cười lần nào cả, cuối cùng đến lúc này bị Lý Liên Trường làm cho buồn cười. Tắm là phải tắm thật, nhưng tắm xong là phải đóng kịch rồi, phải làm theo lời tôi nói, có vấn đề không? Nghe Hạ Tưởng dặn dò xong, Lý Liên Trường mới thở ra một hơi dài, y cứ tưởng rằng thủ trưởng chỉ để bọn họ đi tắm là xong chuyện, nếu vậy thì cũng quá là bất lực, thể hiện bọn họ cũng quá vô dụng. Đến khi nghe sau khi tắm xong là làm một chuyện lớn, y mới yên tâm. Vâng, thưa thủ trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tưởng lấy ra một xấp tiền mặt. Cho anh em ngâm mình thoải mái, cần tiêu cứ tiêu, đương nhiên là không được tiêu phí phạm, phải cam đoan, kiếm, được lại. Nhìn bóng dáng đại đội trưởng Lý bước rời đi nhanh như bay, chỉ còn một mình Hạ Tưởng ngồi trong căn phòng ăn trang nhã, yên ắng bất động. Lần hành động này có thể đả kích toàn bộ địa phương, cần phải thu được thành quả, nếu không... có khả năng sẽ gây nên sự phản ngược lại mạnh mẽ. Đánh, phải đánh được vào chân của Nga Ni Trần, cho dù trong một lần không làm y tàn phế được, thì cũng phải khiến thế lực của y bị hao tổn hơn một nửa. Phải khiến cho Nga Ni Trần dù có muốn trả đòn thì trong thời gian ngắn cũng không còn đủ sức. Thành phố Lang đang âm ủ một trận gió lốc, lúc này đang là giữa buổi trưa, người người đi lại trên đường,
không có ai nhận thức được sắp có một trận bão tuyết đang chuẩn bị đến. Nói ra cũng lạ, rõ ràng thời tiết giữa trưa đang quang tạnh, vừa đến một giờ chiều thì bỗng nổi gió, một màn trời âm u, mây đen kín mít, không lâu sau thì hoa tuyết bay bay rơi xuống. Hôm nay là trận tuyết rơi đầu tiên ở thành phố Lang, không ít người vui mừng hoan hô, chúc mừng tuyết rơi đúng lúc, điềm báo một năm được mùa. Nga Ni Trần lại lo lắng, bởi vì tuyết rơi thì đường đi lại khó khăn, Dư Kiến Thăng muốn trốn ra khỏi thành phố Lang sẽ càng khó khăn hơn. Y đứng trước cửa sổ, trông ra hoa tuyết đang bay bay ngoài cửa, trong lòng khó hiểu, hạ tưởng đại náo một trận ở thành ủy, sau đó liền như biến mất, rốt cuộc hắn đang âm thầm bày trò gì. Nga Ni Trần biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng công an thành phố Lang, muốn tìm ra Dư Kiến Thăng trong hơn 100 vũ trường, quán bar lớn nhỏ ở thành phố Lang này chẳng khác nào là mò kim đáy bể cả. Hơn nữa thành phố Lang còn có mười mấy trung tâm tắm hơi cao cấp và trung bình, bất kỳ nơi nào cũng đều có thể giấu được Dư Kiến Thăng, hạ tưởng có thể làm gì được y chứ? Lẽ nào muốn cảnh sát lục soát từng địa chỉ? Buồn cười, lại không phải vụ án kinh thiên động địa gì cả, không phải tội phạm truy nã đặc biệt của Bộ Công an, hạ tưởng cũng không dám làm cho ra lẽ, quấy loạn cả thành phố. Trừ khi hắn phát điên không cần tiền đồ nữa, nếu không hắn mà dám làm như vậy, Cổ Hướng Quốc liền tố cáo lên tỉnh ủy và thủ đô, làm cho hắn không thể thu dọn được. Hơn nữa, bây giờ hạ tưởng chỉ là được Ngả Thành Văn ủng hộ, đơn phương nhận định là án cố ý giết người rồi trốn chạy. Nếu không bắt được Dư Kiến Thăng, Cổ Hướng Quốc liền có thể phản ngược lại, nói đây chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường. Rồi đợi sau khi Lộ Hồng Chiêm quay về thì có thể bám vào sự kiện này. Làm một văn bản dài, phải làm cho hạ tưởng nếm thử cảm giác bị người khác trừng trị. Nghĩ tới Lộ Hồng Chiêm, Nga Ni Trần hơi chút khó hiểu, sao Lộ Hồng Chiêm vẫn còn ở sở công an tỉnh, đã không công bố nguyên nhân ra bên ngoài, lại không thả y trở về, rốt cuộc là tình huống gì đây? Vô hình chung, tuyết ngoài cửa rơi càng ngày càng nhiều, tập kết lại thành một mảng. Vốn là một chuyện ngắm tuyết thanh nhã, Nga Ni Trần lại không có một chút tâm trạng thưởng thức tuyết. Y suy tính không ra bước tiếp theo của hạ tưởng sẽ là thủ đoạn nào đây. Các đường dây mật báo truyền tin đến, y cũng biết rõ có không ít khuôn mặt lạ từ thành phố Yến và Bắc Kinh mò đến thành phố Lang, có điều đối phương rất chuyên nghiệp, đến thành phố Lang rồi cắt luôn đuôi theo dõi, biến mất vào các xóm, ngõ to nhỏ trong thành phố, càng khiến cho lòng y lo lắng hơn. Đương nhiên, y cũng không có ngồi không một chỗ, từng mệnh lệnh được hạ xuống, muốn tất cả các thuộc hạ đều sốc lại tinh thần. Cẩn thận ứng phó cục diện phức tạp sắp xảy đến, đồng thời chú ý hơn những khuôn mặt lạ ngoài kia. Một khi có gì đó không ổn thì phải thu dẹp đối phương trước, hoặc là cắt đuôi đối tượng. Tóm lại, ở thời khắc cực cấp bách, tất cả các mối làm ăn không sạch đều phải tạm ngừng, tất cả hoạt động phi pháp đều phải thu tay lại. Nga Ni Trần cũng làm được đến mức đề phòng nghiêm ngặt, trấn thủ bằng được, đều vì để phòng ngừa hạ tưởng lại làm một cuộc kiểm tra đột xuất giống lần trước. Y còn dặn dò tất cả các khu kinh doanh đều phải làm đúng pháp luật, bất kỳ chỗ nào có vấn đề đều không được để sót lại. Nếu có kiểm tra đột xuất, thái độ phải tốt, hoàn toàn phối hợp kiểm tra, đối phương nói cái gì thì là cái đó, phạt bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Tóm lại một câu, thái độ phải ngoan như con cháu, lẽ nào vừa làm cháu vừa nộp tiền thì đối phương còn hành hạ đến trời cao. Đều chuẩn bị xong đầy đủ rồi, hạ tưởng, cho mày muốn đâm chọc tùy thích, thoải mái ra tay. Xem ngươi còn có thủ đoạn nào thì cứ việc dở ra. Trong phút chốc Nga Ni Trần lấy lại tự tin, quay đầu nói với Hoa Nhài Vàng. Tiểu Mạt, mở cho bố một chai rượu vang, bố muốn thưởng thức thú vui nhâm rượu ngắm tuyết. Lúc này hạ tưởng chưa quay về thành ủy, chưa trở lại sở chỉ huy mà đi đến bệnh viện. Một mình ngồi lặng lẽ bên cạnh vệ tân, cầm bàn tay mềm mại nhưng lạnh toát của cô lên, trong lòng trào dâng một thứ tình cảm thân tình đã lâu. Bây giờ có thể sẽ là lúc mất đi. Hạ tưởng lại cứ siết chặt hạnh phúc sắp tuột khỏi tay, cảm xúc sao mà bất lực, bi ai. Đương nhiên là còn có sự phẫn nộ đối với kẻ thù ác phía sau. Bỗng nhiên, di động của hắn vang lên, nhìn ra là số của Lý Thấm gọi đến, hạ tưởng biết, tấm lưới hắn tung ra bắt đầu được thu hẹp dần rồi. Từ giờ cho đến sáng mai, thành phố Lang chắc chắn là sẽ có nhiều người phải mất ngủ rồi. Không những mất ngủ, mà chắc chắn còn đau khổ không chịu nổi. Chương 844, bầu trời thay đổi, chỉ trong một đêm. Hạ tưởng nhận điện thoại, chỉ nghe Lý Thấm báo cáo tình hình xong, rồi không có bất kỳ chỉ thị nào thì cúp máy. Bây giờ đã không cần hắn ra mặt rồi, tất cả bố cục đã hoàn thành, hắn chỉ cần chờ đợi một kết quả là được rồi.
ngồi cạnh vệ tân thật lâu, Hạ Tưởng bất động, cảm nhận sự mềm mại đang nắm chặt trong lòng bàn tay, suy tư đã bay tới tận nơi xa xôi. Nhớ lại kiếp trước bao nhiêu lần hắn nắm bàn tay nhỏ của vệ tân, một đôi bàn tay từng nấu cơm, giặt quần áo và thu dọn nhà cửa sạch sẽ cho hắn, lúc đó nắm lại chẳng có cảm giác gì. Bây giờ lại nắm chặt mới biết được, có lúc quá dễ dàng để đạt được thứ gì đó, đều cho rằng đó là chuyện tự nhiên mình đáng được có, chưa bao giờ cho rằng tình nghĩa đáng giá quý trọng. Yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt vệ tân tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như xưa, vẻ đẹp của vệ tân không ngọt ngào trong sáng như tàu thù lê, không kiều diễm động lòng người như liên nhược hạm, không đáng yêu thanh thoát như cổ ngọc, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta mê muội, say đắm. Bất kể người đàn ông có bận rộn, mệt mỏi, bất kể hắn có bất hạnh hay gian khổ thế nào, dường như vệ tân đều có thể rộng lòng bao dung hắn, cho hắn sự ấm áp và bình yên. Vệ tân, Hạ Tưởng khe khẽ gọi một tiếng, cũng là lần đầu tiên hắn gọi dịu dàng và nhẹ nhàng. Lời vừa thốt ra thì cảm giác bàn tay nhỏ trong tay hắn khẽ động, hắn lập tức vui mừng, rồi vội vàng gọi thêm một tiếng. Vệ tân, anh là Hạ Tưởng, em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh là người kiếp trước kiếp này mà em luôn mong nhớ, cũng là người không có lương tâm nhất đối với em. Này, anh lúc nào không có lương tâm rồi? Vệ tân mở mắt, không phải mở hoàn toàn, mà là mắt trái mở ra, mắt phải vẫn nhắm, là vẻ mặt mà lúc trước khi cùng Hạ Tưởng nằm chung giường hay trêu hắn. Từ lúc nào mà em mong nhớ anh rồi, tự mình đa tình thì có. Vệ tân tỉnh rồi, Hạ Tưởng vui mừng khôn xiết, lại không cảm thấy đỏ mặt, hắn vẫn nắm chặt bàn tay vệ tân trong tay mình, trịnh trọng nói. Nếu như em thấy đi theo anh sẽ có ngày mai, tình nguyện là người phụ nữ đằng sau anh sẽ tiếp nhận và gìn giữ tất cả tình yêu của em. Hạ Tưởng chưa bao giờ nói với Tào Thù Lê những lời sâu nặng như vậy, cũng không nói với Liên Nhược Hạm, càng không nói với Cổ Ngọc. Kiếp trước kiếp sau chỉ nói với một người duy nhất, cô ấy là vệ tân, cô ấy chỉ có thể là vệ tân. Trong số tất cả phụ nữ, ai cũng không yêu và vì Hạ Tưởng nhiều bằng vệ tân, cũng không ai yêu triền miên, mãnh liệt như cô yêu Hạ Tưởng, cố chấp và chu đáo chặt chẽ. Vệ tân đỏ mặt, giãy giụa thoát khỏi bàn tay Hạ Tưởng, ngoảnh mặt sang bên khác. Em phải suy nghĩ đã, bởi vì anh đào hoa quá, đi theo anh thì không được chia một phần mười tình yêu của anh. Trái tim đang lo lắng của Hạ Tưởng cuối cùng cũng nhẹ đi một nửa, thấy vệ tân không những đã tỉnh mà còn vô cùng thẹn thùng, biết là sức khỏe cô đã không còn đáng lo ngại nữa, trong lòng thấy yên tâm rất nhiều, liền nói. Không sao cả, anh cho em thời gian suy nghĩ. Một năm chưa được, anh sẽ đợi em 2 năm, 3 năm, thậm chí là 10 năm. Một chút thành tâm cũng không có, em già rồi anh còn thích em ư. Đàn ông chỉ thích con gái trẻ đẹp thôi. Vệ tân mắc lừa rồi, vội vàng quay mặt lại, khóe mắt rưng rưng lệ. Không, em theo anh một đời, anh yêu em cả đời. Hạ Tưởng nắm tay trái lại, nghiêm trang như đang tuyên thệ, trịnh trọng nói với vệ tân. Nước mắt vệ tân rơi như suối. Anh thật đáng ghét, em thích anh lâu như vậy, khó khăn lắm anh mới thổ lộ được một lần, mà cũng không để em dè dặt một chút, chỉ biết trêu em khóc thôi. Nửa giờ sau, được bác sĩ kiểm tra xong, vệ tân không có gì lo ngại nữa, tĩnh dưỡng một tuần là có thể xuất viện rồi. Nhưng tình hình của Tiêu Ngũ vẫn không thấy chuyển biến tốt gì cả, cũng khiến cho Hạ Tưởng lo lắng bất an. Lại nửa tiếng sau, do trời âm u tuyết rơi, sắc trời đã tối sầm xuống. Hạ Tưởng lại nhận được cú gọi thứ hai, là Tề Á Nam gọi đến. Tiếng Tề Á Nam không ngăn được sự phấn khích, chỉ nói một câu. Lãnh đạo, tất cả đều suôn sẻ. Tất cả thuận lợi là tốt, đặt điện thoại xuống, Hạ Tưởng trông ra ngoài cửa sổ, tuyết bên ngoài đã lớn như lông ngỗng. Một trận đại tuyết che phủ cả thế giới sự thật, cũng che lấp rất nhiều chân tướng. Còn câu chuyện xảy ra trong đêm đó, rất nhiều người không biết nội tình nhưng cũng có nhiều người biết. Nhiều năm sau hồi tưởng lại cái đêm rơi trận tuyết lớn đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ở quận Thành Đông, sàn nhảy ca hát Thời Gian Duy Mỹ là một trong mấy sản nghiệp của Nga Ni Trần. Thời Gian Duy Mỹ được trang hoàng cao cấp, diện tích không nhỏ, trên dưới có 3 tầng, hầu như ngày nào cũng đầy khách, nhất là vào buổi tối thì càng là lúc lượng khách tụ tập dày đặc. Trương Vĩ là một trong mấy tâm phúc của Nga Ni Trần, phụ trách trông coi kinh doanh Thời Gian Duy Mỹ. Mỗi ngày sàn nhảy ca hát Thời Gian Duy Mỹ thu được 50.000 tệ, là một sản nghiệp mà Nga Ni Trần cực kỳ coi trọng. Trương Vĩ năm nay 30 tuổi, đi theo Nga Ni Trần được 5, 6 năm rồi, cũng là một tên chủ có tâm địa độc ác.
Năm đó hắn ta từng đơn thương độc mã đấu tay đôi với ba người của một bang phái phía Bắc, đánh đến nỗi hai đối thủ gãy xương, một người bị trọng thương, còn y chỉ bị thương nhẹ. Do đó tên tuổi hắn ta nổi hẳn lên, được Nga Ni Trần tán thưởng, và được trọng dụng. Hôm nay đột nhiên rơi tuyết, ngược lại khách lại tăng lên, liền khiến cho Trương Vĩ vô cùng vui mừng. Dự tính hôm nay lại có thể thu được thêm một khoản, ông chủ mà vui, phỏng chừng lại tăng thêm nhiều tiền thưởng cho y. Việc tăng tiền thưởng không phải là chuyện khiến y vui nhất, mà cái làm y vui nhất chính là ông chủ mời thuộc hạ ăn cơm làm phần thưởng lớn nhất. Mời ăn cơm không là gì cả, chủ yếu là lúc ăn cơm, hoa nhài vàng, hoa nhài bạc sẽ xuất hiện, đây là chuyện may mắn nhất mà tất cả mọi người chờ đợi. Có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, trong mắt Trương Vĩ không những đó là chuyện vinh hạnh nhất, mà cũng là lúc hắn ta vui nhất. Tuy rằng hắn ta trông coi thời gian duy mỹ, mà đó cũng là khu giải trí tụ tập những cô gái tiếp rượu, vũ nữ xinh đẹp nhất toàn thành phố Lang, nhưng trong mắt y tất cả đàn bà thế gian đều không thể chói lóa bằng hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Thậm chí có thể nói rằng, cho dù bọn họ cởi hết đồ đứng trước mặt hắn ta, thì cũng không bằng nụ cười phong tình trong lúc vô ý của hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Tuy nhiên chỉ có thể suy nghĩ tưởng tượng về hoa nhài vàng, hoa nhài bạc một chút, trong lòng Trương Vĩ hiểu rõ, với tư cách của hắn ta, đừng nói là có ý đồ không tốt gì, chỉ cần động vào một ngón tay của hai cô, e rằng y cũng chẳng có kết cục tốt. Nga Ni Trần yêu quý hoa nhài vàng, hoa nhài bạc như hòn ngọc quý trên tay, là sự thật mà tất cả ai ai cũng biết. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản nhiều thuộc hạ, bao gồm cả Trương Vĩ trong đó có những suy nghĩ đàn ông rất chi là bình thường đối với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Trương Vĩ không mơ tới còn tốt, càng nghĩ càng nóng rát cơ thể, liền nhớ đến hôm nay có mấy cô gái tiếp rượu đến thời gian duy mỹ, trong số đó có một cô tên Lam Miêu, dáng vẻ có chút giống với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, y liền suy nghĩ để lừa Lam Miêu thành của mình, chơi bời một thời gian rồi tính tiếp. Sàn nhảy ca hát thời gian duy mỹ kinh doanh tại thành phố Lang được nhiều năm, hậu đài mạnh, lại có mười mấy tên thuộc hạ trấn thủ, không ai dám gây sự thị phi. Bất kể hôm nay Nga Ni Trần đặc biệt gọi điện đến, muốn Trương Vĩ chú ý hơn tình hình bất thường nhưng hắn ta không nhớ để trong lòng. Là kẻ nào ăn phải gan hùm, dám đến gây sự ở thời gian duy mỹ thì tuyệt đối là tự chuốc khổ. Ngày tuyết rơi nhiều, lại có chút nhàn rỗi, hệ thống sưởi lại nóng, cộng thêm vừa rồi ăn uống no say. Trương Vĩ không tránh được phạm vào căn bệnh chung của đàn ông. Uống rượu, ăn uống no say sẽ nghĩ đến dâm dục, y liền cho người gọi Lam Miêu đến để phỏng vấn. Lam Miêu là gái tiếp rượu, ngồi ở ghế tiếp chứ không ra khỏi ghế, hơn nữa cô còn trẻ mới 19 tuổi, là sinh viên của trường đại học. Do gia đình nghèo khó, bất đắc dĩ phải ngồi tiếp rượu kiếm tiền mới có thể hoàn thành nghiệp học. Lam Miêu dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, eo thon, mông to. Dáng đi như cành liễu đung đưa trong gió, mang một hương vị khác lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ hiếu kỳ và hoảng sợ, có vẻ chưa bị bụi trần bao phủ càng kích thích thú tính trong Trương Vĩ. Hắn ta gặp nhiều đàn bà tô son chát phấn rồi, nên càng có tâm lý tìm kiếm của lạ như vẻ thuần khiết của cô sinh viên Lam Miêu. Cho nên khi Lam Miêu vừa bước vào cửa, ham muốn như lửa đốt của Trương Vĩ liền được cháy bùng lên. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt to rụt rè sợ hãi của Lam Miêu. Quá giống với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, hắn ta dường như không kiềm chế được muốn vồ lấy. Tuy nhiên y vẫn là kiềm chế được tâm lý nóng vội, giả vờ hỏi thăm vài câu gia cảnh của Lam Miêu. Còn cô gái đâu biết được lòng dạ hiểm ác của người đàn ông trước mặt, nên hỏi gì trả lời đó, bởi vì cô biết người đàn ông này nắm trong tay quyền cho cô ở lại hay phải biến. Ngồi tiếp rượu ở thời gian duy mỹ kiếm được nhiều tiền, thời điểm tốt thì một ngày có thể kiếm được mấy trăm tệ. Làm mấy tháng thì đủ cho cô tiền một năm học phí và sinh hoạt phí. Tuy rằng cũng có khách động tay động chân, nhưng cô kiên quyết giữ vững lập trường, ngồi ghế tiếp rượu chứ không ra khỏi bàn, bán rượu không bán thân. Bất kể có không ít chị em khuyên cô rời khỏi bàn, dù sao chỉ cần nằm trên giường, mở rộng đôi chân là tiền tài cứ chạy tới, nhưng mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình. Cô có thể nhẫn nhục lòng tự trọng để cho đàn ông sờ một chút, nhưng tuyệt đối không lên giường với hết người này lại tới tên đàn ông khác. Chỉ có điều sau một lúc, Lam Miêu phát hiện ra sự bất thường ở Trương Vĩ, bởi vì đôi mắt hắn ta chỉ dán vào bộ phận mẫn cảm trên người cô, liếc qua liếc lại, hiện rõ dục vọng tham lam, liền khiến trong lòng cô kinh hồn bạt vía, liền muốn mượn cớ rời khỏi phòng. Văn phòng của Trương Vĩ cách âm cực tốt, hơn nữa diện tích phòng rộng, lớn, thoải mái, còn có kê một tấm giường sofa,
ánh đèn mờ ảo tạo nên một bầu không khí mờ ám. Lam Miêu càng nghĩ càng sợ hãi, liền vội nói. Giám đốc Trương, tôi còn có việc riêng nên xin đi trước. Muốn chạy, đâu dễ dàng như vậy, Trương Vĩ cười ha hả một trận, vươn tay tóm lấy Lam Miêu. Lam Miêu, cho dù em có là con mèo biết trèo cây thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Nào, để anh thương em, đừng sợ, đừng giấy, xong việc thì sẽ không thiếu lợi ích dành cho em. Anh có thể sắp xếp cho em những vị khách phóng khoáng nhất, chỉ định phòng VIP dành cho em. Một tháng em có thể kiếm được 10.000 tệ cũng không là vấn đề gì. Lam Miêu dốc sức vùng vẫy. Bỏ tôi ra, buông tôi ra, tôi bỏ việc không làm nữa. Tiếng hét của cô có vang hơn nữa cũng không vượt qua được bức tường cách âm của văn phòng Trương Vĩ, hơn nữa với vóc dáng nhỏ bé, lại không có sức thì làm sao có thể vùng thoát khỏi vai rộng eo tròn của hắn ta. Mặc cho cô giãy giụa thế nào, cầu xin, khóc lóc kể lể thế nào, Trương Vĩ cứ thờ ơ, một phát bế vứt cô lên chiếc giường sofa, sau đó hung tợn nhảy vồ lên theo, ép chặt cô bên dưới cơ thể hắn ta. Ở trong căn phòng này, đã có không biết bao nhiêu cô gái tiếp rượu, vũ nữ lọt vào mắt hắn ta bị dụ dỗ, lừa phỉnh rồi chà đạp. Trong mắt y, chỉ cần đàn bà làm việc ở chốn giải trí thì đều có thể tùy y hái mà không cần chịu trách nhiệm. Ai có thể làm gì hắn ta? Đồn công an bao che, trên cục thành phố có người, đằng sau lại có đại danh Nga Ni Trần chống lưng, cả cái thành phố lang này không có ai dám gây với y. Bởi vậy Trương Vĩ mới có thể muốn làm tùy ý thích, không thèm để tâm sự cầu xin, khóc lóc của Lam Miêu. Bị hắn ta ức hiếp thì sao nào? Chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận mà thôi, lại chẳng thể động vào một cái lông mao của hắn ta. Ngược lại sự phản kháng liều mạng và cầu xin của cô lại càng kích thích nhục dục ở hắn, một tay hắn ta xé áo, sau đó lại cởi chiếc váy ngắn trên người Lam Miêu, làm lộ ra chiếc quần lót màu phấn hồng có in hình hoạt hình bên trong. Ngọn lửa nhục dục bốc cháy, Trương Vĩ nhìn chiếc quần lót của Lam Miêu mà thấy mê người, không khỏi sôi trào máu cầm thú. Liền cởi nhanh chiếc áo đang mặc, rồi cởi quần, muốn làm loạn. Trong lúc Lam Miêu đang kinh hãi, khóc lóc gần như không thở được nữa, thấy Trương Vĩ sắp tuột được quần lót của mình rồi sắp đạt được ý muốn thì, soảng, một tiếng, một tên thuộc hạ lảo đảo ngã nhào vào trong phòng, nói đứt hơi. Anh Trương, không, không tốt rồi, có người đến quấy phá. Trương Vĩ giận dữ. Mẹ nhà mày không có mắt à? Không thấy tao đang làm chuyện tốt đẹp gì à? Cút. Tên thuộc hạ ngày thường sợ hắn ta như sợ cọp lại không biến ngay lập tức, mà vẻ mặt hoảng sợ. Anh Trương, chuyện lớn không ổn rồi, sàn nhảy của chúng ta sắp bị người ta đập nát rồi. Cái gì? Trương Vĩ một phát xoay người xuống giường, ai dám đến thời gian duy mỹ dương oai, chán sống rồi chắc. Hắn ta không còn để ý đến Lam Miêu, mặc quần áo rồi vội vàng đi. Trong lòng Trương Vĩ nổi trận lôi đình, một là giận dữ vì có người dám gây chuyện ở thời gian duy mỹ. Hai là đúng lúc phá bĩnh chuyện tốt đẹp của y, liền khiến cho y ức nghẹn một cục lửa, quyết định bắt kẻ dám gây chuyện đòi lại. Tay thuộc hạ nói cho y nghe hôm nay mới đầu có 5 người khách đến, chọn bao chọn một phòng rồi gọi 5 cô gái tiếp rượu đến, chẳng lâu sau đuổi các cô gái ra, đều không vừa lòng. Rồi lại đổi mấy cô khác, vẫn không hài lòng, cuối cùng cho tất cả các cô gái lên để bọn họ chọn, vẫn là không ưa mắt. Sau đó lại bắt bẻ rượu pha nhiều nước, món ăn nhẹ đắt. Âm thanh không ra gì, tóm lại là bắt bẻ, thể hiện rõ chính là đến gây chuyện. Mới 5 người mà dám đến thời gian duy mỹ gây loạn, quá là lên mặt rồi. Trương Vĩ cười lạnh, dặn dò. Tập trung 10 anh em tới đây, phải hầu hạ tử tế mấy vị khách quý này mới được. Trong lúc chờ đợi Trương Vĩ dẫn hơn 10 người đến phòng bao, thì 5 vị khách vô cùng hời hợt, đều đang ngồi dựa ngang dựa thẳng trên ghế sofa, mùi rượu nồng nặc, hiển nhiên là say không nhẹ. Trương Vĩ thấy 5 người đều là khuôn mặt lạ, không khỏi đề phòng thêm, lên trước hỏi. Mấy vị quý khách, tôi là giám đốc thời gian duy mỹ, xin hỏi quán tôi có chỗ nào làm các vị không hài lòng. Xin hãy nói cho tôi biết, tôi cho bọn em sửa lại. Một người ở giữa nheo mắt hỏi. Ngươi chính là giám đốc, là Trương Vĩ. Trương Vĩ thấy thái độ đối phương khinh miệt, cố gắng nén lửa giận. Vâng, có gì cần chỉ giáo? Chỉ giáo thì không có. Nhưng tạt rượu vào người ngươi thì có đó. Anh ta vừa vung tay ra, cả cốc rượu liền hất hết lên đầu Trương Vĩ. Trương Vĩ giận dữ, ở thành phố lang này hắn ta chưa từng phải chịu nhục như vậy, hất tay. Đánh, giúp bọn chúng làm lỏng xương cốt. Mười mấy người đang lúc ra tay, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng,
rồi xông vào hơn 10 người. Trương Vĩ sửng sốt, không gọi thêm người thì sao lại đến thêm mấy người nữa? Nhìn kỹ lại thì giật mình, không phải người của hắn ta, lẽ nào là người của đối phương? Đối phương có 5 người, cộng thêm hơn 10 người bên ngoài xông vào, số người chiếm ưu thế hơn, lẽ nào đối phương là có chuẩn bị mới đến, chính là đến để đập tan chỗ này? Đầu óc Trương Vĩ chỉ kịp xẹt qua một ý niệm, hơn 10 người vừa tới đã khóa chặt cửa phòng, không nói thêm lời đã rút côn đánh một trận điên cuồng. Phản rồi, dám ra tay đập thời gian Duy Mỹ, Trương Vĩ giận từ trong lòng giận ra, lớn gan hét một tiếng to. Ra tay, không sợ đánh cho tàn phế, chỉ sợ đánh không đúng, đánh chết cho tao. Hắn ta vừa nói xong, liền hùng hổ xông vào người đang ngồi ở giữa ghế sofa, bởi vì xem bộ dạng người ngồi ở giữa có lẽ là đầu sỏ của bọn chúng, giải quyết hắn ta trước rồi nói sau. Trương Vĩ vừa tiến lên phía trước một bước, năm người ngồi ghế sofa liền nhanh như thỏ, một phát nhảy lên, trong số đó có hai người phối hợp cực tốt, một trái một phải, một lát sau liền khóa chặt hai cánh tay Trương Vĩ. Trương Vĩ còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, với thân thủ của hắn ta sao có thể vừa đối mặt liền bị người ta kẹp chặt rồi, thì bỗng nhiên cảm giác phần thân dưới đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn, chính là người ngồi giữa ghế sofa đá một cước vào đúng quần y. Trương Vĩ đau đến nỗi chỉ biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó, không thốt lên lời, còn chưa kịp kêu ra tiếng thì lại một cước nữa bay đến, đá mạnh vào phần bụng y. Dù là lần trước một mình y đấu với ba người, cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế này. Trương Vĩ cắn răng, cố gắng giãy thoát một bên cánh tay, vươn tay rút ra một con dao găm trên người, liều thôi, giết chết một tên xong một tên. Hắn ta hung tợn xông về phía người vừa đạp mình. Không ngờ vừa vươn tay ra, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, phần gáy đau nhức, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hắn ta bị đánh ngất đi còn chưa xong chuyện, mấy người liền xông lên, ra tay dữ dằn, đánh cho xương chân tay y đều bị dập, gãy nát. Trước mắt nhìn vào là nửa tàn phế rồi, sau này có nối xương lại thì cũng đừng nghĩ đến làm chuyện sằng bậy tiếp được nữa. Hơn 10 người mà Trương Vĩ dẫn đến, chỉ với vài công phu nháy mắt đã bị đánh cho quỳ lạy xin tha mạng. Một số người ở bên ngoài chưa vào trong, thấy trong phòng xảy ra giao kiếm đánh nhau liền vội vàng báo cảnh sát. Trước đó Nga Ni Trần có dặn dò, nếu đánh được thì đánh chết, không đánh được thì báo cảnh sát, để lực lượng chính phủ giúp chúng ra mặt. Mỗi năm cống hiến cho đồn công an mười mấy nghìn tệ kinh phí làm việc, chính là muốn bọn họ trong lúc then chốt ra mặt ứng cứu. Không ngờ sau khi gọi điện báo cảnh sát, nửa ngày cũng không thấy xe cảnh sát có động tĩnh gì, đồn công an cách gần nhất chỉ có 5 phút là đến, nếu là bình thường thì sớm đã có tiếng còi cảnh sát vang lên rồi, hôm nay sao vậy? Cảnh sát không đến, bọn chúng mới hoang mang, lại gọi điện thoại cầu cứu đến sàn nhảy ca hát gần nhất ở quận Thành Nam là Đoàn Tụ Xung Vầy. Ai ngờ sau khi gọi điện thoại qua đó mới biết, Đoàn Tụ Xung Vầy còn thảm hại hơn thời gian Duy Mỹ. Người phụ trách Đoàn Tụ Xung Vầy là Phương Vân, không những bị đánh cho chân tay tàn phế, miệng phun máu tươi, có khả năng bị tàn phế cả đời. Toàn bộ người ở thời gian Duy Mỹ choáng váng, đây là thế nào? Lẽ nào trong một đêm thành phố Lang bị thay đổi rồi? Đại ca Trần nhiều năm tung hoành tại thành phố Lang bị người ta lên gân rồi. So với thời gian Duy Mỹ, Đoàn Tụ Xung Vầy có quy mô hơi nhỏ hơn một chút, nhưng đẳng cấp cao hơn, bởi vì người giàu có tập trung đông tại khu Thành Nam, cho nên bất kể là trang trí hay cấp bậc đều là nơi tiêu dùng sang trọng số một toàn thành phố. Phương Vân phụ trách trông coi Đoàn Tụ Xung Vầy là một tên thuộc hạ có đầu óc kinh doanh nhất của Nga Ni Trần, cho nên Nga Ni Trần mới giao Đoàn Tụ Xung Vầy cho y quản lý. Tuy rằng lượt khách đến Đoàn Tụ Xung Vầy không bằng thời gian Duy Mỹ, nhưng do khách đều là dạng có tiền, hơn nữa khách quen cũng nhiều hơn nên nguồn thu nhập ổn định, do đó kinh doanh cũng không kém hơn so với thời gian Duy Mỹ bao nhiêu. Cho dù thu nhập theo ngày ít hơn một chút nhưng lại ổn định hơn, không giống thời gian Duy Mỹ lúc cao lúc thấp. Hôm nay tuyết rơi nhiều, khách cũng không ngừng ra vào, Phương Vân theo thường lệ đi khắp nơi, không phát hiện có gì dị thường nên quay về văn phòng nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy thuộc hạ báo cáo, có hai tốp khách đánh nhau. Phương Vân là quân nhân chuyển nghề, từ lúc đi theo Nga Ni Trần đánh nhau vô số, chưa bao giờ thua. Mặt hắn ta tức tối, dẫn người nhà chuẩn bị đi khuyên giải, khuyên không nổi thì đánh cho khách ngừng, rời nhau ra. Cái mà y không ngờ là, hôm nay là ngày thê thảm nhất của y từ lúc chào đời đến nay. Chương 845, ác mộng, như hình với bóng. Bình thường con người Phương Vân vô cùng khiêm tốn, nhưng những người biết về y thì đều rõ,
cái khiêm tốn của hắn ta là một kiểu giả vờ. Thực ra thâm tâm y là kiêu ngạo nhất, con người y cũng kiêu căng nhất, bởi vì hắn ta luôn mang theo mình một khẩu súng, không giận thì thôi, giận dữ rồi thì sẽ rút súng hướng về đối thủ. Có một lần y đánh nhau với một nhóm người, đối phương người đông thế mạnh, đánh đến phút cuối cùng thể lực của y không còn trụ được nữa, khi nhìn thấy mình sắp bại đến nơi liền rút súng ra. Đối phương cho rằng y không dám bắn nên cứ thế ra tay, hắn ta liền bắn từng người một, cả năm đối thủ đều ngã đổ xuống. Tài bắn súng của Phương Vân cực chuẩn xác, mỗi phát đều bắn trúng phía trên đầu gối đối thủ, làm cho đối phương bị tàn tật suốt đời. Cũng bởi vì tài bắn súng của y cực tốt, bình thường y vừa điềm tĩnh, trấn áp được bầu không khí, lại không háo sắc lắm, hơn nữa diện mạo uy phong, cho nên Nga Ni Trần mới để cho y trấn thủ đoàn tụ sum vầy, dù sao khách đến đoàn tụ sum vầy đều là những nhân vật có máu mặt. Tốp khách thứ nhất đến, đứa gác cửa còn có chút buồn bực khó hiểu, sao khách đến toàn là gương mặt lạ, và lại cử chỉ rất kỳ quái, tư thế đi đứng nghiêng nghiêng ngả ngả. Có điều cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chứ không để tâm, khách đến sàn nhảy ca hát muôn hình muôn vẻ, chỉ cần kiếm được tiền thì mặc kệ đối phương có đẹp mã hay không. Tốp khách thứ hai làm cho tên gác cửa cảm thấy khác lạ là, tuy rằng lạ mặt nhưng lại có động tác như kiểu rất thân quen với hắn ta, nồng nhiệt vỗ vai y, còn hỏi thăm, tiện tay nhét một khoản tiền bâu ơ hậu hĩnh cho y khiến y kinh ngạc, không khỏi cảm thấy được ưu ái mà đâm ra lo sợ, không khỏi nghĩ thầm rằng, đến thêm mấy khách nhận nhầm mình thì tốt, kiếm thêm được một chút tiền bâu ơ. Sự việc xảy ra sau đó tên gác cửa mới hối hận không kịp, trong lúc lơi lỏng cảnh giác không báo động trước cho Phương Vân, nếu không không chừng còn có thể tránh được xảy ra vụ án thảm khốc. Dường như hai tốp khách không biết nhau, sau khi đi lên tầng, mỗi tốp bao chọn một phòng, chỉ rất hào phóng. Chính là không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên xảy ra xung đột, sau đó hai tốp khách không nhường nhịn mà chửi bới rồi cuối cùng gây gổ đánh nhau, khuyên cũng không khuyên được. Phương Vân tưởng rằng đánh nhau kịch liệt thế nào, ví dụ như chảy máu tươi, chân gãy lòi xương, rơi trên đất mấy đầu ngón tay, không ngờ khi nhìn thấy họ càm ràm, đẩy qua đẩy lại hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, anh chạm tôi một tí, tôi đẩy lại một ít như trẻ con đang đánh nhau. Phương Vân mỉm cười. Đâu có phải là đánh nhau, căn bản là kẻ có tiền uống nhiều rồi muốn giả vờ mình oai chứ không có bản lĩnh thật sự, nên chỉ còn cách to mồm phô trương thanh thế, hắn ta cười ha ha. Các vị, tôi là Phương Vân giám đốc ở đây, nghe tôi khuyên một câu mỗi bên nhường một chút, tôi xin tặng thêm mỗi phòng 10 chai bia, thế nào? Bình thường Phương Vân sẽ không hào phóng như thế, bởi vì hôm nay Nga Ni Trần đặc biệt căn dặn, cố gắng khiêm tốn hết khả năng, bớt một chuyện hơn là nhiều thêm một chuyện. Cho nên hắn ta mới nhẫn nhịn đến khuyên giải. Hai tốp khách cộng lại khoảng 10 mấy người, nghe có tiếng hai người cầm đầu liền dừng tay lại, một người liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phương Vân, hỏi. Phương Vân, mày chính là người năm đó bắn một súng làm một ông già liệt nửa người. Mặt Phương Vân biến sắc. Ngươi là ai? Năm đó hắn ta còn trẻ, cường tráng, đánh nhau sống chết với một nhóm người Bắc Kinh. Trong lúc hỗn loạn liền tóm lấy một cụ già đi ngang qua làm bia đỡ, kết quả là cụ già trúng đạn, tàn phế suốt đời. Đối phương không trả lời câu hỏi của Phương Vân, nói tiếp. May chính là Phương Vân mà năm đó sau khi phạm tội đã giạt về Ngưu Thành, được một người bạn thu nhận và giúp đỡ, cuối cùng lại hà hiếp con gái người ta, đánh gãy đôi chân của người đàn ông phải không? Phương Vân ngừng thở, trong lòng thất kinh, đối phương biết hết gốc gác của hắn ta. Căn bản không phải là người khách bình thường. Y đưa tay ra sau lưng, âm thầm nắm lấy báng súng. Anh bạn, người đâu tới? Tìm Phương Vân tôi là muốn báo thù hay là tiêu diệt tai ương hộ người khác vậy? Đều không phải. Người cầm đầu nhẹ nhàng cười, giơ một ngón tay chỉ trước mặt Phương Vân quơ quơ. Chỉ là vì muốn biểu dương chính nghĩa. Lời nói của người khách vừa dứt, Phương Vân nhanh chóng lui về sau một bước, rút nhanh súng ra, hét to. Hành động. Đi theo Phương Vân khoảng 4, 5 người, hú, theo một tiếng tấn công về phía trước, bỗng nhiên một tốp khách khác liền hành động. Bọn họ vừa ra tay, sự chú ý của Phương Vân liền bị hút sang một bên, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên nhẹ nhàng, cánh tay bỗng tê dại. Nhìn phát hiện trên tay mình thủng một lỗ nhỏ chảy máu, không giữ nổi, súng trên tay rơi xuống đất. Y quá kinh hãi, không nhận ra đối phương cũng là cao thủ dùng súng. Nhưng Phương Vân là Phương Vân. Tay bị trúng đạn cũng không còn để tâm nhặt súng lên, quay người định chạy trốn, vừa bước đi một bước bỗng chân tê buốt.
tài bắn súng của đối phương không những cao siêu, lại lắp thêm ống giảm thanh, thừa cơ bắn trong lúc hỗn loạn nên gần như không nghe thấy tiếng súng. Phương Vân ngã trên đất, y vẫn chưa chịu nhận thua lại vươn tay ra lấy ra một con dao, giương tay muốn phi thì thấy một vật lạ bay đến trước mắt, tránh không kịp nên bị trúng đúng giữa mặt, đánh đến nỗi y hoa mắt, đau đớn khó chịu. Chuyện tiếp sau đó, trong ký ức của Phương Vân đã trở thành cái bóng đè vĩnh cửu. Vừa mới thấy hai tốp đánh nhau như trẻ con với nhau, giờ biến thành một tốp đánh y và tay chân của y, nhất là ra tay với y tàn nhẫn nhất, và rõ ràng đối thủ là con nhà nghề, biết cách đánh sao cho đánh không chết nhưng có thể đánh cho tàn phế. Phương Vân trước khi ngất đi đã có một suy nghĩ, một đời y đánh bị thương, đánh tàn phế rất nhiều người. Giờ đây bất kể đối phương là người phương nào, họ không muốn mạng của y mà chỉ muốn đánh y tàn phế, lẽ nào đây là quả báo? Và giống với cảnh ngộ ở thời gian Duy Mỹ ở chỗ, người của đoàn tụ sum vầy gọi điện báo cảnh sát, đợi nửa ngày cũng không thấy đâu. Sau này bọn chúng mới biết lực lượng cảnh sát đều được dùng ở nơi còn quan trọng hơn. Hơn nữa, bọn chúng còn cảm thấy may mắn vì cảnh sát không đến, nếu không sẽ còn bị cảnh sát đánh thêm lần hai. Cùng lúc đó, cuộc hẹn hoa hồng ở phía tây thành phố cũng gặp phải lần bị tấn công đầu tiên kể từ lúc khai trương. Người phụ trách cuộc hẹn hoa hồng tên là Hồng Toàn, không có chút quan hệ nào với Hồng Tú Toàn trong lịch sử, nhưng hắn ta lại có lý tưởng, chí khí y hệt với Hồng Tú Toàn. Chính là dùng một loại lý luận sở hữu vũ trang của xã hội đen tẩy não tất cả các đàn em, tiến hành huấn luyện có hệ thống, khi tổ chức đạt đến độ lớn mạnh nhất định thì có thể tẩy trắng, trở thành văn hóa doanh nghiệp đặc biệt của đế quốc thương nghiệp. Năm đó Hồng Tú Toàn là dựa vào một chút quan niệm ăn trộm như phải như không phải tôn giáo của phương Tây, tổ chức xây dựng cái gọi là Thái Bình Thiên Quốc, thực ra cũng chỉ là thỏa mãn một số điều lệ tẩy não do con người ra quy định mà cá nhân y thích thú mà thôi. Hồng Toàn tốt nghiệp đại học, có văn hóa, có đầu óc, lại có thủ đoạn kinh doanh. Y là thằng sinh viên đại học duy nhất trong số các thuộc hạ được xem trọng của Nga Ni Trần, trong tầng lớp trung tâm thứ hai cũng là người duy nhất ngoài trông nom các khu kinh doanh ra, còn có thể gia nhập tầng lớp ra quyết sách như Nga Ni Trần. Hồng Toàn đeo cặp kính không gọng, bộ dạng trắng trẻo, nói chuyện cũng rất nhã nhặn, gặp người cũng hay cười, nhưng nếu cho rằng y là người dễ nói chuyện, là người tốt thì hoàn toàn sai lầm. Hồng Toàn mới thật sự là văn hóa cầm thú, dùng một từ không thể thích hợp hơn để miêu tả hình dung ra hắn ta mặt người giả thú. Hồng Toàn cũng thích đàn bà, có điều khác với cách dùng vũ lực của Trương Vĩ, Phương Vân là, hắn ta lừa đảo. Tuy rằng y cũng rất có tiền, nhưng vẫn thích lừa tiền lừa sắc, y đã từng lừa không dưới mười mấy người phụ nữ rồi, khiến bọn họ tiền tài, sắc đẹp đều sạch bong. Có người là giáo viên, có người là cảnh sát, có người là y tá, còn có cả nhà báo, tóm lại, mục tiêu của hắn ta là lừa đủ phụ nữ làm đủ các ngành nghề. Số phụ nữ từng bị y gạt, có người sinh non, cả đời không sinh đẻ được nữa, có người vì y nhảy lầu tự sát, cũng có người bị chồng phát hiện ngoại tình rồi bỏ rơi. Đến tìm y thì bị đuổi, sau đó nhảy sông tự vẫn. Trong số mười mấy người đó, đã chết khoảng 3, 5 người nhưng hắn ta mặc kệ, có khoảng 2, 3 người bị tinh thần có vấn đề hắn cũng đều không quan tâm, còn cho rằng phụ nữ xinh đẹp nhưng không thông minh, sinh ra là chuyên để cho đàn ông thông minh lừa lọc. Hồng Toàn chưa từng làm những chuyện như giết người phóng hỏa, nhưng lợi dụng đầu óc kinh doanh thông minh, cộng thêm sự trợ giúp của thế lực đen, chèn ép không ít người kinh doanh phải nhà tan cửa nát. Do đó trong nội bộ công ty Trác Việt của Nga Ni Trần, hắn ta có biệt hiệu là quân sư quạt mo. Đêm nay tuyết rơi nhiều, Hồng Toàn thích nhất là ngày tuyết rơi tìm đàn bà giải tỏa. Hắn ta đang ở trong văn phòng cùng một ả mông to ngực bự quần lấy nhau thì điện thoại vang lên, đang trong lúc cao trào nên không thèm nghe máy. Cho đến khi xong chuyện, mới thỏa mãn vỗ vỗ lên cặp mông nở của ả đàn bà, sau đó ngồi dậy xem cuộc gọi đến, là điện thoại nội bộ của cuộc hẹn hoa hồng, bất giác trong lòng kinh ngạc. Bọn thuộc hạ đều biết nếu y đóng kín cửa, chắc chắn là đang có chuyện quan trọng cần làm, không được tự ý xông vào cho nên mới gọi điện thoại cho hắn ta. Y gọi lại, hỏi xảy ra chuyện gì thì điện thoại đã không còn ai nghe máy nữa. Xảy ra chuyện rồi, trong lòng Hồng Toàn bất giác hoảng loạn, vội vàng mặc quần, đeo kính. Hắn ta bị cận thị nặng, không đeo kính thì không nhìn rõ đường. Cũng không thèm để ý ả đàn bà đang nằm trên giường mời gọi, y đẩy cửa đi ra ngoài. Muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cuộc hẹn hoa hồng không kiếm nhiều tiền bằng thời gian Duy Mỹ, không cao cấp như đoàn tụ sum vầy, nhưng do xung quanh gần với trường cao đẳng, đại học,
có không ít sinh viên nữ vui chơi ở đây nên có sự thuận lợi theo kiểu gần quan được ban lộc. Sản nghiệp ngầm của Nga Ni Trần cần một lượng lớn nữ giới, xinh đẹp, trẻ trung. Tìm nguồn hàng trong đám sinh viên nữ là cách làm tốt nhất, bất kể là tham vinh hoa hay vì cuộc sống mưu sinh, chỉ cần bọn họ chịu, bán, thì họ chính là nguồn tài nguyên kiếm tiền cho sản nghiệp ngầm của Nga Ni Trần. Cho dù bọn họ không chịu, bán, chỉ cần Hồng Toàn thấy ưa mắt thì hắn ta đều dở đủ thủ đoạn đột phá tuyến phòng thủ của đối phương trước, làm cho đối phương không thể tự thoát ra được, sau đó sẽ rơi bế tắc và trở thành công cụ kiếm tiền cho Nga Ni Trần. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà Nga Ni Trần vô cùng xem trọng, đồng thời để hắn ta phụ trách cuộc hẹn hoa hồng. Không thể không nói, Nga Ni Trần cũng có tài năng biết cách dùng người, để cho thuộc hạ của y phát huy hết khả năng của bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Nga Ni Trần có thể làm lớn và hô mưa gọi gió ở thành phố Lang. Không những bản thân y có tài, có thủ đoạn, y còn có một đám thuộc hạ trung thành, tận tâm. Chỉ có điều làm cho Nga Ni Trần không ngờ tới là, một đêm tuyết lớn, thuộc hạ y tin cậy nhất, lực lượng trung kiên nhất trong nháy mắt đã chịu tổn thất một nửa khiến y đau đớn, suýt chút nữa phát điên muốn tìm Hạ Tưởng liều mạng. Nga Ni Trần có một đám thuộc hạ trung thành, tận tâm thì Hạ Tưởng cũng có một đội ngũ vào sinh ra tử. Nếu bàn về chiến đấu riêng biệt, đội ngũ của Hạ Tưởng có lẽ không phải là đối thủ của thuộc hạ của Nga Ni Trần, chỉ tiếc là, luận về mưu lược, bố cục, quan sát đại cục và mượn thế lực thì Nga Ni Trần kém xa Hạ Tưởng. Cộng thêm bản thân Hạ Tưởng làm việc ngay thẳng, chính đáng, lại đường đường chính chính là cán bộ chính phủ, bởi vậy trong cuộc chiến lần này, một phát đã đánh trúng 7 phần của Nga Ni Trần. Hồng Toàn vừa ra khỏi cửa liền cảm giác không ổn, bởi vì bên ngoài một màn hỗn loạn, hơn nữa y ngửi thấy có mùi khói cháy, cháy sao? Hồng Toàn kinh hãi, phòng nhảy là nơi tập trung người dày đặc, sợ nhất là xảy ra hỏa hoạn. Hắn ta đi từ tầng 3 xuống, vừa đến chỗ quẹo thì thấy mấy người vội vàng đi lên tầng. Thấy lạ mặt nên y hỏi một câu. Mấy người là ai? Tầng trên là văn phòng, khách không được lên. Một người trước mặt đột ngột hỏi lại. Anh là giám đốc Hồng Toàn. Do giọng điệu của đối phương rất hòa thuận, cũng có một chút ý cung kính, trong lúc cấp bách Hồng Toàn liền không nghĩ nhiều, gật đầu nhận. Không sai, là tôi, xin hỏi mấy người là. Đối phương tổng cộng có 3 người, người trước mặt vừa phất tay, 2 người kia liền kẹp chặt cánh tay của Hồng Toàn. Hồng Toàn đang định hét lớn liền bị người ta chặn miệng lại, xông vào mũi y một mùi hắc hắc, hắn lập tức kinh hãi, là Ete. Hồng Toàn dùng Ete làm hôn mê rồi cưỡng bức không ít các cô gái, nên đương nhiên rất quen thuộc với mùi vị của loại thuốc này. Y muốn chống cự, chỉ là không có sức bằng đối phương, một lát sau liền bất tỉnh nhân sự. Dưới tầng, một cảnh hỗn loạn, thật ra không có cháy, chỉ là không biết khói từ đâu bay ra, đợi khi mọi người phát hiện tình hình không nguy hiểm thì lại không biết rằng Hồng Toàn đã bị người ta thừa cơ bắt đi mất. Sau khi Hồng Toàn biến mất, khoảng một tuần sau mới có tin tức. Có điều hắn ta đã trực tiếp đến cục công an tự thú, khai toàn bộ sự thật những năm qua y lừa tiền lừa sắc như thế nào, sau cùng bị phán ở tù chung thân. Còn về vì sao y tự thú, là do phát hiện lương tâm hay là bị bức ép thì không ai biết nội tình cả. Thành Bắc có một trang viên với diện tích rộng lớn, tên là Trái Tim Thời Gian, người trong giới ở thành phố Lang, lẫn Bắc Kinh, Thiên Tân đều gọi đó là Trái Tim Thiếu Nữ. Bởi vì ở Trái Tim Thời Gian không kể là ngồi bàn hay rời khỏi bàn, thậm chí là phục vụ bưng bê đều là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, không ai quá 22 tuổi. Nếu gọi đây là trại tập trung các thiếu nữ thì cũng chẳng quá. Trái Tim Thời Gian cách cửa hào công quản không xa lắm, là điểm giải trí mà Nga Ni Trần chuyên môn xây lên để đối kháng với cửu hào công quản. Khác với 3 phòng nhảy ca hát thuần túy là Thời Gian Duy Mỹ, đoàn tụ sum vầy lẫn cuộc hẹn hoa hồng ở chỗ. Trái Tim Thời Gian vừa có phòng nhảy, lại có khu vui chơi giải trí, còn có phòng trà bồi dưỡng tình cảm. Dùng nguyên lời của Nga Ni Trần mà nói, thì đây là nơi tuyệt mỹ, vừa làm kỹ nữ vừa phải lập đền thờ. Đương nhiên, lời châm chọc trên là hắn ta dùng để chào phúng cửu hào công quản của Vương Sắc Phi. Mặc dù Trái Tim Thời Gian có ý chống lại cửu hào công quản, nhưng vẫn là không cướp được bao nhiêu mối làm ăn của cửu hào công quản. Định vị của hai bên vẫn là một trời một vực. Đa số khách đến cửu hào công quản là quan to quyền quý, chơi theo kiểu tình ý mở ám. Đến Trái Tim Thời Gian là khách nho nhã cầm thú, bề ngoài ngụy trang âu phục, bên trong là ác hổ săn mồi. Người quản lý Trái Tim Thời Gian tên Tiêu Viêm, năm nay 38 tuổi,
là một trong những nhân vật trong tầng quyết sách trung tâm của Nga Ni Trần, cũng là một phó tổng giám đốc công ty Trác Việt, có cổ phần công ty và quyền phát biểu nhất định. Con người Tiêu Viêm lạnh lùng, lúc đi đường thường hay ngó đông ngó tây, uy phong. Ngày trước y đến miền Nam làm ăn, kiếm được tiền nhưng cũng bồi thường nhiều, sau này suýt nữa bị kẻ thù đánh chết. Nga Ni Trần ra tay cứu y, nên y quyết một lòng đi theo Nga Ni Trần, cũng lập được công lao hiển hách cho Nga Ni Trần. Ngày xưa gia cảnh Tiêu Viêm cũng khá, sau khi bị sa sút, bị bạn gái bỏ rơi không thương tiếc, từ đó tính cách y thay đổi, vô cùng căm hận đàn bà, cũng từ đó y trở nên quái gở, dị thường, bên cạnh không có lấy một người phụ nữ. Ngoài mặt Tiêu Viêm không giết người, cũng không phạm tội lớn gì, nhưng sau này mối tình đầu của y bị mắc bệnh hiểm nghèo, tuy bác sĩ kiểm tra chứng minh cô bị hạ thuốc độc mãn tính, nhưng khi người chết rồi thì cũng không giải quyết được việc gì. Còn có mấy người từng đắc tội với Tiêu Viêm, hoặc là cửa nát nhà tan một cách kỳ lạ, hoặc là đột nhiên bị người ta lật lại nợ cũ, cuối cùng phá sản, người hiểu chuyện đều biết là do Tiêu Viêm âm thầm chơi xấu. Cho nên người trong giới liền biên một câu vẻ thuận miệng, thà đắc tội với tên khốn khiếp, cũng không thể đắc tội Tiêu Viêm. Ý tứ đương nhiên là Tiêu Viêm còn khốn nạn hơn kẻ khốn nạn. Hôm nay tuyết rơi nhiều, khách đến trang viên trái tim thời gian ít hẳn đi. Tiêu Viêm nhàn rỗi, không có việc để làm liền nghe một khúc nhạc, lại gọi người đến đấm bóp, chuẩn bị đi ngủ sớm. Y dùng đến trí óc quá độ, không như Phương Vân, Trang Vĩ dùng sức quá độ tinh lực quá thịnh, người dùng trí óc dễ bị hao tổn tinh thần nhất, nên hay buồn ngủ. Còn chưa kịp vào giấc liền bị điện thoại gọi dậy, là của đối thủ kinh doanh gọi tới cầu xin y, bởi vì việc làm ăn của đối phương bị trò ngấm ngầm của y bức ép tới bước đường cùng rồi, nên đề ra với y điều kiện trao đổi. Tiêu Viêm là loại người thấy người đang bệnh nên thừa cơ lấy mạng người, không có tí lòng trắc ẩn nào trước sự cầu xin tội nghiệp của đối phương. Một giá, 1 triệu tệ, giám đốc Mã quyết định đi rồi gọi điện cho tôi. Người được gọi là giám đốc Mã tức giận, giọng run run. Cơ nghiệp 10 triệu tệ của tôi ông chỉ trả 1 triệu, ăn mày đuổi đi thì cũng phải có thành ý chứ, giám đốc Tiêu. Tiêu Viêm nói hời hợt. Là ông đang cầu cứu tôi chứ không phải tôi. Xin lỗi nhé giám đốc Mã, tôi buồn ngủ rồi nên ngủ trước đây. Giám đốc Mã khó thở. Giám đốc Tiêu, mong rằng ông không gặp ác mộng. Yên tâm, hàng ngày tôi đều ngủ rất ngon, người có tâm thanh thản sẽ không gặp ác mộng đâu. Tiêu Viêm cười ha ha rồi cúp máy, lại lắc đầu nói một câu. Tự rước lấy nhục. Vừa nằm xuống không lâu, vẫn chưa vào giấc thì điện thoại lại vang lên. Tiêu Viêm ghét nhất là trong lúc chuẩn bị ngủ bị người khác làm phiền, thấy gọi đến là điện thoại nội bộ của trái tim thời gian, y bực mình nghe điện. Chuyện gì? Từ điện thoại truyền đến giọng dồn dập của người phụ trách tiếp đón khách. Giám đốc Tiêu, vừa rồi có một tốp khách tới, yêu cầu 20 em dưới 20 còn zin tới, người ta đặt luôn 1 triệu tệ tiền mặt. Bỗng chốc Tiêu Viêm tỉnh hẳn ngủ, 1 triệu tệ tuy cũng lớn, nhưng chưa đến nỗi làm hắn ta quá kinh ngạc. Làm y thấy kinh ngạc chính là đã lâu trái tim thời gian không có đoàn khách cùng nhau đặt yêu cầu, hôm nay là ngày tốt gì vậy, gió từ đâu tới sao lại thổi đến một đại gia lớn có phẩm vị như thế. 20 trinh nữ không dễ tìm được nhưng cũng không phải chuyện quá khó khăn gì, cái khó chính là khẩu vị của khách hàng hơi khó khăn. Không những đòi trinh nữ, lại còn phải dưới 20 tuổi nên có độ khó nhất định. Độ khó càng cao thì Tiêu Viêm càng hứng thú, y vội vàng ngồi dậy. Đợi đó, tôi đến ngay đây. Khi Tiêu Viêm đến phòng nhảy, thấy một người bộ dạng nông dân ngồi trên ghế sofa, toàn thân toát ra mùi nhà giàu mới nổi dung tục. Y hơi chau mày, rồi tiến lên trước, chủ động đưa tay ra. Chào anh, tôi là giám đốc trái tim thời gian Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không biết rằng, hôm nay, hắn ta đúng là gặp phải cơn ác mộng lớn nhất đời mình. Chương 846, giận dữ, mây đen dày đặc. Đối phương bắt tay y, câu đầu tiên chính là. Giám đốc Tiêu, ngoài 20 trinh nữ ra tôi còn có yêu cầu cao hơn, có thể nói riêng được không? Tiêu Viêm thấy trên bàn đầy tiền mặt được đặt ngay ngắn. Lại thấy khách chỉ dẫn theo 4, 5 người nên yên tâm. Được, mời quý khách theo tôi. Tuy rằng thân thủ Tiêu Viêm bình thường, nhưng sinh ra có sức khỏe, bình thường 3, hay 5 người đều đánh không lại y. Tiêu Viêm dẫn đường, dẫn khách đến văn phòng làm việc để bàn bạc. Người khách cũng biết ý nên chỉ một mình đi theo, những người khác ở lại phòng lớn. Tới văn phòng, sau khi đóng cửa lại người khách bỗng thay đổi nét mặt. Tiêu Viêm. Thằng khốn nạn hơn khốn nạn chính là mi.
Tiêu Viêm kinh ngạc. Ngươi là ai? Phía dưới bàn làm việc của Tiêu Viêm có một cơ quan, bên trong giấu lưỡi lê phòng thân. Khi đang vươn tay để lấy, người khách liền vươn tay tóm chặt lấy cổ tay của y. Đứng im, ngoan ngoãn một chút đi. Tiêu Viêm tự cao với sức khỏe vô địch của mình, lật ngược tay muốn thoát ra khỏi tay của đối phương. Không ngờ tay của đối thủ giống như sắt đúc vậy, không chút sức mẻ gì khiến y kinh hãi, sức mạnh lớn quá. Đương nhiên, người y gặp phải chính là Chu Hổ, người ta gọi anh là Chu Hổ đại lực sĩ Kim Cương, một mình có thể bế cả một con lợn. Chu Hổ cười ha ha, dùng sức nhấc bổng Tiêu Viêm lên, sau đó lật ngược tay khóa chặt tay y ra sau lưng, lạnh lùng nói. Tao được người ta nhờ cậy, làm việc cho người. Ngày trước mày hại qua bao nhiêu người rồi, bọn họ đều muốn đòi lại gấp đôi. Tao chính là đến giúp bọn họ làm một việc tốt đây. Tiêu Viêm không chịu thua, nhưng hắn ta bị Chu Hổ ép chặt quá không thể phản kháng lại, nhưng vẫn cứng đầu. Mày không biết mày đắc tội ai rồi không? Mày tưởng khóa được tao thì có thể thoát khỏi thành phố Lăng hả? Nói cho mày biết, chọc vào tao là chọc vào đại ca Trần. Mày muốn rời khỏi đây thì lột lớp da trước đi đã. Sau đó y đổi giọng. Anh bạn, không cần biết anh là phương nào, nể mặt tôi, người ta trả anh bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi, mình kết bạn với nhau. Chu Hổ cười ha ha, dùng thêm lực làm Tiêu Viêm kêu thảm thiết, cổ tay đã bị bẻ gãy. Y đau đớn toát mồ hôi, còn Chu Hổ lạnh lùng nhìn y. Mẹ nó, tao hận nhất là những kẻ chơi đều sau lưng. Tiêu Viêm, hôm nay phải dạy cho mày một bài học. Vừa nói Chu Hổ nắm vào cằm hắn ta, vặn, cằm liền bị vặn sái. Sau đó lấy ra một lọ thuốc, đổ hết vào miệng Tiêu Viêm. Cũng phải cho người nếm thử mùi vị của thuốc độc mãn tính, cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Chu Hổ vẫn chưa hết hận, trước khi đi còn bẻ gãy tay còn lại của hắn ta. Miệng Tiêu Viêm đầy thuốc nói không ra lời, nằm vật trên đất lăn lộn không thôi. Sau khi mấy người Chu Hổ thong dong rời khỏi trái tim thời gian rồi, thuộc hạ của Tiêu Viêm mới phát hiện ra y bất thường đến cứu y, vội vàng đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, y uống phải thuốc của nước ngoài có thể làm cho y nhận thức không rõ, tạm thời bị điếc bị mù, nhưng không đến nỗi chết. Trước mắt y thuật trong nước không cứu được, chỉ có ra nước ngoài mới có hy vọng chữa khỏi, nhưng viện phí cực đắt, nghe nói phải tầm triệu đô la Mỹ. Chuyện xảy ra sau đó, cuối cùng Nga Ni Trần tiếc tiền không cứu chữa cho Tiêu Viêm, dù sao cái giá triệu đô quá cao, không đáng. Đáng thương cho Tiêu Viêm phải rơi vào một kết cục đau buồn như vậy. Bốn sản nghiệp của Nga Ni Trần gần như trong cùng một thời gian bốn bể vang súng, đều phân nhau gọi điện báo cảnh sát nhưng lại chẳng có cảnh sát nào đến. Từ trước đến nay Nga Ni Trần ở thành phố Lang luôn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, nhưng lần đầu tiên y cảm nhận được sự bi ai bốn bể bị mai phục tấn công, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được sức mạnh của chuyên chế. Không, là ra tay trong bóng tối và ra tay trực diện, lực lượng cả hai tay đều mạnh bạo khiến y ngồi trong văn phòng rít gào như sấm rền. Thậm chí trong cơn thịnh nộ mắng luôn cả hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Trên cơ bản, luận về địa vị Trương Vĩ, Phương Vân, Hồng Toàn và Tiêu Viêm bốn tên thuộc hạ đại kim cương của Nga Ni Trần mạnh hơn Tứ Tiểu Long rất nhiều. Tứ Tiểu Long chỉ đơn thuần là tay đánh đấm, là tiểu tốt, còn Tứ Đại Kim Cương mới là lực lượng trung tâm, là trụ cột của y. Cho dù mấy người đó chưa đủ để tham gia vào tầng quyết sách của công ty, ngoài Tiêu Viêm sở hữu cổ phần của công ty ra, ba tên còn lại chỉ có thể coi là nhân vật trung tâm tầng lớp thứ hai, nhưng lại là lực lượng then chốt như cánh tay của Nga Ni Trần vậy. Tổn thất của bọn chúng ít nhất làm cho thực lực của Nga Ni Trần giảm đi mất 1/4. Nga Ni Trần sao có thể không đau lòng? Tuy nhiên đối với y mà nói, hai nhân vật then chốt nhất của cả công ty là Chu Duy Thanh và La Phong. Hai người đều là cổ đông công ty Trác Việt, và chia nhau quản lý hai cơ nghiệp lớn thuộc công ty là trung tâm tắm hơi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Chu Duy Thanh là chủ tịch Bích Vân Thiên, La Phong là tổng giám đốc Phương Thảo Địa. Nếu nói Tứ Tiểu Long và đám người Trương Vĩ là cây trượng lớn nhất trong thế giới ngầm của Nga Ni Trần, thì Chu Duy Thanh và La Phong chính là hai trợ lực kinh doanh lớn nhất của Nga Ni Trần. Đồng thời, Nga Ni Trần cũng có ít nhất 1/3 thế lực nằm ở Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Do vậy, khi y nhận được tin báo bốn phòng nhảy ca hát bị người đến gây sự, trong cơn thịnh nộ liền gọi điện cho Chu Duy Thanh và La Phong để bọn chúng lập tức phái người đến cứu viện, cần phải dẹp gọn bọn đến gây rối, sau đó mới từ từ tính sổ. Trong lòng Nga Ni Trần biết rõ đó là bàn tay của Hạ Tường.
Lần trước Hạ Tưởng dùng bạo lực đánh với bạo lực, thủ đoạn dứt khoát, lưu loát nên y biết Hạ Tưởng không những có trí tuệ chính trị, mà cũng có mặt lạnh lùng kiên cường, không dễ sống chung. Nhưng y ngàn lần không ngờ đến rằng, Hạ Tưởng đơn giản trực tiếp đánh đến tận cửa khiến y phải mở rộng tầm mắt. Nhưng mở rộng tầm mắt cũng hết cách, điểm thông minh của Hạ Tưởng nằm ở cách điều động cảnh sát. Không có cảnh sát đến điều tra, cho dù có người làm chứng chỉ ra ai đến gây rối thì có thể làm gì nào. Bây giờ lực lượng cục công an thành phố nằm trong tay Hạ Tưởng, chứng cứ không đủ thì không lập thành án, hơn nữa người ra tay chắc chắn đều là người địa phương khác, hôm nay không giữ bọn họ lại, nháy mắt là có thể rời khỏi thành phố lang rồi, đi đâu đòi lại công lý đây. Lòng Nga Ni Trần nóng như lửa đốt, nhất định phải giữ bọn gây loạn lại mới dễ đôi co với Hạ Tưởng. Y còn một đám tay chân có thể điều động, y không tin không thể tóm bọn ngoại tỉnh đến gây sự, khiêu khích quyền uy của y ở lại thành phố lang. Thành phố lang vẫn là thiên hạ của y, ít nhất trước mắt y không cho phép có người dám đứng trên quyền uy của y. Chẳng qua Nga Ni Trần không bao giờ ngờ tới là, khi y gọi điện muốn điều binh khiển tướng thì lại nhận được một tin khác khiến y tăng huyết áp, suýt nữa té xỉu, Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa bị đập tan nát, hơn nữa, nghe nói người ra tay là quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi bị đập nát vẫn chưa hết chuyện. Cả thành phố hơn một nửa lực lượng cảnh sát đều tập trung tại Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Còn lại một nửa đang truy tìm tung tích của Dư Kiến Thăng, chẳng trách người của y gọi điện báo cảnh sát thì lại chẳng có ma nào xuất hiện. Đương nhiên, cảnh sát vẫn là có, chỉ là chắc chắn có người cố ý dặn dò không cho cảnh sát ra mặt mà thôi. Bàn tay Nga Ni Trần đang run rẩy, Hạ Tưởng quá ghê gớm rồi, thể hiện rõ ràng ý muốn bắt y đi vào khuôn khổ, ép y nhượng bộ, ép y phải giao ra Dư Kiến Thăng. Chắc chắn Hạ Tưởng cũng rõ, nếu lật xét từng tụ điểm ăn chơi to to nhỏ nhỏ ở cả thành phố lang là không hiện thực, cũng không thể, cho nên hắn mới dùng bạo lực áp chế bạo lực. Đầu tiên cắt đứt quan hệ giữa y và lực lượng cảnh sát trước, rồi cho người âm thầm ra tay, hủy hoại địa bàn của y, đập địa điểm của y. Trên thực tế thiệt hại về kinh tế không nhiều, mất mát nhất chính là tổn thất mấy tên kiện tướng của y. Độc, đủ ghê gớm, chuẩn, đủ chuẩn xác. Thế kỷ 21 thiếu cái gì nhất, là nhân tài, Hạ Tưởng trực tiếp xử lý trợ thủ đắc lực của y, hoàn toàn là cách làm lung lay gốc rễ của y. Hủy hoại tay người, chặt gốc chặt rễ. Nga Ni Trần ngồi trong văn phòng lo lắng tột độ, gần như y không thể chịu đựng được hơn một chút tổn thất bất kỳ nào nữa. Bọn Trương Vĩ là đám thân tín mà y mất gần 10 năm thời gian mới bồi dưỡng được, chỉ trong một đêm đã bị hủy hoại trong chốc lát, sao có thể không làm người ta đau như cắt chứ? Hạ Tưởng, tao muốn giết mày. Lần đầu tiên Nga Ni Trần có tâm lý trả thù Hạ Tưởng mãnh liệt, thậm chí còn có suy nghĩ đích thân bắn chết Hạ Tưởng. Chỉ là, y từ từ bình tĩnh lại, lại tính toán việc được mất, vẫn không thể giao nộp Dư Kiến Thăng. Một khi giao Dư Kiến Thăng ra, chắc chắn sẽ lôi theo Thường Quốc Khánh và Ma Dương Thiên, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức càng lớn hơn. Lại ngẫm nghĩ sâu hơn. Nga Ni Trần cũng có chút oán giận Ma Dương Thiên tự ý chủ trương cứ phải tạo ra một vụ tai nạn xe. Bây giờ thì tốt rồi, không còn cách nào thu dọn kết cục được nữa. Chọc cho Hạ Tưởng giận lên, mây gió ở thành phố lang biến sắc, Lộ Hồng Chiêm không ở thành phố, Cổ Hướng Quốc lại không phải nhân vật số một. Tình thế bây giờ là Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng hoàn toàn chế ngự Cổ Hướng Quốc, Ma Dương Thiên cũng vậy, làm gì mà cứ phải gây ra vụ tai nạn giết người chứ. Lòng Nga Ni Trần rối loạn. Lo lắng muốn nhảy dựng lên, đau đớn đến muốn chửi bới. Ông ta không biết rằng, tiếp theo sau còn xảy ra sự việc khiến ông ta càng đau đầu hơn, từ đó làm cho y có tâm lý hoàn toàn kinh sợ Hạ Tưởng. Hai trung tâm tắm hơi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa nằm ở Đông Nam, và Tây Nam, là trung tâm tắm hơi xa hoa nhất, phồn hoa nhất và cũng cao cấp nhất ở thành phố Lang. Nơi đây được trang trí xa xỉ, một nơi xanh vàng rực rỡ, một nơi đồ sộ cao lớn. Nghiễm nhiên trở thành hai tòa kiến trúc đặc trưng của thành phố lang. Tuy rằng tuyên bố với bên ngoài đó là do người từ Bắc Kinh và Thiên Tân đến đầu tư, nhưng người trong ngành đều biết đó là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Ông chủ của Bích Vân Thiên tên Chu Duy Thanh, khoảng 45 tuổi, người miền Nam. Vóc dáng không cao, xương gò má cao, hốc mắt sâu, đôi mắt nhỏ nhưng vô cùng khôn khéo. Ngoài mặt y và Nga Ni Trần không có quan hệ gì. Thực tế thì y là một cổ đông lớn trong công ty của Nga Ni Trần, cũng là nhân vật mưu trí mà Nga Ni Trần tín nhiệm nhất. Đồng thời, Chu Duy Thanh cũng có lý lịch ở Bắc Kinh, đi lại thân thiết với Ma Dương Thiên, cũng có hợp tác làm ăn với nhau.
Trên thực tế, trong số sản nghiệp của Nga Ni Trần về cơ bản đều có cổ phần của Ma Dương Thiên, nhưng lấy Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa làm cầu nối, Ma Dương Thiên tham gia với mức độ sâu nhất, thậm chí có thể nói là, hai trung tâm tắm hơi ít cũng phải có 1/3 cổ phần của Ma Dương Thiên trong đó. Đương nhiên, Ma Dương Thiên cũng có cổ phần trong các ngành nghề mà Nga Ni Trần tham gia vào, có điều Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa được coi là dự án hợp tác trực tiếp, lại bởi vì Chu Duy Thanh, La Phong có quan hệ mật thiết với Ma Dương Thiên, nên Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa mang ý nghĩa tượng trưng quan trọng, tương đương với việc làm chứng cho tình hữu nghị giữa Nga Ni Trần và Ma Dương Thiên. Người đứng ra làm người đại diện pháp luật cho Phương Thảo Địa là La Phong. La Phong là một lão già gầy gò, bề ngoài không có gì bắt mắt, trên thực tế từ lúc Nga Ni Trần khởi nghiệp y đã trợ giúp cho Nga Ni Trần không ít, cũng là người hợp tác mà Nga Ni Trần kính trọng và tin tưởng nhất. Hai người đều đã tẩy trắng rồi, ở thành phố Lang không những là người giàu nộp thuế nhiều, mà còn là người kinh doanh chính đáng hợp pháp. Đương nhiên, ai cũng đều rõ, phàm là người ở trung tâm tắm hơi thì đều không thể, sạch sẽ, không dính chút bùn nào, trung tâm tắm hơi lại không phải nơi lương thiện gì cả. Danh tiếng của Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa không bé, bởi vì khách thường xuyên đến đây là khách Bắc Kinh, Thiên Tân, cộng thêm đến trung tâm tắm hơi đều cởi hết đồ. Một khi cởi sạch không bị quần áo che phủ, không có đồng hồ, phụ kiện đắt tiền phụ trợ, giữ người với người bình đẳng hơn nhiều. Rất nhiều nhà giàu lưng dắt bạc triệu cứ phải nhờ mặc quần áo hàng hiệu mới tự tin, cả tấm thân béo tròn ngâm mình trong nước, với người bình thường thu nhập tháng không hơn 1.000 tệ ở bên cạnh, ngồi bên nhau cũng chẳng thể hiện ra cao quý hay bất phàm. Cho nên, trung tâm tắm hơi ít khi xảy ra các chuyện hỗn loạn. Tuy nhiên do hai sản nghiệp siêu lợi nhuận nên vẫn có không ít kẻ thừa cơ gây rối. Do đó đại đa số lực lượng của Nga Ni Trần đều tập trung tại hai nơi này, phòng trừ có chuyện bất ngờ xảy ra. Bình thường cho dù có nhóm mười mấy người cũng không dám xem nhẹ làm loạn ở Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, dù sao hai nơi đó ít thì cũng có khoảng 100 người trấn thủ. Trong mắt Nga Ni Trần, là phòng thủ kiên cố. Hôm nay khách đến Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa cũng không ít, vừa mới đầu không có gì bất ổn cả. Sau đó có người chú ý đến có dị thường, bởi vì có khoảng 3, 5 nhóm khách lục tục ghé quán, mỗi nhóm cách nhau khoảng 10 phút, mỗi tốp khoảng 5, 6 người. Lẽ ra khách tụm 5 tụm 3 cũng không có gì đáng để chú ý, đa số khách đến đây đều kết thành nhóm với nhau, ít khi đi đơn lẻ. Nhưng kinh nghiệm phong phú của bảo vệ đã phát hiện ra bất thường, bởi vì mấy tốp khách lục tục đến này có chung một điểm, bước đi chắc chắn, tinh thần khỏe khoắn. Hơn nữa rất khí thế, chủ yếu là bọn họ đều rất trẻ. Bình thường khách đến trung tâm tắm hơi đa phần là trung tuổi, và bọn họ cũng có đặc trưng giống nhau là cơ thể phát tướng, chân đi khệnh khạng, ánh mắt tán loạn. Còn mấy tốp khách vừa rồi ánh mắt tập trung, tinh thần khí lực rất sung, vừa nhìn đều không phải nhân vật thường hay phong lưu. Đều là những người thế nào đây? Bảo vệ còn chưa kịp đi báo cáo thì xảy ra chuyện. Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa cách nhau 4-5 km, gần như xảy ra chuyện trong cùng một thời gian, hơn nữa quá trình sự việc diễn ra đều gần na ná nhau. Đầu tiên là khách lỡ tay làm rơi vỡ cốc nước, nhân viên phục vụ yêu cầu bồi thường 50 tệ một cốc, nói là cốc nhập khẩu từ Pháp. Khách không đồng ý, yêu cầu giám đốc ra gặp. Kết quả sau khi giám đốc ra, nói là cốc được vận chuyển hàng không từ Pháp về, còn tính thêm phí vận chuyển và phí hao mòn, tổng cộng là 250 tệ một cốc. Người khách tức giận. Kêu chủ quán dám coi họ là một lũ ngốc, sau đó liền phát sinh tranh chấp. Tranh chấp bắt đầu từ việc đẩy ngã, đầu tiên là khách làm vỡ bình hoa trong phòng, giám đốc yêu cầu đền 2.500 tệ, cuối cùng làm khách giận sau đó phát tiết, bắt đầu ra tay đập phá đồ. Dám đến Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa dương oai, đến sai trốn rồi, giám đốc hét to một tiếng, nuôi quân một ngày dùng trong một giờ, vô số đám tay chân chen nhau vào chuẩn bị ra tay đánh khách. Bất ngờ rõ ràng chỉ có 4-5 khách thôi bỗng đột nhiên không biết từ đâu chạy đến một đám người, nhìn sơ qua khoảng hơn 50 người. Nhưng Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa ỷ vào người đông thế mạnh, mỗi nơi gọi ra khoảng trên 100 tên chạy đến vây lấy tốp khách hơn 50 người. Mới vừa đánh nhau mới phát hiện ra đối phương rất mạnh, hơn nữa lại cứng như sắt tấm vậy. Đối phương người nào người đó một đánh ba, người của bọn chúng đông gấp đôi tốp khách, kết quả là không bao lâu đã bị đối phương đánh gục. Mấu chốt là, đối phương ra tay chuẩn xác lại kiên quyết, người bị đánh chúng không gãy tay thì cũng gãy chân. Một cước đá ra liền có một người mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng kinh động đến Chu Duy Thanh và La Phong.
Tuy hai người không ở cùng nhau nhưng chỉ xem qua liền kết luận giống nhau, đối phương không phải người bình thường, chắc chắn là người của bộ đội, nếu không sẽ không thể có sức chiến đấu dũng mãnh như thế. Chắc chắn là có lý lịch ghê gớm, cũng chắc chắn là có người đứng đằng sau chỉ đạo. Hai người đều rất bình tĩnh báo cáo lên Nga Ni Trần, sau đó báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát rồi, không quá 10 phút cảnh sát đã kịp tới. Nhưng ngoài dự kiến của hai người, cảnh sát đến không phải chỉ vài người mà là mười mấy người, không những ai ai cũng mặt mày nghiêm chỉnh, còn có không ít người súng vác vai như sắp lâm trận đến nơi. Sau khi cảnh sát đến, tìm hiểu qua loa tình hình xong, lại tiếp xúc với khách, chỉ nói chuyện đơn giản vài câu liền lập tức thả người, cho tất cả khách rời đi. Đương nhiên Chu Duy Thanh và La Phong không chịu, cảnh sát giải thích đối phương là quân nhân đơn vị giữ bí mật, đến thành phố Lang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, bị bảo vệ quây làm lỡ mất thời gian quý báu của bọn họ. May là bọn họ còn giữ được lý trí, nếu không thì rút súng giết người, chết cũng phí. Đại phương không quản lý được bọn họ, cho dù kiện lên tòa án quân sự, cuối cùng kết quả có thế nào đi nữa cũng sẽ không công khai ra bên ngoài. Địa phương cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể ngậm bồ hòn chịu thiệt. Cảnh sát còn chán chường nói với Chu Duy Thanh và La Phong, đối phương đã vô cùng kiềm chế rồi, nếu gây thêm chuyện thì bọn họ sẽ không ngăn lại, mặc cho nhóm người đó đập phá trung tâm tắm hơi. Từ trước đến nay, ở thành phố Lang này Chu Duy Thanh và La Phong rất được người khác tôn trọng. Bên trên lãnh đạo thành ủy, bên dưới lãnh đạo các cục, ngay cả nhiều cảnh sát gặp hai người cũng phải gật đầu cúi người chào hỏi, đã bao giờ phải chịu cảnh giống như bị cảnh sát quát nạt thế này. Cả hai đều cảm thấy rất mất mặt, vô cùng khó chịu. Nhưng không vui cũng chẳng còn cách nào cả. Những cảnh sát đến hiện trường đều là khuôn mặt lạ, hai người không biết một ai trong số đó. Lực lượng ngày trước của Cục Công an thành phố gần như đều bị thay đổi lại toàn bộ, không có sự ủng hộ của lực lượng chính phủ thì quả là làm cho hai người cảm nhận được khó khăn trong bước đi. Sau đó xảy ra một cảnh càng làm cho hai người họ trợn mồm há miệng là, trước khi người khách đánh nhau kỳ lạ rời đi thoải mái, còn liên tiếp ra tay ngay trước mặt cảnh sát và hai người họ, vô cùng kiêu ngạo đập mấy tên thuộc hạ vừa rồi rất ra sức đánh khách. Cảnh sát giả vờ không nhìn thấy, còn uy hiếp bảo vệ muốn ra tay đánh trả, rõ ràng là bênh vực bên cố ý gây rối, nên làm cho Chu Duy Thanh và La Phong giận dữ không kìm nén được. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi khách thong dong rời đi, cảnh sát ở lại, gần 50 cảnh sát ở lại Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa trấn thủ, nói là dựa vào khách hàng tố cáo, Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa có buôn bán thuốc phiện và mại dâm nên cảnh sát phái tiến hành kiểm tra khám xét. Trung tâm tắm hơi lớn nhất thành phố Lang đang kinh doanh bình thường, bị người của quân đội đánh bị thương hơn 70 bảo vệ, còn bị cảnh sát đòi kiểm tra hoạt động mại dâm và buôn bán thuốc phiện, cứ như là đi tiểu lên đầu Nga Ni Trần. So với việc bị tát trước mặt mọi người thì càng không thể nhịn nhục hơn. Chu Duy Thanh và La Phong gọi điện cho nhau, sau đó lại gọi điện cho Nga Ni Trần báo cáo tiến triển mới. Nga Ni Trần nổi trận lôi đình, mới biết là Hạ Tưởng không chỉ là nhắm vào mấy phòng nhảy ca hát của y, mà còn nhắm vào hai trung tâm tắm hơi kiếm được nhiều tiền nhất. Đập phá một trận trước đã, rồi để cảnh sát thả người ngay trước mặt người của y, lại còn lấy lý do có buôn bán ma túy mà lưu lại tiếp tục khám xét, can thiệp vào việc kinh doanh của y. Căn bản là cưỡi lên đầu y, đánh vào mặt Ma Dương Thiên. Nga Ni Trần bạo cơn thịnh nộ, Hạ Tưởng, mày ức hiếp người quá đáng rồi. Y lập tức quyết định triển khai một loạt hành động trả thù. Chương 847, Phản công, canh bạc chính trị. Ai cũng không ngờ tới là sau khi một đoàn binh lính vừa tắm rửa và nghỉ mệt xong rời khỏi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa lại không rời khỏi thành phố Lang, mà trực tiếp canh giữ ở các cửa khẩu lớn từ Bắc Kinh đi vào thành phố Lang, chờ đợi quân cứu viện của Ma Dương Thiên. Một đêm ở thành phố Lang, trong mắt của nhiều người thì chỉ là một đêm bình thường nhưng trong mắt của những người biết được nội tình thì là một đêm tàn sát khốc liệt, là một đêm khói thuốc súng nổi lên từ tứ phía, là một đêm đại chiến. Chỉ trong một đêm, tứ đại hộ pháp của Nga Ni Trần là Trương Vĩ, Phương Vân, Hồng Toàn và Tiêu Viêm, hai người bị thương nặng, một người mất tích, một người tinh thần bấn loạn, có thể nói trên cơ bản bốn người này từ giờ về sau hoàn toàn từ biệt kiếp sống làm sằng làm bậy, nửa đời còn lại phải sống trong đau khổ và hối hận. Dụng ý của Hạ Tưởng rất rõ ràng, nếu Nga Ni Trần nhất quyết hạ độc thủ thì được thôi, tạm thời hắn chưa có chứng cứ phạm tội của bốn người Trương Vĩ, vậy thì cứ đơn giản lấy bạo trị bạo, lấy ác trị ác, xem ai sợ ai. Nếu thật sự những tên xã hội đen có thể tẩy sạch tội, còn có thể trở thành doanh nghiệp nổi tiếng,
hắn thân là quan viên của nhà nước thì có thể lấy danh nghĩa tư pháp để lấy xấu trị xấu. Đương nhiên Nga Ni Trần cũng không biết là Hạ Tưởng còn có chiêu gì nữa không, bởi vì Hạ Tưởng trước giờ không phải là người làm gì mà không chuẩn bị trước bước thứ hai. So với tổn thất về Tứ Tiểu Long, tổn thất về Tứ Đại Hộ Pháp đã khiến cho Nga Ni Trần cảm thấy đau đớn vô cùng, thậm chí có thể nói tim như bị dao đâm. Bởi vì Tứ Tiểu Long chỉ là một tên tay chân bình thường, tương đương với lính hầu, chết không đáng tiếc, nhưng Tứ Đại Hộ Pháp là phụ tá đắc lực của ông ta, là lực lượng trung kiên và là nền móng của ông ta. Nếu nói loại trừ Tứ Tiểu Long chỉ như là nhổ một cọng tóc của ông ta mà thôi, nhưng tiêu diệt Tứ Đại Hộ Pháp cũng giống như trực tiếp đánh gãy chân ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.